Trong lòng hắn hơi động, bắt đầu ở trong đầu tiến hành thống kê phân loại, hiện nay mới thôi tổng cộng thấy qua 5 lần loại văn tự này. Lần thứ nhất là đại diễn thần quyết, lần thứ hai là trong thiên đãng sơn mạch, lần thứ ba là đại giới thần quyết, lần thứ bốn là trong tu di sơn, lần thứ năm là hỗn thiên nghi. Những đồ vật kia tất cả đều là cực kỳ huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu. Hắn cho tới bây giờ, có thể chân chính nắm giữ, đồng thời rõ ràng hàm nghĩa chỉ bất quá 7 văn tự mà thôi, hơn nữa mỗi một cái đều hàm chứa sức mạnh quy tắc vô thượng, uy lực vô cùng. Nhưng ở trong đầu hắn ghi nhớ tới 366 chữ, nếu như có thể thông hiểu toàn bộ hàm nghĩa, này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy một loại cảm giác khủng bố lan tràn ở trên người, hắn thật giống như rõ ràng cái gì, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe. Giờ khắc này, ở nơi nào đó trên yêu nguyên, linh khí tràn ngập, một mảnh linh khí mịt mờ từ từ bay lên, linh khí ở chung quanh hóa thành thủy vụ bao phủ, dường như tiên cảnh. Một đạo hào quang màu xanh từ trên trời rơi xuống, bắn vào trong thủy vụ, đánh văng ra linh khí bốn phía, lộ ra bóng người trong ánh sáng màu xanh, chính là Tiểu Thanh, một mặt trắng xám, hơn nữa ánh sáng trên người lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở trong linh khí hóa dịch, hai tay ngắt cái ấn quyết, bắt đầu điều tức. Từng vòng ánh sáng ở trên người hắn lan tràn, bắt đầu cùng bốn phía hòa làm nhất thể. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ truyền đến nói. Tiểu Thanh, người bị thương. Ở phía trước Tiểu Thanh hiện ra một hình bóng linh thử to lớn, nhàn nhạt như ẩn như hiện, chính là hoàng đế của hết thảy ngũ hành phệ linh thử trên yêu nguyên. Tiểu Thanh từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, mệt mỏi mở mắt ra nói. Thử hoàng, ta cần ngươi hỗ trợ. Bóng người thử hoàng dần dần hiện ra một chút nói. Là giúp ngươi báo thù. Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói. Lần này bên trong vũ giả đến yêu nguyên. Những người yêu tộc kia đối với ta uy hiếp rất lớn. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ chính là bản thể của ta. Vạn cổ trường thanh thụ, trong đó quan hệ lợi hại nói vậy ngươi cũng biết. Thanh âm thử hoàng trầm thấp truyền đến nói. Ta tự nhiên biết, nếu không có bản thể của ngươi tầm bổ, mảnh yêu nguyên này không có thể trở thành thiên đường của chúng ta. Tiểu Thanh nói. Giữa chúng ta hẳn là lẫn nhau sinh tồn, nếu không có tộc ngươi ngàn tỷ năm qua hấp thụ linh khí trên bản thể ta. Bản thể ta đã sớm tiến hóa đến cực điểm, bị thiên địa quy tắc tiêu diệt. Dù sao ta không thể như Tiểu Côn, lợi dụng Phượng Hoàng chi hỏa không hạn chế niết bàn sống lại. Chính bởi vì các ngươi không ngừng gặm nhấm hấp thu, mới để cho bản thể ta vẫn gắn bó ở trạng thái cân bằng, ta mới có thể ở trong mấy ngàn năm này hóa hình. Hắn ngóng nhìn thử Hoàng một chút nói. Nguyên bản chúng ta bất kỳ bên nào nguy hiểm, đối với một phương khác mà nói đều là chí mạng. Thế nhưng hiện tại ta đã hóa hình, dần dần thoát ly ỷ lại bản thể, mà các ngươi lại không thể. Nhưng ta cũng không hy vọng bản thể của mình bị người sử dụng, ngươi hẳn là rõ ràng. Thử Hoàng trầm giọng nói. Ta hiểu được, không chỉ là kẻ địch của ngươi, hơn nữa tựa hồ cũng có kẻ địch chuyên môn nhằm vào bộ tộc ta lẻn vào. Bởi vì ta vẫn chú ý cao thủ lần này tiến vào yêu nguyên, vì lẽ đó không chú ý cùng thủ hạ liên hệ. Hiện tại bên trong ngũ hành thử vương. Chỉ còn thủy hành thử vương, còn lại đã mất tích. Con người của Tiểu Thanh co rụt lại, sau đó khôi phục yên lặng, bật cười đứng dậy nói. Thật là có người không có mắt, ở trên yêu nguyên này, bộ tộc ngũ hành phệ linh thử tồn tại vô số năm, dĩ nhiên cũng có người dám trêu. Thử Hoàng, người quá lâu không phát huy, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là mèo bệnh rồi, ha 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 ha. Khí tức trên người Thử Hoàng dần dần lạnh lẽo, trầm giọng hừ nói. Những nhân loại đáng chết này, mỗi lần xuyên qua yêu nguyên đều giết không ít hài nhi của ta, ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá đáng, liền cho phép bọn họ đi. Không nghĩ tới hiện tại đánh chú ý tới ngũ hành thử vương của ta, làm không cẩn thận mục tiêu cuối cùng vẫn là nhằm vào ta. Xem ra cũng là thời điểm nên cho những nhân loại kia một ít giáo huấn rồi. Tiểu Thanh gật gật đầu, đột nhiên khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc hỏi. Đúng rồi. Phong ấn đó phá giải làm sao? Thử Hoàng trầm mặc lên, than thở. Hy sinh vô số hài nhi, vẫn như cũ không tìm được then chốt phá giải. Thật không biết người năm đó bày xuống phong ấn này, đến cùng là nhân vật nghịch thiên cỡ nào. Hừ, còn có thể nghịch thiên làm sao, bây giờ trong thiên vũ giới, chỉ có cửu thiên đỉnh cao mà thôi. Tiểu Thanh hừ lạnh nói. Những thần cảnh kia ta cũng từng thấy, chỉ bất quá mấy chục ngàn năm qua. Người kia xác thực là cao thủ hàng đầu. Hắn phong ấn ở dưới bản thể của ta,
chí ít là ngụy thần khí không thể nghi ngờ. Thử Hoàng trầm tư nói. Lần này rất nhiều vũ giả tràn vào yêu nguyên, có thể cùng ngụy thần khí này có quan hệ hay không? Có thể là mấy ngàn năm qua chúng ta không ngừng phá giải phong ấn, để bên trong tràn ra sức mạnh bị người nhận biết được. Tiểu Thanh than thở. Thử Hoàng, người thật cho rằng sức mạnh của chúng ta có thể lay động phong ấn đó. Loại sức mạnh này tràn ra hẳn là người kia cố ý giả thiết, chúng ta cũng là dựa vào nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, người mới có thể mở ra linh trí, mà ta cũng có thể hóa hình. Thế cục hôm nay, ta sợ là người kia ở mấy ngàn năm trước cũng đã tính ra. Cái gì? Thử Hoàng không thể tin tưởng khiếp sợ, thân thể có chút buồn bực di chuyển, tựa hồ khó có thể tin tưởng Tiểu Thanh phán đoán. Tiểu Thanh một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói. Thần vật tự có kỳ chủ, chúng ta không công đạt được chỗ tốt nhiều năm như vậy, đã rất đáng giá. Tuyệt đối không nên lưu luyến đồ vật ở ngoài lực lượng của chúng ta, bằng không mặc dù là người ta, cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục đạo tiêu ngã xuống. Thử Hoàng trầm mặc không nói, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Thanh mở miệng nói. Ta biết ngươi không cam tâm, ta làm sao không phải như vậy. Nhưng nhiều năm qua chúng ta đều không thể đạt được, ngươi cho rằng vật này sẽ thuộc về ngươi ta sao? Hắn dừng một chút, lại nói. Đúng rồi, Hắc Liên thiếu hoàng kia làm sao? Thử Hoàng có chút buồn bực nói. Ta đã đem hắn dẫn vào Thủy Nguyệt, đến lúc đó chỉ cần hắn cảm ngộ đầy đủ, hẳn là có thể đột phá đến Cửu Thiên Đế cảnh. Trong mắt Tiểu Thanh lộ ra ánh sáng mừng rỡ nói. Nhất định phải bảo đảm hắn đột phá đến Cửu Thiên cảnh, đến lúc đó hắn ở trong Thủy Nguyệt ngưng luyện quy tắc, tụ tập đế khí, đối với người ta đều có lợi ích khổng lồ. Còn những cái đuôi đi theo phía sau hắn kia, ngươi liền giúp hắn giải quyết đi, để tránh ảnh hưởng hắn xung kích đế cảnh. Thử Hoàng hừ lạnh nói. Hừ, cái đuôi, trong đó có một tên là Vũ Tôn đỉnh cao cường giả, ta phải tổn thất bao nhiêu hài nhi mới có thể làm chết bọn họ. Vẫn để cho Hắc Liên thiếu hoàng trước tiên giải quyết mấy cái đi. Tiểu Thanh khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, nhắm hai mắt tiếp tục điều tức. Bóng người Thử Hoàng hơi động mấy lần, cũng dần dần biến mất ở trong linh khí hóa xương. Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, một nam tử vóc người khôi ngô, tóc xóa vai đang đi bộ nhàn nhã, cất bước đi về phía trước, thật giống như là sau khi ăn xong tản bộ, trên mặt điềm tĩnh mang theo nụ cười. Mỗi bước ra một bước, dĩ nhiên không thương tổn một hoa một thảo, trái lại có loại khí tức sinh mệnh ở dưới chân hắn tản ra. Nam tử đi thật chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, dưới một bước thật giống như bước ra một vùng không gian, ở trên yêu nguyên không ngừng thoáng hiện. Linh khí trước mắt càng ngày càng dày đặc, dần dần có chút mê ly. Đột nhiên nam tử dừng bước, ánh mắt lướt qua một đóa tiểu hoa hồng nhạt, lộ ra vẻ tò mò, tiến lên vài bước ngồi xổm xuống, lẳng lặng quan sát. Kia là một loại hoa rất bình thường trên yêu nguyên, xinh đẹp rồi lại giản dị tự nhiên, ở trên toàn bộ yêu nguyên không biết có bao nhiêu, nhưng nam tử thật giống như xem vô cùng có vị, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, có chút ngây dại. Một con tiểu trùng không biết tên ở trong hoa tâm chậm rãi bò, tựa hồ đang từng bước xâm chiếm phấn hoa, mở ra cánh bé nhỏ, nhẹ nhàng bay lên. Tiểu tử này đang làm gì? Nếu không hiện tại xuất thủ? Nơi nào đó trong không trung ẩn nấp ba tên vũ giả, tất cả đều nín thở ngưng thần, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm nhất thể, khó có thể phát hiện. Một tên hoàng sam nam tử trong đó sắc mặt lạnh lẽo mang theo sát khí, dùng thần thức cùng với hai người khác giao lưu. Hai người khác đồng dạng là một mặt nghiêm nghị, không chấp một cái nhìn chằm chằm nam tử ngắm hoa kia, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Ba người chính là cao tầng của Cuồng Vũ Dòng binh đoàn. Cửu tinh Vũ Tôn Trần Truyền Cửu cùng với hai vị phó đoàn trưởng khác, bát tinh Trịnh Vân Phong cùng Âu Dương Tề, giờ khắc này bọn họ đem hết thảy khí tức biến mất, dọc theo đường đi đều chỉ có thể dựa vào thần thức khoảng cách gần truyền ý. Trước hết không nhìn được đó là Âu Dương Tề, bắt đầu hướng về hai người cố vấn, có muốn động thủ hay không? Trần Truyền Cửu khẽ lắc đầu một cái, truyền âm nói. Hiện tại tiểu tử kia toàn thân đều là sức mạnh quy tắc, mỗi một động tác đều phù hợp thiên đạo. Lúc này tùy tiện xuất thủ, có thể lại như Vương Kinh, bị hắn dễ dàng đánh giết. Vừa nhắc tới Vương Kinh, trong mắt hai người khác đều là lướt qua vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh chuyển hóa thành oán khí nồng đậm. Trịnh Vân Phong xanh mặt, truyền âm nói. Lẽ nào liền để hắn đi như vậy, chẳng phải là từng bước một cô đọng quy tắc, thành tựu vũ đế. Trần Truyền Cửu truyền âm hừ lạnh nói.
Ngươi cho rằng thành tựu vũ đế là ăn cơm, từng khẩu liền có thể ăn xong. Hừ, vũ đế mạnh, có thể hóa thiên địa quy tắc để bản thân sử dụng, giơ tay giở chân trong lúc đó là pháp tắc trong thiên địa. Ngoại trừ tích lũy cường đại ra, trọng yếu hơn là lĩnh ngộ. Nếu như chỉ luận tu vi tích lũy, ta so với Hắc Liên thiếu hoàng này cùng Thẩm Phong đều muốn mạnh hơn, nhưng vẫn bị hai người bọn hắn đè, cũng là bởi vì đối với quy tắc lĩnh ngộ lạc hậu. Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo khó coi, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng, chua xót truyền âm nói. Cửu thiên cảnh giới chính là một cửa ải to lớn nhất của vũ giả, ta có thể vĩnh viễn kẹt ở bên ngoài. Trong mắt hắn lệ mang lấp lóe nói. Vì lẽ đó, ở Khinh Ca Xâm Lâm này, ai cũng đừng nghĩ bước vào cửu thiên cảnh. Trên người hắn tản ra khí tức thô bạo, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, đem khí tức biến mất, tiếp tục quan sát Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hắc Liên Thiếu Hoàng tựa hồ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, không chút nào phát hiện, chỉ là ánh mắt từ trên phi trùng trong tiểu hoa chuyển qua, theo đó chậm rãi rời đi. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay, phi trùng này dĩ nhiên rơi xuống, ở trên ngón tay hắn tinh tế gặm nhấm, phảng phất phát hiện ngón tay này cũng không phải thức ăn, lại chấn động cánh mấy lần, bay vào trên thảo nguyên, không thấy bóng dáng. Hắc Liên Thiếu Hoàng lập tức rơi vào trầm tư, cả người thật giống như dại ra hóa đá, sau đó giơ tay phải lên, ở trên ót mình nhẹ nhàng gõ mấy lần, lại tiếp theo đi về phía trước. Cảnh sắc trước mặt giống nhau như đúc, cũng không là địa phương mới mẻ gì. Nhưng trên mặt hắn lại như nhìn thấy hình ảnh kinh diễm, thật giống như nhìn thấy kỳ quang dị thải, làm người say mê. Hắn đúng là lĩnh ngộ thiên địa sao? Ta thế nào cảm giác như là tên ngớ ngẩn? Âu Dương Tề không nhịn được hướng về hai người khác truyền âm, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Trần Truyền Cửu cau mày truyền âm nói. Không biết, nhưng kẻ này ở trên cấp độ lĩnh ngộ so với ta còn cao, trời mới biết hắn làm vì lẽ gì. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, kinh dị nhìn về phía trước. Âu Dương Tề cùng Trịnh Vân Phong cũng ngóng nhìn đi qua. Chỉ thấy trước người Hắc Liên Thiếu Hoàng có một con rắn nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi, tựa hồ đang kiếm ăn, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía. Đây là một loại yêu xà hết sức bình thường trên yêu nguyên, cùng ngũ hành phệ linh thử đứng hàng ba cấp, dựa vào ăn linh thử mà sống, ở trên yêu nguyên số lượng cũng không phải ít. Một con rắn bình thường như vậy, ở trong mắt những vũ tôn cường giả bọn hắn, là tồn tại phất tay giết ngàn vạn. Hắc Liên Thiếu Hoàng coi như không thấy, bay thẳng đến trước. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, yêu xà kia cũng như không có phát hiện sự tồn tại của hắn, mà là tiếp tục hướng về trước tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh một màn để ba người Trần Truyền Cửu cả kinh trợn mắt há hốc mồm xuất hiện, yêu thú kia gặp gỡ Hắc Liên Thiếu Hoàng, không tránh không né, mà là trực tiếp từ trên chân hắn đi lên, bò lên trên thân thể của hắn, lại từ trên lưng Hắc Liên Thiếu Hoàng bò xuống. Ánh mắt săn mồi ác liệt của nó chưa bao giờ có mảy may biến hóa, vẫn còn đang nhạy cảm tìm kiếm đồ ăn, thật giống như vừa nãy gặp không phải một người, mà chỉ là một khối thạch đầu mà thôi. Cho tới Hắc Liên Thiếu Hoàng, càng là một đường đi thẳng về phía trước, thậm chí không có xem yêu xà kia một chút. Ùm ục, sắc mặt Trần Truyền Cửu cực kỳ khó coi, nuốt ngụm nước miếng, thẩm thấu yết hầu khô ráo. Tuy rằng hắn không có tự mình lĩnh ngộ qua loại cảnh giới này, nhưng dù sao kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết vừa nãy Hắc Liên Thiếu Hoàng là chân chính dung hợp ở trong thiên địa quy tắc, chỗ của đạo, thân hóa vạn vật. Vì lẽ đó yêu xà này mới sẽ như không phát hiện được người trước mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể là nhìn thấy người này, nhưng không hề coi hắn là một tên vũ giả, mà cho rằng là một bộ phận thiên nhiên, là thiên địa pháp tắc, nguyên bản liền hẳn là như vậy. Vì vậy không có cảm giác đến chút nào không đúng, liền trực tiếp từ trên người hắn di chuyển qua. Ba người Trần Truyền Cửu tất cả đều là xem trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh tràn trề, cảnh tượng như thế này bọn họ cảm thấy quá quái dị. Xèo, yêu xà kia đột nhiên bắn ra, ở trên cỏ hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, nhanh như chớp giật cắn trúng một con ngũ hành phệ linh thử mới vừa từ trên thảo nguyên ló đầu ra, trong ánh mắt tàn nhẫn mang theo ý cười dữ tợn, gắt gao cắn không tha. Con ngũ hành phệ linh thử kia chít chít kêu thảm thiết liên tục, nhưng dù giãy giụa như thế nào, cũng không thể chạy trốn khỏi miệng rắn. Tuy rằng hai người đều là tồn tại ba cấp, nhưng thiên tính tương khắc, để ngũ hành phệ linh thử ở trong tay loại yêu xà này căn bản không có một chút sức chống cự nào. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia, Hắc Liên Thiếu Hoàng rốt cục dừng bước, cau mày xoay người lại,
loại khí tức kỳ diệu trên người kia ở trong chớp nhoáng này tiêu tan. Trong lòng Trần Truyền Cửu bỗng nhiên hơi động, trực tiếp từ chỗ ẩn thân vọt ra, trong mắt hàn quang đại thỉnh quát. Chính là hiện tại. Hai tay hắn khép lại, dường như ưng kích trường không, hai đạo hào quang đen trắng hợp lại cùng nhau, không ngừng xoay tròn, ở trên bầu trời hình thành ảnh mây quái lạ, hướng trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng bắn đi. Thái cực xoay chuyển, âm dương đế quyền. Trên mặt Trần Truyền Cửu tất cả đều là vẻ ngoan lệ, vừa nãy hưu xà thôn thử, kéo Hắc Liên Thiếu Hoàng từ trong cảnh giới huyền diệu đi ra, sức mạnh quy tắc biến mất, chính là lúc xuất thủ tốt nhất. Từ trên yêu nguyên lần theo lâu như vậy, còn chết một tên vũ tôn cường giả, mới đợi được một khắc thời gian tốt nhất như thế, hắn xuất thủ chính là chiêu thức chí cường nhất, quyết không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Hai người khác cũng đồng thời xuất thủ, bọn họ càng thêm cảm nhận được Hắc Liên Thiếu Hoàng khủng bố, càng là 100% sức mạnh rót vào trong huyền khí, giống to công đi qua. Tử xương trướng, u huyễn trảm. Trên mặt Hắc Liên Thiếu Hoàng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với ba đạo công kích cường đại này không quan hệ chút nào, hai con mắt vẫn như cũng nhìn yêu xà cắn vào linh thử, từng chút nuốt xuống, trong mi mắt sinh ra một tia thương hại. Hắn vốn là hạng người sát phạt quả đoán, tuyệt không là người lòng dạ mềm yếu gì. Nhưng giờ khắc này xác xác thực thực sinh ra lòng thương hại, đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên không phải mình an nguy, mà là thân ở dưới ba đạo công kích vô cùng bá đạo kia, yêu xà cùng linh thử, há không phải đều sẽ chết. Hắn thở dài một tiếng, hướng về yêu xà đi đến, mặc yêu xà kia linh hoạt làm sao, cũng bị hắn tùy ý nắm trong tay, ở trên ót nó nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem linh thử nuốt vào hơn nửa phun ra ngoài. Hắc Liên Thiếu Hoàng khẽ mỉm cười, lúc này mới một tay cầm linh thử, một tay cầm yêu xà, cuộn vào trong ngực của mình, hơi khom người xuống, để tránh cho bọn nó bị thương tổn. Từng tầng hào quang màu xanh từ trên người Hắc Liên Thiếu Hoàng nổi lên, ở quanh thân mấy mét xuất hiện một bộ chiến giáp, đem cả người hắn phòng ngự ở bên trong. Con người Trần Truyền Cửu thu nhỏ lại, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, châm chọc nói. Đan tâm chiến giáp quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Vì cứu hai súc sinh, dĩ nhiên bỏ qua đan tâm chiến giáp. Ha ha, ta nhìn ngươi cảm ngộ thiên địa triệt để cảm ngộ đến ngu rồi, chết đi cho ta. Ba đạo công kích ngang qua trời cao, thế không thể chặn. Thân thể Hắc Liên Thiếu Hoàng bị tia sáng kia nhấn chìm, chiến giáp màu xanh ở chống đỡ chốc lát liền bị xuyên thủng, đem hắn triệt để oanh vào trong đại địa. Thảo nguyên bị sốc lên, thành hình tròn khuếch tán, năng lượng xung kích cực cao. Ba người đều cảnh giác đứng thẳng ở trên trời cao, sắc mặt nghiêm nghị. Trịnh Vân Phong trầm giọng nói. Đã chết rồi sao, một điểm khí tức cũng không phát hiện được. Trong mắt Âu Dương Tề lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói. Khả năng thật sự chết rồi. Dù sao ba người chúng ta liên thủ, một đòn oanh ở trên người hắn, coi như là vũ đế cũng không chịu nổi a. Trịnh Vân Phong cau mày, hồ nghi nói. Nhưng đan tâm chiến giáp tựa hồ chịu đựng một bộ phận sức mạnh rất lớn, này là chiến giáp cấp 8 mà năm đó Cổ Phi Dương luyện chế cho hắn, đủ để ngăn chặn bất luận một đòn toàn lực nào trong ba người chúng ta. Âu Dương Tề xem thường hừ nói. Cho dù chặn lại một người, nhưng còn có hai người a. Hiện tại không phát hiện được khí thế của hắn, rõ ràng chính là chết rồi. Trần Truyền Cửu không nói một lời, mà là nhìn chòng chọc vào phía dưới. Lượng lớn bùn đất cùng đá vụn chấn động đầy trời bắt đầu hạ xuống. Một cái hố to lớn xuất hiện ở phía dưới, rộng rãi mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Nhưng lấy tu vi của ba người, đều là mắt nhìn ngàn dặm, rất nhanh từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, trong hầm căn bản không có thi thể của Hắc Liên Thiếu Hoàng. Mà ở trên vách hố, một con đường hiện ra, hiển nhiên là trong nháy mắt bị mở ra, Hắc Liên Thiếu Hoàng từ nơi này chạy trốn. Trịnh Vân Phong nhìn kỹ đường nối, chỉ vào một đoàn bùn đất màu đỏ tươi nói. Mau nhìn, hắn khẳng định là bị thương nặng rồi. Con người của Trần Truyền Cửu co rụt lại, trầm giọng quát lên. Lần này nhất định phải đánh giết hắn, bằng không liền nguy hiểm. Hắn nói xong liền trực tiếp chui vào trong lối đi kia, đuổi đi vào. Trịnh Vân Phong cũng theo sát phía sau. Âu Dương Tề hơi nhíu mày lại, đường nối kia vừa nhỏ vừa hẹp, giống như chuồng chó. Hắn cực kỳ không muốn, nhưng không có cách nào. Đột nhiên trên bả vai bị một cái tay vỗ xuống, hắn dại ra, sắc mặt trong phút chốc liền trắng như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Đó là một bàn tay của đàn ông, hơn nữa hắn nhận ra, chính là tay của Hắc Liên Thiếu Hoàng mà hắn đuổi hơn 10 ngày,
cho rằng từ đường nối đào tẩu. Ùm ục, Âu Dương Tề nuốt nước miếng, nhưng vẫn áp chế hàn ý trong nội tâm, thân thể chợt bắt đầu run rẩy. Phía sau truyền đến nụ cười nhạt nhòa. Ha ha, Âu Dương đoàn trưởng, chớ sốt sắng, theo ta lâu như thế, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngủ, liền vĩnh viễn sẽ không sợ. Âu Dương Tề sợ hãi há to mồm, muốn kêu cứu, nhưng phát hiện làm sao cũng gọi không lên tiếng, tiếp theo không có nửa điểm cảm giác đau đớn, chỉ nhìn thấy một đầu quyền từ vị trí trái tim của mình đưa ra ngoài. Hai mắt hắn nhìn trái tim mình nổ tung, ý thức dần dần mất đi. Con mẹ nó, dĩ nhiên giết lão tử. Nội tâm Âu Dương Tề đột nhiên dâng lên cái cảm giác này, âm thầm mắng một câu, không biết từ đâu tới sức mạnh, xông ra tỏa âm trên yết hầu, đem hết toàn lực gào thét một tiếng. Hắc Liên Thiếu Hoàng ở đây. Hắn dùng hết toàn lực gào thét, ở trên yêu nguyên truyền vang ra rất xa. Hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, con người tan rã, đầu lâu cúi xuống, triệt để chết rồi. Nắm đấm thu về, mặt trên có một tầng hào quang màu vàng lập lòe, không có nhiễm chút vết máu. Hắc Liên Thiếu Hoàng nhàn nhạt nhìn thân thể Âu Dương Tề nói. Ngươi cũng coi như là một hán tử. Hắn từ trong lồng ngực kéo ra ngoài một con yêu thú để dưới đất, sát theo đó lại là một con linh thử, vỗ vỗ đầu bọn nó nói. Ngày hôm nay đầu ta xác thực là bị vô nước, vì cứu hai người các ngươi, thậm chí ngay cả sư phụ để cho ta đan tâm chiến giáp cũng không còn. Sớm biết, liền không đi cảm ngộ cái thiên địa quy tắc quỷ gì kia, vũ đế không muốn cũng được. Trong mắt hắn hiện ra vẻ tiếc hận cùng đau lòng nồng đậm. Yêu xà cùng linh thử tựa hồ nghe hiểu lời của hắn, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên Hắc Liên Thiếu Hoàng kịch liệt ho khan, không ngừng ho ra máu tươi, trong mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Vừa nãy ba người của Cuồng Vũ Dòng binh đoàn liên thủ một đòn, xác thực đem hắn nổ ra nội thương, hơn nữa căm tức nhất là đan tâm chiến giáp triệt để nát tan. Đó là kỷ vật năm đó Cổ Phi Dương tự mình luyện chế cho hắn, nhưng bây giờ đã mất rồi. Trần Truyền Cửu. Hắn cắn răng khẽ nói, trong mắt tràn đầy sát cơ. Lấy thực lực của hắn, nếu như muốn giết người này đã sớm có thể, chỉ bất quá giữ lại một đại địch ở bên người, có thể không ngừng đốc thúc mình đi tới, lúc này mới ôm tâm thái chơi đùa cùng Cuồng Vũ Dòng binh đoàn đấu, không nghĩ tới hôm nay vì vậy mà hư hao huyền khí duy nhất của sư tôn để cho hắn, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Khí tức của Trần Truyền Cửu cùng Trịnh Vân Phong từ trong đường nối truyền ra, Hắc Liên Thiếu Hoàng thoáng sầu lo. Liền hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy. Giờ khắc này hắn bị thương nặng, mạnh mẽ lưu lại chỉ có một con đường chết. Còn muốn chạy, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Bóng người Trần Truyền Cửu rất nhanh xuất hiện, đuổi theo Hắc Liên Thiếu Hoàng mà đi, hắn vốn là cửu tinh vũ tôn, thực lực siêu cường, mấy cái lấp lóe trong lúc đó liền muốn đuổi tới. Đột nhiên từ yêu nguyên dâng ra lượng lớn ngũ hành phệ linh thử, tối om om một mảnh, thời gian nháy mắt liền từ trên cỏ chui ra. Toàn bộ đập cánh hướng Trần Truyền Cửu vây công mà đi. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Trần Truyền Cửu cả kinh, Trịnh Vân Phong ở phía sau cũng bắt đầu chịu đến công kích, hai người đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tuy rằng những tồn tại ba cấp này, đối với bọn họ mà nói có thể ung dung giết đi, nhưng quá nhiều cũng có chút ngơ ngác. Xúc sinh, toàn bộ chết đi. Trần Truyền Cửu đấm ra một quyền, liền lập tức biến thành cho bụi hơn nửa, nhưng linh thử phô thiên cái địa. Tất cả đều không sợ sinh tử lần thứ hai xuống lại. Hai người vừa kinh vừa sợ đại khai sát giới, rất nhanh đem mấy vạn con ngũ hành phệ linh thử sát quang, một con không để lại, nhưng cũng triệt để mất đi bóng dáng Hắc Liên Thiếu Hoàng. Ngoá, chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Truyền Cửu giận dữ không thôi, nhìn thi thể linh thử đầy đất, giận không kiềm được quát. Làm sao tiểu tử kia lại có thể triệu hoán linh thử? Hắn là làm thế nào đến? Tại sao đấu nhiều năm như vậy, ta dĩ nhiên không biết. Trịnh Vân Phong cũng là sắc mặt âm trầm khó coi, trầm giọng nói. Lần này thảm, yêu nguyên to lớn như thế, hắn chạy mất làm sao truy đây? Trần Truyền Cửu xanh mặt, ở trên không trung cảm thụ một chút, chỉ vào một phương hướng nói. Chính là bên này. Trịnh Vân Phong sững sờ, ngạc nhiên nói. Vì sao chắc chắn như vậy? Trần Truyền Cửu lạnh lùng hừ nói. Khu vực này có chút kỳ quái, theo tiểu tử kia lại đây, dọc theo đường đi linh khí càng ngày càng đậm, cũng không biết là đi về nơi nào. Mà hướng kia, chính là linh khí dần dần nồng đậm, hẳn là phương hướng tiểu tử kia muốn đi rồi. Hai người lập tức hóa thành một ánh hào quang,
hướng nơi linh khí dày đặc kia lao đi. Ngay sau khi hai người biến mất, trên bầu trời trống rỗng đi ra một bóng người, thân mang cẩm y hào hoa phú quý, bên hông cột một ngọc bội, thân hình cao to, dáng vẻ đường đường, nổi bật nhất chính là trên đai lưng người này khảm nạm một viên bảo châu to lớn, chỉ lo người ta không biết hắn có tiền vậy. Hắn một tay kéo cằm, tự lẩm bẩm. Hắc Liên thiếu hoàng bị người đuổi giết, cứu hay là không cứu đây? Cứu không chỗ tốt, không cứu nếu như chết rồi, bị Hoa Thiên Thụ biết mà nói, còn không tìm ta liều mạng mới lạ. Hắn vỗ đầu một cái, thống khổ nói. Ai nha, thật xoắn suýt. Cứu, không cứu, cứu, không cứu, cứu, không cứu. Nam tử này dĩ nhiên lấy ra một đóa tiểu hoa, bắt đầu ngắt cánh hoa, lấy xuống một cánh cuối cùng, trong miệng hắn thì thầm. Cứu. Nam tử sững sờ nửa ngày, đột nhiên lại nói. Không được, lần này không tính, lại tới một lần nữa. Hắn không biết từ đâu lấy ra một đóa hoa giống nhau như đúc, bắt đầu ngắt cánh nói. Lần này cần trước bỏ một cánh mới bắt đầu. Cứu, không cứu, cứu, không cứu, cứu, không cứu, cứu, không cứu. Ha ha, quả nhiên là không cứu. Hắn đắc chí, sau đó bóng người biến mất ở trong không trung, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt, không ngừng nhẹ nhàng vang lên. Ông trời cũng không cho ta cứu, ta không thể làm trái ý trời, nghịch thiên là tối kỵ. Vẫn là nhìn người thương hội khác hiện tại làm sao, đặc biệt Thiên Nhất Các, không biết nữ thần của ta Thanh Loan tiên tử có tới đây hay không. Thật hy vọng cùng với nàng phát triển một thoáng. Lần sau Vạn Bảo Lâu phải cùng Thiên Nhất Các làm cái liên nghị hội, giải quyết vấn đề những nam thanh niên độc thân lớn tuổi như ta mới được. Bất quá những linh thử kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thử hoàng xảy ra vấn đề? Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, người yêu tộc toàn bộ ngồi xếp bằng ở trên trống trận phi hành, bốn phía đồng dạng là linh thử tối om om công kích, nhưng không ngừng bị tiếng trống đánh vang ra. Vũ Từ Lâu khôi phục thần trí, thân thể đại yêu cũng khôi phục lại hình thái nhân loại, chỉ là một cánh tay trống rỗng, hắn lo lắng liếc mắt nhìn thương đang được Lê chữa trị, ngẩng đầu nhìn linh thử bốn phía, trầm giọng nói. Lê, trống trận này của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Sắc mặt Lê cũng không dễ nhìn, ở trong chữa thương tiêu hao nguyên khí rất lớn, nàng khẽ lắc đầu nói. Không sao, ta cũng không phải mạnh mẽ dùng sóng âm đem bọn nó đánh văng ra, chỉ là bắt được tần suất sóng âm làm những linh thử này sợ hãi, không cần tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Ta lo lắng chính là, bằng vào trạng thái hiện nay của chúng ta, căn bản là không có cách thu lấy vạn cổ trường thanh thụ, bước kế tiếp nên đi như thế nào. Vũ cùng Dực đều là một mặt âm trầm, lặng lẽ không nói. Mà thương càng là ở vào trong hôn mê, hắn bị Lý Vân Tiêu đập bay, nếu không phải bản thân là thân thể yêu tộc, đổi người bình thường, đã sớm đạo tiêu bỏ mình. Ở trong góc trống trận, Đường Kiếp một mực yên lặng nhìn, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Cùng chư vị qua cũng có một đoạn thời gian, lấy ta quan sát, chư vị thật giống cũng không phải là người yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh. Mấy người đều hơi nhướng mày. Lê xoay người lại nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Kiếp khẽ mỉm cười, loại phong độ kia đột nhiên trở về, cười nói. Ta muốn nói là, nếu chư vị không phải người của tinh nguyệt ảo cảnh, lấy tình huống hiện tại, tựa hồ là không nhà để về. Không bằng gia nhập tứ cực môn ta đi, lấy thân phận và địa vị của ta, nhất định sẽ không bôi nhỏ tài năng của chư vị. Vũ Khinh Bỉ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Theo thương hội các ngươi làm ăn. Đường Kiếp đỏ mặt lên, giải thích. Mấy vị khả năng không biết tình huống thương minh, thực lực thương minh không dưới những siêu cấp thế lực kia, mà tứ cực môn ta càng là kiệt xuất trong thương minh. Nếu như có chư vị giúp đỡ, cho dù ngày sau nhất thống thương minh, lực ép bảy đại siêu cấp thế lực, trở thành tồn tại như thánh vực cùng hóa thần hải, độ khả thi cũng là rất lớn. Hừm, nguyên lai tứ cực môn có dã tâm lớn như vậy. Vũ ra vẻ bừng tỉnh, mấy người còn lại cũng là một mặt cười gần nhìn Đường Kiếp. Giống như xem kẻ ngu si. Đường Kiếp sững sờ, lập tức hiểu ra, nguyên lai đối phương là muốn trêu tức hắn, dù sao mình vẫn là quá non, lập tức mặt đỏ chót, cáu giận nói. Có dã tâm thì lại làm sao? Thế lực trong thương minh kia ai không muốn làm lão đại, chư vị có thực lực, chỉ cần chịu phụ tá ta, tương lai thiên vũ giới chính là của mọi người. Thiết, còn thiên vũ giới là của mọi người. Vũ Văn Cao cũng không nhịn được châm chọc. Cười khanh khách đi tới nói. Ta không muốn thiên vũ giới, ta chỉ cần tiểu ca ca ngươi. Đường Kiếp thay đổi sắc mặt,
vội vàng trốn đến phía sau vài tên đại yêu. Lê Quát khẽ nói, đừng nghịch nữa, ai lại nháo, giết. Nàng nhìn về phía Vũ, hỏi, làm sao bây giờ? Vũ cũng trầm mặc không nói, hắn từ trên người lấy ra mấy cái bồn chứa thủy tinh, mở nắp, tất cả đều là huyết vị gay mũi tản ra, nói. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi rồi hãy nói, chờ mọi người khôi phục thực lực lại tính. Hắn đem máu trong mấy bồn chứa đổ vào trong miệng, nuốt vào bụng, rất nhanh da rẻ cả người đều trở nên đỏ chót như máu. A, a, a. Vũ trong giây lát kêu to, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn cùng thống khổ, tựa hồ dòng máu ở trong cơ thể đưa đến tác dụng cực kỳ lợi hại, trên da tuôn ra từng luồng sóng nhiệt, cả người hồng trong suốt. Đường Kiếp kinh hãi nhìn dáng vẻ của Vũ, trên bả vai cánh tay gãy mất kia, bắt đầu sinh ra từng cây gân xanh, thật giống như chân bạch tuộc không ngừng đong đưa, sau đó những gân xanh này ngưng kết thành đoàn, dung hợp, cuối cùng biến thành cánh tay. Chi! Đường Kiếp cùng Vũ Văn Cao đều giật nảy cả mình, tuy rằng tay cụt mọc lại cũng không phải là không thể, nhưng mà rất khó, cần hao phí rất nhiều vật liệu, cùng với thuật luyện sư cường đại mới có thể làm được. Về phần loại người như hắn tùy tiện uống mấy bình huyết liền trực tiếp mọc ra cánh tay, căn bản chưa từng nghe thấy. Cho dù đều là đại yêu, trong mắt Lê cũng lập lòe vẻ kinh ngạc. Hô! Vũ thở dài, toàn thân đều ướt nhẹp, bị mồ hôi mình làm ướt đẫm. Hắn lần thứ hai lấy ra một cái bồn chứa pha lê màu tím, bên trong đồng dạng chứa dòng máu không biết tên, Vũ nhìn chằm chằm một hồi lâu, mấy lần muốn nhổ nút lọ, nhưng tựa hồ vẫn nhịn xuống. Lê nhìn bồn chứa một chút nói. Huyết của cửu thiên cảnh. Vũ gật đầu nói. Không sai, hơn nữa là tinh hoa trong huyết, dòng dã một vị cửu thiên cảnh cường giả, mới luyện ra một bình nhỏ như thế. Chi? Đường Kiếp cùng Vũ Văn Cao càng là ngơ ngác lùi về sau một bước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Huyết chi tinh hoa, nhất định phải là máu lưu thông mới có thể tinh luyện, nếu như sinh vật chết rồi, huyết dịch này sẽ trong nháy mắt mất đi tinh hoa, bất luận người luyện chế làm sao cũng vô dụng. Nói cách khác, chai máu tươi trong tay Vũ, là đem một tên Vũ Đế cường giả trực tiếp hút máu luyện ra. Lê cũng rất là khiếp sợ nói. Huyết này. Vũ nắm chặt bồn chứa pha lê. Tựa hồ chạm tới cái gì, hắn nhắm hai mắt lại, không chút biểu tình từ tốn nói. Đây là huyết của sư phụ ta. Tất cả mọi người giật mình, con người chừng lớn theo dõi hắn. Lê ngạc nhiên một thoáng, tựa hồ rõ ràng cái gì, tùy tiện nói. Đã như vậy, vậy hảo hảo cất đi. Hiện tại thân thể ngươi, cũng không thể chịu đựng được loại huyết dịch này xung kích. Sợ hoàn toàn bắn lại, chờ tìm cơ hội tốt nhất ăn nó. Đừng phụ lòng sư phụ của ngươi đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Vũ Nguyên bản sắc mặt hồng hào, lần thứ hai trở nên hơi trắng xám, trong tay lóe lên ánh sáng, bình máu màu tím liền biến mất ở trong tay. Kỳ thực, ngươi có thể nếm thử máu của hắn. Thương hôn mê, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt cực kỳ trắng xám, nhưng mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, chỉ Vũ Văn Cao sắc mặt trắng bệch nói. Trong cơ thể hắn có khí thức cơ thể mẹ của yêu tộc ta. Người hấp thu máu của hắn, sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn. Thương đại nhân, người tỉnh. Lê vừa thấy Thương nói chuyện, nhất thời đại hỉ dán vào. Thương cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu trạng thái của mình cũng không tốt, trong tròng mắt tất cả đều là vẻ sầu lo. Đùa gì thế? Vũ Văn Cao thay đổi sắc mặt, ở dưới ánh mắt của mọi người liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nói. Đừng tới đây, huyết của ta sợ là độc chết các ngươi. Phù lạnh lẽo nói, vừa nãy người dĩ nhiên liên hợp kẻ địch đối phó chúng ta, chuyện này còn chưa tính toán đâu. Hắn duỗi ra bàn tay lớn tóm tới, đem Vũ Văn Cao đã không có một chút sức mạnh nào kéo tới trước mặt Vũ. Vũ nhìn Vũ Văn Cao một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ không hề nhận ra được dị dạng gì, nhưng Thương nói hắn là vô cùng tin tưởng, lấy ra vài cái ống, trực tiếp xen vào trong động mạch của Vũ Văn Cao. Vũ Văn Cao bị khí tức của phù trấn áp khó có thể nhúc nhích, những cái ống lạnh lẽo kia xen vào trong cơ thể, tuy rằng cũng không phải rất đau, nhưng nhìn máu tươi của mình như nước suối dâng lên, vẫn là sợ đến cả người run cầm cập, liên tục kêu thảm thiết không ngớt, kêu rên nói. Tuy rằng thân thể của ta là nam nhân, nhưng lại có một trái tim nữ nhân, các ngươi không thể đối với ta như thế, ô ô ô. Đùng. Phù cảm thấy hắn quá ầm ĩ, một cái tát trực tiếp đem hắn phiến hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, huyết dịch của Vũ Văn Cao chảy hết hơn nửa, chỉ lát nữa là muốn chứa đầy.
Vũ lấy ra một cái trận bàn, ở phía trên ngưng khắc mấy cái phù hiệu quái lạ, bắt đầu tinh luyện tinh huyết, lượng lớn dòng máu đổ vào phía trên phù hiệu, bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt ngưng tụ, hình thành một quả cầu tròn vo, đang không ngừng cô đọng. Vũ Văn Cao như là bóng cao su xì hơi, bắt đầu khô quắt xuống, da trên người cũng nhăn lại, tựa hồ già hơn rất nhiều tuổi. Huyền khí xen vào trong thân thể kia rất kỳ quái, ngoại trừ hấp thu huyết dịch ra, còn thuận theo lấy ra tinh nguyên của hắn. Thương Từ Tốn nói, chớ đem hắn giết chết, sau đó có thể nuôi, chậm rãi hút máu. Lê Ngạc Nhiên nói, Vũ, đây là tuần không châm của ngươi a, thuận theo rút đi tinh nguyên, lại dưỡng ra máu, chất lượng sẽ không sánh bằng lúc trước. Vũ một mặt bình tĩnh nói, nếu như người này không có tác dụng khác, có thể trực tiếp cầm luyện đan. Dù cho thực lực vẻn vẹn là vũ tôn, luyện chế ra đan dược cũng sẽ không tệ. Đường Kiếp nhìn dáng vẻ hắn nói hời hợt, tựa hồ thật giống như thường thường làm vậy, cả người đều băng hàn rét run. Hắn lo lắng hướng bốn phía nhìn một cái, tất cả đều là linh thử tối om, chẳng biết vì cái gì còn không nhìn thấy người của tứ cực môn. Đoàn huyết cầu này ở dưới vũ không ngừng luyện hóa, dần dần cô đọng trở thành một huyết châu, hầu như trở thành trạng thái rắn, xem mà Đường Kiếp một trận muốn ói. Gần đủ rồi. Vũ cầm lấy hạt châu nhỏ kia đặt ở trước mắt nhìn, liền trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Lê nói, làm sao? Vũ yên lặng nhắm hai mắt, bắt đầu cảm thụ, cả người vô cùng bình tĩnh, thật giống như vừa nãy ăn chỉ là một viên kẹo, tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hơi nhíu lông mày, hết sức chăm chú. Đột nhiên Vũ dương đôi mắt, bắn mạnh ra một đạo tinh mang kỳ dị, trong con ngươi một vòng hào quang màu đỏ xoay tròn, lóe lên một cái rồi biến mất. Trái tim vào đúng lúc này nhảy lên cực kỳ kịch liệt, cùng huyết mạch vật lộn, thân thể lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hơn nữa rất thư thích. Vũ biết là huyết dịch tạo ra tác dụng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm điều tức. Khí tức trên người hắn toàn bộ thu liếm, thật giống như ngủ say, nhưng vẻ mặt lại vặn vẹo đến cực hạn, miệng không ngừng mở ra muốn kêu gọi, nhưng làm thế nào cũng nói không ra lời, thống khổ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thương lộ ra nụ cười nói. Vũ rất thông minh, biết lợi dụng thân thể yêu tộc ta mạnh mẽ đến hấp thu huyết dịch tinh hoa, từ đó tăng cao tu vi cùng cường độ thân thể. Chỉ là trường kỳ xuống, các loại huyết độc cũng tích lũy ở trong thân thể, lúc trước yêu hóa chính là độc tố trong nháy mắt phản phệ. Nhưng trong cơ thể yêu nhân này có khí thức cơ thể mẹ, có thể giúp Vũ phạt mau tẩy tủy, tái tạo thân thể, đến cùng có thể cường đại đến mức độ nào đây? Ta thật sự rất chờ mong. Lê cũng giật mình nhìn Vũ, tự lẩm bẩm. Này được xưng là cơ thể mẹ vạn yêu chi tổ ư. Trên trống trận một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ Đường Kiếp ra, đều ngồi xếp bằng điều tức thương thế của mình. Mà ở ngoài trống trận lại một phen cảnh tượng khác, khắp nơi là linh thử khốc liệt, vừa thoát đi sóng âm trống trận, sau khi ra xa lại bay trở lại phát hiện không chịu nổi lại bay đi, không ngừng lặp đi lặp lại, không ít linh thử đều không chịu nổi, không dám truy kích nữa. Đường Kiếp nhìn tình hình bên ngoài, vô cùng khiếp sợ nhìn Lê một chút, điều này cần kỹ xảo khống chế sóng âm ra sao, mới có thể làm được tần suất tinh chuẩn như vậy, để linh thử nghe mà táng đảm. Đột nhiên một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên thân thể Vũ tản mát ra, nhưng trong phút chốc lại biến mất. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy Vũ nhẹ nhàng dương đôi mắt, ánh mắt lợi hại ở trên người hắn đảo qua, phảng phất trời đông giá rét đột nhiên giáng lâm, băng tuyết đâm vào cốt tủy. Trong lòng Đường Kiếp chấn động mạnh, vừa nãy Vũ trong nháy mắt đó để lộ ra khí tức, để lòng hắn sản sinh một loại run rẩy khủng bố, trợn to mắt nhìn chằm chằm Vũ, đầy mặt đều là sóng to gió lớn. Vũ một mặt bình tĩnh, sắc mặt nhàn nhạt, thật giống như bị ánh mắt kia của hắn nhìn một chút, sẽ kết băng. Sắc mặt Đường Kiếp trắng bệch, hơi đem thân thể lui lại. Thương dương đôi mắt, cười nói. Vũ, xong chưa? Được rồi. Vũ mở miệng. Nhàn nhạt nói hai chữ này, tựa hồ cùng lúc trước cũng không hề có gì không giống. Lê, Phù, Dực cũng đồng thời mở mắt ra, nhìn Vũ từ trên xuống dưới, lộ ra sắc mặt khác thường. Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt lạnh băng nhất thời tiêu tan, như băng tuyết hòa tan nói. Thương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, đưa mắt rơi vào trên người Thương, chờ đợi chỉ thị của hắn. Ngoại trừ thương thế trên người Thương quá nặng, sau khi ba người còn lại nuốt vào các loại đan dược mà Vũ thu gom, trên căn bản khôi phục hơn nửa thực lực, từng cái đầy mặt lửa giận,
muốn trở lại tìm đám người Thiên Nhất Các cùng Lý Vân Tiêu tính sổ. Thương cũng lộ ra ưu dung, sầu mi khổ kiểm nói. Hỗn thiên nghi hư hao, bây giờ trong thiên vũ giới, còn có người biết tu bổ thánh khí không? Ánh mắt mấy người Lê đều tìm đến Vũ, bọn họ mới vừa từ trong phong ấn khôi phục, đối với thiên vũ giới vô cùng xa lạ. Sắc mặt Vũ cũng chìm xuống nói. Hơn 20 năm trước, có vị tuyệt thế vũ đế gọi Cổ Phi Dương, luyện chế ra một siêu phẩm kiếm khí, có người nói là tồn tại cấp bậc thánh khí. Nhưng chẳng có bao nhiêu người tán thành, ta cũng cảm thấy mơ hồ. Thương vui vẻ nói. Không nghĩ tới còn có người có thể luyện chế. Cổ Phi Dương kia hiện tại ở đâu? Vũ thở dài một tiếng, nói. Chết rồi. Chúng nhân đều ngạc nhiên, sau đó yên lặng một hồi. Dực không nhịn được mắng. Người chết còn nói ra làm gì? Lê tựa hồ hơi không cam lòng nói. Cổ Phi Dương có truyền nhân không? Vũ lắc đầu nói. Cổ Phi Dương ở vũ đạo, thuật đạo đều đạt đỉnh cao, nhưng truyền nhân ở trên thuật đạo chỉ có một vị, hiện nay chỉ là thực lực cấp 7, so với ta cũng không bằng. Đúng rồi, dòng binh đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng là một tên đệ tử của Cổ Phi Dương. Thương tự lẩm bẩm. Hỗn thiên nghi, ngọc bi kỳ dị, thêm vào nhân tộc có cửu thiên đỉnh, cùng một thời đại làm sao sẽ xuất hiện ba thánh khí đây? Chẳng lẽ thiên tướng có đại biến? Mà chúng ta chính là quân cờ trong số mệnh kia, đúng lúc mà sinh. Đại yêu còn lại đều cau mày trầm tư, Đường Kiếp ở một bên thì lại nghe trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn không biết thánh khí là khái niệm gì, nhưng mà nghe ra đầu mối, hẳn là tương đương với siêu phẩm huyền khí mà nhân loại nói tới. Từ trước tới nay ghi chép qua siêu phẩm huyền khí chỉ có cửu thiên đỉnh, mà dương thực đang ở trên người mình. Tại sao lại bốc lên hai cái? Nếu là nói yêu tộc có truyền thừa chí bảo, không phải nhân loại có thể biết, vậy cũng có thể lý giải, nhưng Lý Vân Tiêu kia, người mang rất nhiều huyền khí cấp 9 không nói, còn có một siêu phẩm huyền khí. Sao có thể có chuyện đó? Hắn khó có thể tiếp thu sự thực này, nhưng thời điểm hồn thiên nghi cùng tiểu thanh chiến một trận, cùng với quá trình giới thần bi đập vụn trục chính của hỗn thiên nghi, hắn đều là tận mắt nhìn thấy, không thể không tin a. Mấy năm trước, bao nhiêu người mơ có tuyệt đại thần khí. Giờ khắc này ở trên yêu nguyên dĩ nhiên có ba cái. Tin tức này quá mức chấn kinh, nếu như truyền đi, toàn bộ thiên vũ giới đều sẽ vì đó đại loạn. Không được, ta nhất định phải bảo mật. Đường Kiếp nghĩ thầm, nếu như truyền đi, ngọc bi thần kỳ kia ta là nhất định không có phần rồi. Chỉ có thể lén lút tìm người giết chết Lý Vân Tiêu, mới có thể đoạt được. Cho tới yêu tộc hỗn thiên nghi. Trong mắt hắn lóe ra một tia tham lam. Âm thầm suy nghĩ, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Hơn nữa dương thực của cửu thiên đỉnh ngay trên người ta, đến thời điểm mở ra cửu thiên đỉnh, ta há không phải có ba cái siêu phẩm huyền khí. Hắn nhất thời bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn, nhưng càng nhiều là kích động, hưng phấn khó có thể ức chế, cảm thấy dòng máu khắp người tốc độ chảy tăng nhanh mấy lần. Đến thời điểm lãnh tụ thương minh, nhất thống thiên vũ giới, bất kể là bảy đại siêu cấp thế lực, hay là thánh vực thần đô, hóa thần hải, thậm chí tứ hải, đều sẽ thần phục ở dưới chân của mình. Hắn càng nghĩ càng kích động, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên sợ hết hồn, chỉ thấy vài tên đại yêu tất cả đều là khuôn mặt tươi cười nhìn hắn, nụ cười có vẻ cổ quái như vậy. Đường Kiếp lấy lại bình tĩnh, trấn áp kích động nói. Làm sao, đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì, trên mặt ta không có hoa. Khà khà, Thương khẽ cười nói. Một người sở hữu ba cái thánh khí, cảm giác xưng bá thiên hạ khẳng định rất tốt. Chi? Đường Kiếp sợ hết hồn, thay đổi sắc mặt, kinh hãi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết suy nghĩ trong lòng ta? Không, 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 phi, ta mới không nghĩ như vậy. Có thể đạt được một cái siêu phẩm huyền khí cũng đã là tạo hóa, làm sao có khả năng ảo tưởng ba cái? Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, vài tên đại yêu hiển nhiên là không tin. Hắn chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh tràn trề, trong hai tay đều là mồ hôi thấm ướt. Ha ha, chớ sốt sắng, ta thưởng thức người trẻ tuổi có tham vọng. Thương nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt, nhìn hắn nói. Vừa nãy chúng ta thương lượng quyết định, dự định gia nhập tứ cực môn, phụ tá ngươi. Cái gì? Đường Kiếp không thể tin tưởng trợn to trong mắt, cổ quái nói. Ngươi, các ngươi không phải đang đùa ta chứ? Vừa nãy sự tình vắt hết óc cũng không thể cầu, bây giờ lại tự động đưa tới cửa. Trên trời thật sự sẽ có dĩa bánh. Thương cười nói.
Ha ha, làm sao sẽ vậy chứ? Bây giờ thực lực chúng ta tổn thất lớn, cần trợ giúp của ngươi. Đại gia đôi bên cùng có lợi, chúng ta trợ giúp ngươi thực hiện giấc mơ, ngươi cung cấp cho chúng ta tất cả vật liệu chúng ta cần thiết, giúp chúng ta khôi phục thực lực, thế nào? Thì ra là như vậy. Đường Kiếp thở phào nhẹ nhõm, khôi phục một chút dáng vẻ công tử, cười nói. Rõ ràng, chư vị là vừa ý nội tình của tứ cực môn ta, muốn tìm chỗ dựa khôi phục sức khỏe đúng không? Không thành vấn đề, chỉ cần mấy vị quy ở dưới trướng của ta, nghe ta hiệu lệnh. Chỉ cần thiên vũ giới có, các ngươi muốn cái gì ta cho cái đó. Thương một mặt cảm kích, động tình nói. Vậy trước tiên cho ta chút huyền khí đi, cái khác còn chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết. Vũ cũng hừ lạnh nói. Cửu Thiên Đỉnh. Lê khẽ cười nói. Các ngươi thật xấu, cho tỷ tỷ một ít thượng thanh linh tử thần đan cùng ngọc thanh thổ là tốt rồi, ăn vật kia có thể dưỡng nhan mỹ dung. Phù lại tầng tầng hừ một tiếng nói. Thiên hồn niết bàn kiếm thảo. Dực cười quái dị nói. Ta lấy một viên thập chuyển ích thần đan là được rồi. Đường Kiếp mặt giống như trái cà, cười khan nói. Chư vị thật biết nói đùa. Sắc mặt Thương lập tức liền băng lạnh xuống nói. Chúng ta cũng không nói đùa ngươi. Cho không được, vậy không thể làm gì khác hơn là oan ức ngươi tạm thời nghe chúng ta. Lê cười hì hì đi lên phía trước nói. Ta sẽ trước tiên khôi phục thực lực cho ngươi. Hơn nữa ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế, mỗi cách một ngày không thi thuật giảm bớt, ngươi sẽ thưởng thức đến chỗ đau nhất định, bất quá không phải rất đau, đợi lát nữa trước hết để cho ngươi nếm thử. Nàng một tay bấm quyết, mấy phù ấn yêu tộc trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp cảm thấy sức mạnh bị phong ấn đang một chút trở về, đại hỉ, nhưng ngay lúc đó trái tim lại chìm xuống, lê đánh ra những quyết ấn kia, bên trong có từng luồng yêu khí, chui vào trong toàn thân hắn. Phân tán cực lớn. Ngươi, Đường Kiếp cả giận nói. Nếu mọi người hợp tác, hẳn là lấy thành ý, các ngươi này tính là gì? Lê khẽ cười nói. Tiểu đệ đệ đừng nóng giận, đợi lát nữa liền biết này tính là gì. Đường Kiếp biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được toàn thân bắt đầu có cảm giác ngứa, loại ngứa kia thẳng vào cốt tủy, bất luận hắn gãi làm sao cũng không được. A, à, ngứa, thật ngứa a, à, người yêu nữ này. Đến cùng làm gì ta? Cả người Đường Kiếp lăn lộn, nhưng làm sao cũng gãi không được, khó chịu đến tức giận mắng. Lê cười nói. Chỉ là ngứa một chút, đừng sợ, lập tức liền đi qua. Quả nhiên, sau khi ngứa, toàn thân liền truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, dị thường thoải mái, chỉ bất quá cảm giác lạnh như băng kia càng ngày càng nặng, đến cuối cùng liền trở thành hàn khí, muốn đóng băng kinh mạch cùng huyết dịch của hắn, khuôn mặt hóa thành màu lam nhạt. Ngươi, thật tàn nhẫn, độc ác a. Cả người Đường Kiếp run cầm cập liên tục, nói chuyện khó khăn, trong miệng đều phun ra từng vòng hàn khí. Vũ kinh ngạc nói, ngươi là dùng thất sát phong ấn. Lê cười nói, không hổ là đại tế tư, này chính là thất sát phong ấn, mặc dù là trong yêu tộc, người hiểu được phương pháp này cũng cực kỳ ít ỏi. Tổng cộng phải bị nỗi khổ bảy sinh bảy tử, này chỉ mới hai loại. Con người của Đường Kiếp trở thành màu xanh lam, nghe được lời của nàng, cả người run lên một cái, đầy mắt đều là tuyệt vọng, hắn rốt cục không chống đỡ nổi hàn khí này, trực tiếp ngã vào trên trống trận, nhưng thần thức dị thường tỉnh táo, làm sao cũng không thể hôn mê. Dần dần hàn khí bị một luồng ấm áp xua tan, chậm rãi biến thành sóng nhiệt, thiêu đốt. Bảy loại thương tổn thuộc tính khác nhau, từng cái ở trên người hắn phát tác, sau nửa canh giờ, Đường Kiếp như heo chết nằm trên mặt đất. Chỉ còn dư lại rên rỉ đứt quãng. Tỉ mỉ nghe qua, trong tiếng rên rỉ tựa hồ muốn nói ác ma. Tiểu đệ đệ, được rồi, không có chuyện gì rồi. Lê tiến lên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ Đường Kiếp một cái nói. Đứng lên đi, bảy sinh bảy tử này chỉ có thể ảnh hưởng ngũ giác của ngươi, đối với tu vi không có bất kỳ tác dụng phụ, đừng giả bộ chết rồi. Trong mắt Đường Kiếp tất cả đều là vẻ ác độc, nhưng nhìn nụ cười của Lê. Vẫn là cả người run cầm cập liên tục. Thương cười nói. Ngươi trải qua những khổ sở này, mọi người chính là người mình. Thất sát phong ấn mỗi ngày phải giải một lần, bằng không lần thứ ba, thì sẽ ở trong bảy loại cảm giác tuần hoàn mà chết, ngươi đã trải qua một lần. Sắc mặt Đường Kiếp trắng bệch, vừa nãy bảy loại thống khổ kia, để hắn cảm thấy sống không bằng chết, hận không thể đập đầu chết đi, nhưng toàn thân lại không làm được gì. Hiện tại đau tan hết.
cũng sẽ không muốn chết. Thương nói, nếu đã là người mình, vậy hợp tác bắt đầu, người trước hết giúp chúng ta đạt được vạn cổ trường thanh thụ đi. Đường Kiếp tức giận dâng lên, cả giận nói, ta bất quá là vũ hoàng đỉnh cao mà thôi, làm sao giúp các ngươi? Thương nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta không đoán sai, tứ cực môn các ngươi cũng khẳng định tiến vào yêu nguyên. Ngươi thân là thiếu chủ tứ cực môn, nói vậy có biện pháp liên hệ bọn họ, sau đó chỉ huy bọn họ. Chúng ta cướp đoạt thần thụ độ khả thi vẫn là rất lớn. Đường Kiếp tức giận đến cả người phát run, mình cứ như vậy, hoàn toàn trở thành con rối của bọn họ, hơn nữa thậm chí toàn bộ tứ cực môn đều ở dưới bọn hắn trưởng khống. Lê khẽ cười nói, nhìn dáng dấp ngươi không phải rất thích ý à, rõ ràng không coi chúng ta là bằng hữu. Nàng tiện tay chỉ vào một ánh hào quang xa xa nói. Chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội sắp đuổi kịp, nếu không coi chúng ta là bằng hữu, vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giao cho người của Thiên Nhất Thương Hội. Sắc mặt Đường Kiếp tái nhợt, nếu thật để người Thiên Nhất các bắt được mình, đối phương nhất định sẽ đem mình cắt miếng. Hắn oán độc nhìn vài tên đại yêu một chút, cắn răng nghiến lợi nói. Được, chúng ta là bằng hữu. Hắn từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, ngón trỏ ở phía trên nhanh chóng ngưng hoa, sau đó tụ thành một cái phù hiệu đánh vào trong ngọc bài, tiện tay sờ một cái mà nát. Một đạo thanh khí từ trong ngọc bài mịt mờ mà lên, trên không trung hóa thành khói xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Kiếp nói, tín hiệu đã truyền đi, sẽ bị người tứ cực môn cách nơi này gần nhất tiếp thu được, còn có vị trí không gian tọa độ của chúng ta cũng ở bên trong. Thương thỏa mãn cười nói, không tệ, ta liền yêu thích bằng hữu biết nghe lời như ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn chiến hạm Thiên Nhất các xa xa đuổi theo, ở dưới linh thử đầy trời công kích cắn xé, chiến hạm chạy vô cùng chậm chậm, tuy rằng rất gần, nhưng muốn đuổi theo sợ là còn cần một quãng thời gian. Vũ trầm giọng nói, thương đại nhân, không bằng chúng ta dừng lại chờ bọn hắn. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, chắc chắn diệt sạch bọn họ, cướp đoạt thánh khí. Giờ khắc này trong cơ thể hắn dâng trào sức mạnh làm cho hắn vô cùng tự tin, chỉ cảm thấy chưa từng có cường đại qua như vậy. Thương lắc đầu nói, Vũ, ta không hy vọng mọi người mạo hiểm nữa. Lúc trước đó là ta quyết sách sai lầm, không chỉ để Mâu Đạo Tiêu bỏ mình, hơn nữa còn tổn hại Hỗn Thiên Nghi. Thực lực mấy người chúng ta trôi đi quá nhiều, trước khi khôi phục là nhất định phải cẩn thận làm việc. Còn Thiên Nhất Thương Hội, ha ha, đây là quyền lợi tranh đấu trong thương minh bọn hắn. Chúng ta sao có thể nhúng tay? Đúng không, bằng hữu? Thân thể Đường Kiếp khẽ run lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thương. Ý của đối phương rất rõ ràng, chính là để tứ cực môn bọn họ cùng Thiên Nhất các đánh, bọn họ là không dự định động thủ. Đường Kiếp phẫn hận nói. Thương đại nhân, sau khi ta giúp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giải trừ phong ấn của ta, trả ta tự do. Thương híp mắt cười nói. Nhất định, nhất định. Lê, ngươi nhìn ngươi. Đem bằng hữu của chúng ta làm sợ. Lê Khiêm Khiêm hữu lễ nói. Đường công tử yên tâm, chờ đạt được vạn cổ trường thanh thụ, ta nhất định mở ra phong ấn của ngươi, đồng thời chịu đòn nhận tội. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn chăm chú nàng một chút, không tiếp tục nói nữa. Xa xa mọi người trên chiến hạm của Thiên Nhất Thương Hội, cũng phát hiện chống trận của Lê phi hành trên không trung, từng cái nhìn chòng chọc vào không tha. Lý Vân Tiêu nhìn chuột bay đầy trời. Lông mày nhíu thành chữ xuyên nói. Trên yêu nguyên nhất định có chuyện, những ngũ hành phệ linh thử này quả nhiên là gặp người liền công kích, khẳng định là thử hoàng bị kích thích. Thanh La nói. Thẩm Ly, người đối với yêu nguyên này hẳn là so với mọi người quen thuộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Ly vừa nghe liền mắt choáng váng, nàng làm sao biết chuyện gì xảy ra, cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói. Ai biết được? Khả năng thử hoàng tiến vào thời mãn kinh. Tuy rằng rất tồi tệ, nhưng mà không hẳn là chuyện xấu. Chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, thêm vào còn có chiến hạm, muốn chống cự thử triều hiển nhiên so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại chỉ không biết yêu nguyên lẫn vào bao nhiêu thế lực, cùng với thực lực của bọn họ ra sao, ngoại trừ thất đại thương minh, ta phỏng chừng cũng không có thiếu đại phái của Tây Vực. Trong mắt Thanh La lóe ra vẻ tàn khốc, nhìn chằm chằm chống trận xa xa lãnh đạm nói. Bất kể như thế nào, trước diệt những yêu tộc kia, bắt Đường Kiếp vào tay, chỉ cần đạt được Dương Thược, chí ít liền nắm quyền chủ động, đứng ở thế bất bại. Chúng ta tập trung sức mạnh, xông tới giết đi.
Lý Vân Tiêu biến sắc quát khẽ. Không thể, Thanh La đại nhân, người không có phát hiện tốc độ chống trận so với lúc trước giảm bớt rất nhiều sao? Thanh La sững sờ, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ nói. Ngươi là nói bọn họ đã không chống đỡ nổi, tùy thời có thể sẽ bị thử chiều nhấn chìm, chúng ta ôm cây đợi thỏ liền được. Lý Vân Tiêu biểu hiện nghiêm nghị nói. Không phải, ta ý tứ là tựa hồ bọn họ không có sợ hãi, cũng không sợ chúng ta đuổi tới. Ngươi xem khoảng cách của những linh thử kia cùng chống trận trong lúc đó, càng kéo càng lớn, nếu như không chống đỡ nổi, khẳng định là cách càng ngày càng ngắn. Rất khả năng là những đại yêu kia đã khôi phục thực lực, đang chờ cùng chúng ta chiến một trận. Trong lòng Thanh La dùng mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Những huyền khí cấp 9 trong tay mấy đại yêu kia, nàng ngẫm lại vẫn là trong lòng run rẩy. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại nói. Chúng ta vẫn là duy trì khoảng cách nhất định đi, huống hồ đường kiếp chính là trung tâm phong bạo, tiếp cận càng sớm càng nguy hiểm. Đột nhiên trên hư không phía trước bắn xuống một chùm ánh sáng màu xanh, uy lực cực cường, đem linh thử bốn phía chống trận kích tán loạn, ở trên mặt đất chấn động lên nổ vang, giữa bầu trời nứt ra, một chiếc u minh chiến hạm chậm rãi lao ra, hướng chống trận chạy đi. Trong lòng tất cả mọi người Thiên Nhất Các chấn động mạnh, tiêu chí trên chiến hạm này, chính là Tứ Cực Môn. Tứ Cực Môn làm sao tìm tới được, chẳng lẽ bọn họ có biện pháp lần theo đường kiếp? Thanh La nghi ngờ không thôi kêu lên, sắc mặt khó coi, lần này muốn bắt đường kiếp, càng là khó càng thêm khó. Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe sáng, bỗng nhiên nói. Không được, dừng chiến hạm lại. Thanh La không rõ vì sao, nhưng vẫn là rất tín nhiệm lời của hắn, hạ lệnh để chiến hạm đình trệ trên không trung. Tất cả mọi người đều không rõ nhìn Lý Vân Tiêu, Diệp Phàm cũng không nhịn được nói. Vân Thiếu, ngươi không phải nói những đại yêu kia khôi phục sức mạnh sao, hiện tại người Tứ Cực Môn cứu đường kiếp, tất nhiên có một phen chém giết, chúng ta thừa cơ mà lên, không phải tốt đẹp sao? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Nếu như Tứ Cực Môn có thể lần theo tọa độ của đường kiếp, đã sớm đuổi tới, còn có thể chờ đến hiện tại. Giải thích duy nhất chính là, bọn họ là đường kiếp triệu đến. Mà đường kiếp ở trong tay đại yêu khống chế, tất nhiên là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đôi bên cùng có lợi, hoặc là bị đại yêu quản chế, mà chống trận giảm bớt tốc độ, cũng là vì chờ Tứ Cực Môn tới. Hắn nhìn mọi người một mặt không tin, hừ nói. Từ từ xem đi, nếu như ta không đoán sai, những đại yêu kia cùng đường kiếp, lập tức sẽ lên chiến hạm của Tứ Cực Môn. Để sắc mặt mọi người càng ngày càng khó coi chính là, sau khi chiến hạm của Tứ Cực Môn cùng chống trận áp sát, quả nhiên ở chung vô cùng hài hòa, không có một chút xíu xung đột. Mà giờ khắc này sắc mặt đường kiếp cũng không dễ nhìn, ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm một nam tử đứng chắp tay trên chiến hạm, lãnh đạm nói. Đan Dương Trạch, tại sao là ngươi đến? Ấn Phi Vũ đâu? Làm sao hắn không có tới? Đan Dương Trạch nhìn mấy người trên chống trận, ánh mắt đặc biệt ở trên người Vũ Văn Cao cùng chống trận nhìn nhiều mấy lần, lập tức hóa thành vẻ cười gằn, từ tốn nói. Cửu công tử có việc khác, phái Phi Vũ đi làm. Ta là bị phái tới Yêu Nguyên cứu viện đại công tử. Chuyện cười. Đường kiếp sầm mặt lại, phẫn nộ quát. Ấn Phi Vũ là người của ta, cửu đệ tính là thứ gì, có thể chỉ huy hắn. Đan Dương Trạch không hề bị lay động, hời hợt nói. Ấn Phi Vũ đã thể cống hiến cho cửu công tử. Con người đường kiếp đột nhiên áp xúc, lướt qua một tia khó có thể tin, Ấn Phi Vũ chính là tử sĩ trung thành nhất của hắn. Làm sao có khả năng phản bội mình, hắn chào phúng nói. Người lão cẩu này dĩ nhiên đùa bản công tử, có biết đây là tội chết không? Trên mặt Đan Dương Trạch hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói. Lão phu chính là người của cửu công tử, lần này cũng là phụng lệnh cửu công tử đến cứu viện đại công tử. Việc của Ấn Phi Vũ, nếu không tin, đại công tử có thể trở về hỏi hắn. Hừ, lão cẩu, tránh ra cho ta. Đường kiếp đứng ở biên giới chống trận, liền muốn vượt tới, hướng về Đan Dương Trạch tre ở phía trước quát lạnh. Trong con người của Đan Dương Trạch xẹt qua một tia sát khí, lạnh giọng nói. Đại công tử, Dương Đỉnh đâu? Trước khi lão phu đi ra, cửu công tử dặn dò, Dương Đỉnh quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể có sơ suất. Vẫn là trước tiên đem Dương Đỉnh cho lão phu xem qua một chút đi, để ta cùng cửu công tử có bàn giao. Phi, lão cẩu. Ngươi tính là thứ gì? Đường kiếp phun một ngụm nước miếng, phẫn nộ quát. Coi như là đường tâm ở trước mặt ta cũng không dám kiêu ngạo như thế,
ngươi bất quá là một con chó của Đường Tâm mà thôi, dám quay về phía ta sủa, Đường Tâm biết ngươi ở bên ngoài lớn lối như vậy sao? Có phải là không có Dương Thược, ta liền không thể lên chiếc chiến hạm này? Khí tức trên người hắn lập tức bộc phát ra, đặc biệt khoảng thời gian này nhận hết các loại khuất nhục, lại nhìn một lão cẩu cũng dám đến bắt nạt mình, càng là muốn nổi khùng, mỗi câu đều hùng hổ dọa người. Sắc mặt Đan Dương trạch tái xanh, phía sau còn có rất nhiều cao thủ của tứ cực môn đều nhìn chằm chằm mình. Mình nói như thế nào cũng là thất tinh vũ tôn cường giả, coi như là tứ cực môn môn chủ thấy mình, cũng sẽ khách khí mấy phần. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia dĩ nhiên không chút khách khí đối với mình nhục mạ như vậy, hắn muốn xuất thủ giết người, trong mắt không hề che giấu sát khí chút nào. Ánh mắt Đường Kiếp chìm xuống, lạnh lùng theo dõi hắn, tựa hồ liệu định đối phương không dám xuất thủ. Song phương rằng có một trận, rốt cục Đan Dương Trạch đem lửa giận ép xuống, lui lại nhường ra một con đường nói. Đương nhiên không phải, mặc dù này là chiến hạm của cửu công tử, nhưng đại công tử cũng có tư cách lên. Bất quá mấy vị phía sau đại công tử này là. Đường Kiếp quay đầu lại liếc mắt nhìn, xoay người nói. Những này đều là bằng hữu của ta. Hai chữ bằng hữu cắn rất nặng, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Đan Dương Trạch cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Đường Kiếp là tức mình quản chuyện của hắn, phạm thượng, nội tâm càng là sát cơ nổi lên bốn phía, âm thầm cắn răng nói, một khi đạt được Dương Thược, lão phu tất nhiên cắt miếng ngươi. Đám người thương hắn cũng không có để ý nhiều, đều là một ít phụ tông, ở trong mắt hắn cùng run rế không hề khác gì nhau. Trái lại là Vũ Văn Cao hôn mê bất tỉnh, tuy rằng tinh nguyên tổn thất lớn, nhưng là vũ tôn hàng thật đúng giá, để hắn cố lưu ý mấy phần, cùng với chống trận của Lê, tựa hồ cũng là kiện huyền khí cực kỳ lợi hại. Mọi người vừa bước lên chiến hạm, Đường Kiếp liền bắt đầu hạ lệnh, chỉ vào chiến hạm xa xa của Thiên Nhất Các nói. Đan Dương Trạch, giết những người Thiên Nhất Các kia cho ta. Vừa nãy bọn họ dám bất kính với ta. Đan Dương Trạch khinh bỉ hừ lạnh nói. Đại công tử, nhiệm vụ của lão phu chính là bảo đảm an toàn của ngươi, mình mất mặt tự mình tìm về, nếu như ngươi vẫn là nam nhân. Lão cẩu, ngươi đây là đang giáo huấn ta. Đường Kiếp giận không kiềm được, trong tay hàn mang lóe lên, chu tước đao giết ra một cái khe, hướng về gáy của Đan Dương Trạch chém tới. Nội tâm Đan Dương Trạch hừ lạnh liên tục, trong mắt không che giấu lộ ra sát cơ nồng đậm. Ở trong lòng cửu công tử, Đường Kiếp sớm muộn là phải chết. Chỉ cần Dương Đỉnh không mất, đến thời điểm nói Đường Kiếp chết ở trên yêu nguyên, nói không chắc còn có trọng thưởng đây này. Sau khi hắn nghĩ định, cười lạnh liền hướng vết nứt kia chộp tới. Năm ngón tay tụ kim quang, không ngừng có khí tức ác liệt nhảy lên, thật giống như không gì không xuyên thủng, có thể cào nát vạn vật. Vết nứt không gian kia ở dưới tay hắn vồ lấy, trực tiếp dập tắt thành một đạo hắc tuyến, tiện tay vung một cái liền biến mất ở không trung, Đan Dương Trạch hời hợt. Vẻ châm chọc hiện lên ở trên mặt. Tuy rằng chu tước đao lợi hại, nhưng lấy Đường Kiếp có thể phát huy uy lực, ở trước mặt thất tinh vũ tôn hắn căn bản không đáng một đồng. Ngươi thật to gan, phạm thượng. Trong mắt Đường Kiếp cũng là sát khí bằng bạc, trong lòng cười lạnh không ngớt. Đan Dương Trạch bất quá là thất tinh vũ tôn, vài tên đại yêu phía sau mình này, tùy tiện một cái xuất thủ vận dụng huyền khí cấp 9 đều có thể giết chết hắn, vì vậy không có sợ hãi, cười gằn nói. Đan Dương Trạch, người có biết đây là tội chết? Đan Dương Trạch không nhịn được cười to nói. Ha ha, đại công tử, người vẫn đúng là có thể trang, không hổ là người tứ cực môn Đường gia. Người tội chết là ngươi a, dám to gan mạo phạm lão phu, đợi lát nữa liền để ngươi sống không bằng chết, hiện tại giao Dương Đỉnh ra đây, có thể cho ngươi một cái sảng khoái. Khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi về phía trước bước ra một bước, lĩnh vực mở ra. Đem Đường Kiếp cùng vài tên đại yêu toàn bộ áp chế ở trong đó, khí thế bức người. Sắc mặt Đan Dương Trạch khẽ biến thành hơi có chút vặn vẹo, khí tức âm lãnh từ trong con ngươi bắn ra, nhìn chằm chằm Đường Kiếp giọng căm hận nói. Lão tử làm sao cũng là thất tinh vũ tôn, đi tới chỗ nào không phải bị người kính ngưỡng, ngươi dám mắng ta là lão cẩu. Ta trước tiên rút đầu lưỡi của ngươi. Hắn duỗi ra hai ngón tay, liền hướng trong miệng Đường Kiếp xuyên đi, nhanh như chớp giật. Đường Kiếp ngơ ngác lùi về sau, không tránh kịp, chỉ cảm thấy một ánh hào quang liền muốn bắn vào trong miệng mình, đột nhiên ngậm miệng. Xèo. Ngón tay của Đan Dương Trạch ở trước đôi môi hắn ngừng lại, hai ngón tay trong lúc đó mang theo một lưỡi dao sắc, chính là sáo kiếm của Dực, nếu không có hắn đúng lúc thu tay lại kẹp lấy kiếm nhận kia,
sợ là hai ngón tay đã bị tước mất. Sắc mặt Đường Kiếp đều xanh lên, sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, hàm răng va lập cập, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là Vũ Tông, muốn chết. Đan Dương Trạch giận tím mặt, chỉ là một Vũ Tông cũng dám xuất thủ bất kính với hắn, hơn nữa dáng vẻ trên mặt cả lơ phất phơ, vừa nhìn đã khiến người ta muốn dùng chân đạp. Hắn đột nhiên hai ngón tay chỉ ra, muốn bẻ gãy sáo kiếm, nhưng không nhúc nhích chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn rùng mình, trong giây lát cảm nhận được trên kiếm truyền đến băng hàn chi khí, thầm hô không xong. Vèo! Ngón trỏ của bắn ra, trường kiếm kia bay lên, Đan Dương Trạch cấp tốc thu tay về, nhưng vẫn là chậm một bước, một ngón trỏ như đậu hũ rơi xuống. Chi! Đan Dương Trạch hút vào hơi lạnh, ngơ ngác nhìn đoạn chỉ của mình, mở to hai mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Một tên Vũ Tông, dĩ nhiên tước mất một ngón tay của mình. Đừng nói là hắn, trên chiến hạm còn có rất nhiều vũ giả, quan sát từ đằng xa, tất cả cũng đều choáng váng. Chết! Đan Dương Trạch lửa giận ngút trời, một chưởng liền hướng trên đầu Dực bổ tới, muốn trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Dực nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay mở ra, mười ngón tay như chân chi chu bỏ tới, tại bên người bay ra đạo đạo kiếm ảnh. Chém nhập vào trưởng phong của Đan Dương Trạch, phá tan kình khí đối phương, trực chém cánh tay. A! À, Đan Dương Trạch đột nhiên cảm thấy không ổn, nhưng đã chậm, trong chớp mắt liền từ trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhức, sau đó thấy toàn bộ cánh tay như ngón tay bay lên, rơi xuống trên bong thuyền chiến hạm, còn đang không ngừng co giật. Lần này, tất cả mọi người trên chiến hạm triệt để ngớ ra, thất tinh vũ tôn trong ngày thường cao cao tại thượng, làm sao kém như thế? Mỗi một chiêu đều muốn đi linh kiện. Lúc này Đường Kiếp mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cất tiếng cười to, gằn giọng nói. Ha ha, Đan Dương Trạch, lão tử nói ngươi là lão cẩu, làm sao? Ngươi còn không phục, Dực, lại chém xuống hai cái chân của hắn, ta cho lão cẩu ngươi biết kết cục mạo phạm ta. Thương đột nhiên mở miệng nói. Đường công tử, người này cũng là thất tinh vũ tôn, giữ lại còn có tác dụng. Không bằng để cho Lê Hạ thất sát phong ấn, còn có giá trị lợi dụng. Đường Kiếp vừa nghe thất sát phong ấn, cả người liền run cầm cập một thoáng, lộ ra dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cười to nói. Không sai, đúng là nên như thế. Lê khẽ cười đi lên phía trước, mỗi một bước đều giống như đạp ở trên trống trận, phát sinh tiếng nổ lớn, chấn động lòng người. Đan Dương Trạch muốn phản kháng, nhưng từng tiếng trống trận này thật giống như ở trong lòng hắn vang lên. Chấn động đến mức huyết mạch bành trướng, chân khí hỗn loạn, trong đan điền cũng thuận theo nhảy lên, không cách nào ngưng thần. Đùng! Lê nhẹ nhàng ở trên không trung họa ra mấy cái phù hiệu, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đan Dương Trạch, nhẹ giọng than thở. Năm đó học một ít bàng môn tà đạo, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, không nghĩ tới giờ này ngày này, dĩ nhiên có tác dụng lớn. Thương cười nói. Lúc này không giống ngày xưa, hết thảy đều thay đổi. Bằng không chúng ta không cần dùng quỷ kế như vậy. Đan Dương Trạch sợ hãi liên tục lui về phía sau hơn 10 mét nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta đối nghịch, chính là cùng Đường gia, cùng tứ cực môn đối nghịch, các ngươi suy tính hậu quả sao? Ta phi. Đường Kiếp cả giận nói. Có ta là Đường gia đại công tử, người thừa kế chính thống của tứ cực môn ở đây, người cũng xứng đại biểu tứ cực môn. Hắn sắc mặt âm lãnh xuống nói. Xem ra dã tâm của cửu đệ thật sự không nhỏ a, lần này trở lại, ta phải hảo hảo dạy dỗ hắn, làm sao làm tốt bản phận một đệ đệ. Đan Dương Trẻ còn muốn giãy giụa, đột nhiên toàn thân cực kỳ ngứa. Hắn sợ hãi liều mạng cầm lấy ra mình, cả giận nói. Các ngươi đến cùng hạ phong ấn gì? Ngứa, thật ngứa, con mẹ nó thật ngứa a, ngứa chết ta rồi. Hiệu quả của thất sát phong ấn bắt đầu dần dần phát tác. Hắn dường như điên rồi, ở trên chiến hạm không ngừng lăn lộn, các loại thống khổ kêu rên, cuối cùng dĩ nhiên quỳ xuống khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, dùng đầu va bong tàu, vùng vẫy hơn nửa giờ, mới như heo chết nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngớt. Vũ giả trên chiến hạm đã sớm từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, cả người phát lạnh. Bọn họ đều là thủ hạ của cửu công tử Đường Tâm, Đan Dương Trẻ còn như vậy, bọn họ còn không biết sẽ có kết cục gì, từng cái căng thẳng vạn phần. Đường Kiếp cũng là một mặt tái nhợt, nhớ tới loại cảm giác bảy sinh bảy tử kia, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn ổn định tâm thần của mình, đi lên trước một cước đạp ở trên đầu Đan Dương Trạch, quát lên.
Lão cẩu, lần này có phục không? Cả người Đan Dương Trạch co giật một thoáng, nằm trên mặt đất liên tục rên rỉ nói. Phục rồi, đại công tử tha cho ta đi, hoặc là giết ta cũng không dám cùng ngài đối phó. Hừ, giết ngươi, không tiện nghi như vậy, ta giữ lại lão cẩu ngươi còn có tác dụng. Trong lòng Đường Kiếp tuôn ra một loại vui vẻ chinh phục, một tay nhấc đầu của hắn lên, quát. Hiện tại nói cho ta Ấn Phi Vũ có phải là thật quy phục Đường Tâm hay không? Đan Dương Trạch có loại cảm giác mất đi hết cả niềm tin, đối với người trước mắt này không sinh được lòng phản kháng, chán nản nói. Là thật sự, cửu công tử. Đùng. Đường Kiếp trực tiếp một cái tát vỗ tới, quát lên. Liền hắn cũng xứng gọi công tử, trực tiếp kêu tên. Vâng, vâng. Một bên mặt của Đan Dương Trạch lập tức sưng lên, vô lực kêu rên nói. Đường Tâm hắn đồng ý tìm tới cho Ấn Phi Vũ một viên thiên hồn niết bàn kiếm thảo, lúc này Ấn Phi Vũ mới xin thể cống hiến. Hừ, thiên hồn niết bàn kiếm thảo, người cho rằng ta là kẻ ngu si à. Kia là linh thảo cấp 9 đỉnh cao, chứa vô thượng kiếm ý ở bên trong, coi như là tứ cực môn cũng chưa chắc có thể dễ dàng cho. Đường Tâm hắn từ đâu tới sức mạnh lớn như vậy, Ấn Phi Vũ lại không phải người ngu, làm sao sẽ tin. Đan Dương Trạch biết mình nói những lời này cũng đã là phản bội Đường Tâm, không còn đường có thể đi, thẳng thắn bán đến cùng nói. Bởi vì Đường Tâm đã chiếm được Hạ gia chống đỡ, tựa hồ bí mật ký kết thỏa thuận gì. Cái gì? Đường Kiếp giận tím mặt, trực tiếp đập Đan Dương Trạch trên đất, đập ra vang vọng, cả giận nói. Hắn dĩ nhiên cấu kết Hạ gia, thực sự là thiên đại cẩu đảm, trong tay ngươi có chứng cứ không? Đan Dương Trạch dần dần từ trong sợ hãi của bảy sinh bảy tử phục hồi tinh thần lại, nhưng đã triệt để không còn sức lực, khổ sở nói. Ta bất quá là một tên thất tinh vũ tôn mà thôi, những hiệp định bí mật kia căn bản không tư cách tham dự, nơi nào có chứng cứ gì? Hắn tựa hồ biết ý nghĩ của Đường Kiếp nói. Mặc dù đại công tử ngài nói cho môn chủ đại nhân cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ cảm thấy ngài chia rẽ. Trong lòng Đường Kiếp một trận buồn bực, trở nên trầm tư. Hạ gia chính là một đại gia tộc trong tứ cực môn, chỉ đứng sau Đường gia, tứ cực môn các đời môn chủ đều là họ Đường, hai nhà trong lúc đó sản sinh ma sát, mấy trăm năm qua vẫn bị Đường gia ép gắt gao, trong hậu bối căn bản tìm không ra một đệ tử ưu tú. Mắt thấy ngày càng suy yếu, không nghĩ tới Đường Tâm dám cấu kết bọn họ, thật là cẩu đảm. Thương vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Sự tình kiện kiện giải quyết a, đừng quên còn có bằng hữu chúng ta. Trước tiên giải quyết những tranh chấp trên yêu nguyên đi. Đường Kiếp vừa nghe đến hai chữ bằng hữu, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, bất quá những người yêu tộc này mỗi cái thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể vì đó sử dụng, mặc dù vẫn chưa thể chống lại Hạ gia, nhưng cách biệt không xa. Dù sao Hạ gia không dám công nhiên chống đỡ Đường Tâm, bằng không phụ thân hắn phát hiện, này không cần hắn xuất thủ, Đường Tâm liền triệt để xong. Không sai, Thương huynh nói có lý. Hắn cũng thuận thế cùng Thương Xương huynh gọi đệ, hướng về một đám vũ giả trên chiến hạm mắt lạnh quét tới, hết thảy vũ giả đều là đáy lòng phát lạnh, không ngừng lùi lại. Đường Kiếp hướng những vũ giả kia từng bước một đi đến, lạnh như băng nói. Hiện tại tuyên bố cống hiến cho ta. Có thể thu được vinh dự vô thượng. Không cống hiến, giết toàn gia, diệt cửu tộc. Đường Kiếp vừa nói, những vũ giả kia đầu tiên là sợ hãi không ngớt, sau đó từng cái vui mừng khôn xiết. Ta thảo, đã nói ra như vậy, đáp án còn chọn sao? Dồn dập phát độc thể cống hiến cho hắn, lời thề một cái so với một cái tàn nhẫn, biểu hiện một cái so với một cái chân thành. Còn có mắng to Đường Tâm, ngay cả tổ tông 18 đời của Đường Tâm cũng mắng. Sau đó mới phát hiện sắc mặt Đường Kiếp càng ngày càng khó coi, mới nhớ tới hai người là đồng nhất một cái tổ tông, sợ đến vội vàng câm miệng. Ánh mắt Đường Kiếp lạnh lùng, lấy ra một khối thạch đầu màu nâu, cười lạnh nói. Vừa nãy chư vị nói, ta đều dùng ảnh âm thạch ghi chép xuống, sau khi trở về sẽ đưa cho Đường Tâm xem, sau đó chư vị liền an tâm ở trong tay ta làm việc đi. Những vũ giả kia tất cả đều thay đổi sắc mặt, há hốc miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Vừa nãy những câu nói kia nếu như để Đường Tâm nghe thấy, vậy mình tuyệt đối là tiến vào danh sách đen, không có khả năng quay đầu, cũng chỉ có thể theo Đường Kiếp một đường đi tới. Đan Dương Trạch cũng mồ hôi lạnh tràn trề, cảm giác người Đường gia này, mỗi cái đều không đơn giản, xem ra mình trước đây còn xem thường đại công tử. Thương cười to nói. Ha ha,
không nhìn ra ngươi vẫn rất có tâm cơ. Đường Kiếp một mặt cười âm lãnh, tuy rằng Ấn Phi Vũ phản bội để hắn cực kỳ ngột ngạt, nhưng lập tức thu phục nhiều thủ hạ của Đường Tâm như vậy, tâm tình hơi hơi tốt một điểm, hừ nói. Những tiện chủng này, ngươi hơi đối với bọn họ khá một chút, liền sinh ra phản cốt với ngươi. Hắn liếc mắt nhìn chiến hạm của Thiên Nhất Các xa xa, trong mắt lóe ra sát khí hỏi. Thương, chiến hạm Thiên Nhất Các kia dây dưa chúng ta không tha, là chiến hay lùi, ngươi nói một câu đi. Thêm nhiều thủ hạ như vậy, lập tức khôi phục khí chất mà Đường gia thiếu chủ nên có. Đối với những đại yêu kia cũng không tự ti, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ phục tùng, trên đại sự nhất định phải cố vấn, không dám có nửa điểm thí chủ. Không chỉ là mạng của mình bị người ta nắm trong tay, hơn nữa đối kháng Đường Tâm, những người này cũng là trợ lực rất lớn, hơn nữa đều là kỳ binh đột nhiên rơi xuống, đủ để cho Đường Tâm đả kích chí mạng. Nhưng hắn cũng rõ ràng mình muốn trả giá nhất định sẽ không ít, nhưng không nỡ bỏ hài tử không bẫy được lang A, thân là Đường gia thiếu chủ, cũng là rất có khí chất bá chủ. Khuôn mặt Thương lập tức nghiêm nghị, trầm ngâm không ngớt. Lấy sức mạnh bọn họ bây giờ, đủ để đả kích Thiên Nhất Các thương hội chí mạng, nhưng mình tổn thất sẽ bao lớn, cùng với có đột phát biến cố hay không, lập tức khó mà dự đoán. Sau khi Hỗn Thiên Nghi tổn hại, để hắn mỗi đi một bước đều trở nên dị thường thận trọng. Còn lại vài tên đại yêu từng cái trên mặt tức giận phun trào, tựa hồ muốn báo mối thù vừa nãy. Trên người Thương cũng mơ hồ hiện ra một luồng thô bạo, trong tròng mắt lập lòe ra một luồng tâm ý hoang cổ cửu viễn, cảm giác coi thường muôn dân nói. Nếu chư vị đều muốn chiến, vậy thì đánh đi. Đường Kiếp lấy làm kinh hãi, loại khí tức trên người Thương kia, thật giống như là tuyệt đại bá chủ, cái thế vương giả vậy, khiến người ta không cách nào sinh ra tâm ý chống lại, hắn hút ngụm khí lạnh, trấn an nội tâm kinh hoàng, hạ lệnh. Toàn thể đều chuẩn bị kỹ càng, hướng chiến hạm của Thiên Nhất Các oanh kích tới. Chiến hạm chậm rãi quay đầu, các loại trận pháp công kích từng cái sáng lên, bắt đầu ấp ủ công kích. Mọi người trên Thiên Nhất Các chiến hạm đồng thời thay đổi sắc mặt, hiện tại kẻ ngu si cũng nhìn ra được là muốn xuất thủ với bọn họ. Thanh La cả giận nói. Lý Vân Tiêu, bọn họ quả nhiên là muốn đối phó chúng ta, làm sao bây giờ? Chỉ là vài tên đại yêu kia cũng chưa chắc thắng, huống hồ hiện tại còn cùng tứ cực môn hội hợp. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày nói. Càng lớn càng khó a, U Minh chiến hạm này khuyết điểm chính là hành động chậm, chỉ có thể đứng ở đó bị động chịu đòn, nếu như vậy hoàn toàn là so đấu tiêu hao. Trong mắt hắn lóe ra một đạo hàn mang, lãnh đạm nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy công làm thủ, quay về phía bọn họ xông lên. Chỉ cần vào tới trong vòng 500 thước, ta ắt có niềm tin hủy diệt chiến hạm của bọn họ. Trong tay hắn còn có khắc tinh chiến hạm giới thần bi, chỉ là hiện tại trong bi một mảnh âm u đầy tử khí, lực lượng cũng cực kỳ yếu ớt. Nhưng ở trong phạm vi 500 mét vẫn có thể tùy ý điều khiển, hơn nữa vẻn vẹn triển khai vô lượng trọng lực của đại địa tức nhưỡng, vẫn có niềm tin trực tiếp đem U Minh chiến hạm của đối phương đập đổ. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều nghe lệnh ta, đợi lát nữa đón công kích của bọn họ xông tới, hết thảy nguyên thạch đều dùng, không phải sợ tiêu hao, chỉ cần đánh thắng đem nguyên thạch dự trữ của bọn họ đoạt lấy là tốt rồi. Hắn không tự chủ liền bắt đầu phát hiệu lệnh, tuy rằng mọi người cảm thấy có chút quái dị, nhưng nội tâm lại hết sức tín phục, mỗi cái nín thở ngưng thần lắng nghe. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên người mọi người như chuồn chuồn lướt nước đảo qua, nhưng mỗi người đều cảm giác thật giống như nhìn chằm chằm mình, không hiểu nỗi sinh ra một luồng nghiêm nghị kinh ý. Hắn từng cái phân tích nói. Tên gọi Thương kia là đầu lĩnh yêu tộc, huyền khí tổn hại, đã không đáng lo lắng. Chỉ còn lại 4 tên đại yêu, Vũ giao cho ta, Lê vẫn phải dùng chống trận cách ly ngũ hành phệ linh thử, hao tổn rất lớn, hơn nữa chống trận của nàng là âm 3 công kích, căn bản không dám tùy ý triển khai, không đáng lo lắng. Liền còn lại Phù cùng Dực. Sắc mặt Thanh La khó coi nói. Hai người này tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh huyền khí cấp 9, dưới vũ đế, căn bản không chịu được một đòn của bọn họ. Mọi người nói tới Phù cùng Dực, đều là trong lòng sợ hãi, không nhắc lên được chiến ý. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh La, lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng huyền khí cấp 9 tùy tiện có thể triển khai ra. Bọn họ tu vi vũ tông, cho dù một lần tiêu hao hết, cũng không thể 100% phát huy ra uy lực. Chỉ cần các ngươi có thể đỡ lấy mấy đại chiêu, bọn họ liền bó tay toàn tập rồi.
Thanh La một mặt lạnh lẽo hừ nói. Đỡ lấy mấy đại chiêu, hừ, ngươi làm sao không đi thử. Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn nàng một thoáng, nói. Vậy ta liền đến đối phó một người trong đó, Vũ Tiên Sinh liền giao cho Thiên Nhất Các các ngươi, làm sao? Thanh La suy nghĩ một chút, miệng cười khổ nói. Vậy thì thật ngại. Nhưng trên mặt nơi nào có nửa điểm xấu hổ. Vũ trước đó biểu hiện rất bình thường, hơn nữa nhất chiêu liền bị Lý Vân Tiêu đánh nát cánh tay, có thể nói không hề có lực, ở trong mắt Thanh La, tuyệt đối là một tiểu lâu la thực lực yếu nhất. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Không có chuyện gì, Vũ Tiên Sinh này liền giao cho chư vị cao thủ Thiên Nhất Các, hai tên đại yêu khác ta đối phó một vị, còn có một cái liền. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Phàm. Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện là trong lòng dùng mình, sắc mặt khó coi. Hai tên đại yêu nắm giữ huyền khí cấp 9, dù là ai cũng không muốn gặp phải. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, ngưng trọng nói. Được, một người khác liền giao cho chúng ta. Thiếu chủ, Phùng Chư kinh hãi, muốn bác bỏ, lại bị Diệp Phàm ngăn cản. Diệp Phàm gian nan nói. Sức mạnh của chúng ta cũng vẻn vẹn có thể chặn lại một tên đại yêu. Không cách nào phân phối càng nhiều nhiệm vụ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cái này ta rõ ràng, Thanh La đại nhân, chỉ cần ta có thể đánh chìm chiến hạm đối phương, còn lại cao thủ tứ cực môn, người có chắc chắn đối phó được hay không? Thanh La mặt lộ vẻ khó xử, dù sao tứ cực môn có cao thủ nào đến đây, nàng một điểm tin tức cũng không có. Nhưng nghĩ tới Vũ không đáng lo lắng, mình nhiều cao thủ như vậy, cũng không tốt từ chối, cố hết sức liền đồng ý. Lý Vân Tiêu hiểu ý nở nụ cười, ở hắn đánh giá, những thực lực này của Thiên Nhất Các, căn bản không thể chống cự Vũ cùng tứ cực môn công kích, chờ thời điểm lưỡng bại câu thương, mình cũng gần như có thể bắt một tên đại yêu, đến thời điểm trở lại kiếm lợi. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Diệp Phàm dĩ nhiên có lòng tin có thể đối phó một tên đại yêu, này nhất định là có lá bài tẩy hắn không biết. Nếu Thánh Hỏa Điện là Diệp Nam Thiên truyền thừa, vậy có một ít lá bài tẩy cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi toàn bộ phân phối xong, trong mắt hắn cũng bắn ra sát cơ nồng đậm, nhìn chằm chằm chiến hạm tứ cực môn phía trước quát lên. Hết tốc độ tiến về phía trước, các loại công kích trận pháp phòng ngự toàn bộ mở tối đa, tử chiến đến cùng. Âm thanh hắn vang dội tản ra, tất cả mọi người trên chiến hạm đều là tinh thần chấn động, mỗi cái khí thế no đủ, chiến ý ngập trời. Ở dưới ngũ hành phệ linh thử đầy trời công kích, hai chiếc chiến hạm lẫn nhau xung kích mà đi. Bắt đầu các loại pháo oanh. U Minh nhất kích, thêm vào các loại trận pháp công kích, toàn lực triển khai, đầy trời đều là các loại năng lượng xông tới. Lượng lớn ngũ hành phệ linh thử không dám tới gần, chết thì chết, chạy đã chạy, tiêu tan hơn nửa. Sau đó tựa hồ có trật tự hướng xa xa lui lại, nhường ra một khoảng trời, không dám quấy nhiễu bọn họ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, những linh thử này quả nhiên là thu được mệnh lệnh của Thử Hoàng. Thử Hoàng này đến cùng muốn làm cái gì? Không tiếc đánh đổi gặp người liền công như vậy, đến cùng mục đích ở đâu? Toàn bộ bầu trời tất cả đều là các loại công kích va chạm, không ít lạc ở trên chiến hạm, cũng gây nên một trận lay động. U Minh chiến hạm uy lực tuyệt cường vào đúng lúc này cũng thể hiện ra, dưới chiến đấu quy mô lớn, xác thực là lợi khí sát thương, trong chiến trường như thế này, tu vi Vũ Hoàng trở xuống, căn bản đều không chen vào được. Âm thanh đường kiếp ở trên chiến trường đột nhiên vang lên, tu vi hắn là Vũ Hoàng đỉnh cao, đem nguyên khí rót vào trong sóng âm, thanh như hồng trung. Đám phế vật Thiên Nhất các ngươi không phải muốn bắt bản công tử sao? Bản công tử ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh gì đến. Này là trần trụi khiêu khích, để tất cả mọi người Thiên Nhất các đều đầy ngập lửa giận. Lý Vân Tiêu cũng cao giọng cười gằn, đáp lại nói. Có bản lĩnh liền đừng nhúc nhích. Đường kiếp ngạo nhiên đứng ở hạm thủ, lâm phong mà đứng, nhìn năng lượng đầy trời nổ tung, rất có khí phách hăng hái, cất tiếng cười to nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi không cần kích ta. Bản công tử hôm nay liền ngồi ngay ngắn ở vị trí này, một bước cũng không rời đi, một thoáng cũng không động thủ, nhấc tay đàm tiếu trong lúc đó, xem các ngươi làm sao biến thành cho bụi. Thủ hạ lập tức đưa đến một cái ghế tựa cùng bàn trà. Mặt trên xếp đầy linh tử linh quả, hắn dương dương tự đắc bắt đầu uống rượu, rất có khí chất bá chủ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu như động thì sao? Đường kiếp hơi trầm ngâm, chắc chắn bên mình tuyệt đối là thắng được ưu thế, không đến nỗi có bất ngờ quá to lớn, liền hừ lạnh nói.
nếu như ngày hôm nay ta động một thoáng, ta liền đem chiếc U Minh chiến hạm này ở ngay trước mặt ngươi ăn. Lý Vân Tiêu gật đầu liên tục, cười nói. Hay, hay, chỉ mong ngươi còn là một nam nhân, nói chuyện có thể giữ lời. Ngay ở trước mặt tất cả cao thủ tứ cực môn cùng thiên nhất các, hy vọng Đường gia đại công tử ngươi có thể nói được làm được, nếu như ngày hôm nay ngươi nói mà không làm, ta nhìn ngươi sau đó còn làm sao lăn lộn. Trong nghi tâm hắn lóe lên, giới thần bi hóa thành một đạo ánh vàng bắn ra, ở dưới các loại công kích năng lượng qua lại như điện, trong nháy mắt bay đến trên chiến hạm của tứ cực môn, hóa thành một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên rơi xuống. Chi! Đường Kiếp hút ngụm hơi lạnh, giới thần bi này xuất hiện ở trên U Minh chiến hạm, trực tiếp đem ánh mặt trời chặn lại rồi, một mảnh lu mờ ảm đạm, hắn ngơ ngác thất thanh nói. Nhanh đánh nát nó! U Minh chiến hạm bị che lại. Những đại yêu kia cũng đều hơi thay đổi sắc mặt, Đan Dương Trạch đúng lúc này đứng dậy, biểu thị trung tâm nói. Đại công tử không cần hoảng, ta đến ứng phó. Hắn bay người lên, tay trái ngưng tụ ra một chùm quang mang, hét lớn một tiếng liền hướng giới thần bi ép đỉnh mà đến đánh tới. Tuy rằng tay phải bị rực chém xuống, nhưng tu vi thất tinh vũ tôn vẫn cực kỳ khủng bố, đấm ra một quyền liền hiện ra lĩnh vực, bao trùm cả giới thần bi, rất có tư thế sẽ đánh nổ nát. Con người của Thương Thu nhỏ lại, trong tròng mắt hàn quang lấp lóe, chính là thánh khí kia đập vụn trục chính hỗn thiên nghi của hắn, giờ khắc này tuy rằng linh khí không có bá đạo như vậy, nhưng trọng lực vô lượng chấn động không khí, tầng tầng đè xuống, cũng làm cho người trên chiến hạm cảm nhận được áp lực cực lớn. Thương than thở. Này xác thực là thánh khí, loại trọng lực vô lượng kia, tựa hồ ẩn chứa đại địa tức nhưỡng ở bên trong. Đan Dương Trạch không ngăn được. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Ngơ ngác dương mắt nhìn lên, nếu như không ngăn được, vậy vật này nện xuống, chiến hạm của mình. Trên trán hắn đột nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, không động một cái, hiện tại liền, chẳng trách Lý Vân Tiêu sẽ kích hắn, hóa ra là có một tay như thế, lần này làm sao bây giờ? Nếu như mình chạy, này không phải lập tức bị làm mất mặt sao? Mình mặt mũi để nơi nào? Hắn giống như cầu cứu nhìn vài tên đại yêu. Thương Thương Hại liếc mắt nhìn hắn, than thở. Chạy đi, bị mất mặt so với bị đánh chết còn tốt, ngược lại ta là muốn chạy, chính ngươi nhìn làm đi. Hắn đúng là cực kỳ lưu loát, mới vừa nói xong, liền cùng vài tên đại yêu biến mất ở trên chiến hạm, hiện lên ở bầu trời xa xăm, trong tay Lê còn cầm Vũ Văn Cao. Một quyền của Đan Dương Trạch rốt cục đánh vào trên giới thần bi, trên mặt hắn đầu tiên là nụ cười đắc ý, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Lập tức chuyển thành ngơ ngác, sợ hãi liên tục quát. Chuyện gì xảy ra, cô áp lực kia? Trọng lượng của giới thần bi càng lúc càng lớn, một quyền của hắn chỉ là thoáng để tốc độ trụy xuống giảm trong nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, không thể tránh khỏi liền muốn ép ở trên chiến hạm. Không được, trốn a! Đan Dương Trạch là cái thứ nhất kêu to, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Sát theo đó rất nhiều cao thủ trên chiến hạm đều thoát đi. Đường Kiếp kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, vào lúc này hắn đương nhiên sẽ không cần mặt mũi, theo mọi người đồng thời bay ra ngoài. Giới thần bi không có chút hồi hộp nào rơi vào trên U Minh chiến hạm, đè lên đồng thời rơi xuống. Ở trong quá trình rơi liền truyền đến tiếng chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm rơi xuống đất. Lại là một tiếng rung trời, trên yêu nguyên bị đập ra một cái hố to, chấn động đất rung núi chuyển. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch. Hắn cùng giới thần bi tâm thần liên kết, trực tiếp cảm nhận được trạng thái của giới thần bi càng ngày càng kém, dưới chân áp kia, càng là lần thứ hai hao tổn rất lớn. Trong tay thần quyết một dẫn, giới thần bi bay trở về giữa chân mày. Lúc này mọi người thiên nhất các cũng xem triệt để hóa đá, mãi đến tận Lý Vân Tiêu hô một câu, lúc này mới từng cái phản ứng lại, Thanh La vui mừng khôn xiết, liên tục hạ lệnh. Công kích, sử dụng công kích tốt nhất. Lần này... Đám người tứ cực môn toàn bộ lẻ loi trên không trung, lâm vào công kích giống như bão tố của U Minh chiến hạm, mệt mỏi ứng phó. Lý Vân Tiêu châm chọc cũng truyền đến trên không trung, nói. Đường đại công tử, mau mau ăn chiến hạm đi, tất cả mọi người đều nhìn đây. Mấy hơi thở trước mới nói, sẽ không như thả cái rắm liền quên chứ. Sắc mặt Đường Kiếp âm trầm muốn chảy ra nước, chuyện này quả thật chính là trần trụi đánh mặt hắn a. Hơn nữa đánh vang như vậy, hắn hí lên quát. Giết hắn, giết Lý Vân Tiêu, toàn bộ xông tới giết bọn họ cho ta. Hắn đã không có nửa điểm phong độ.
Đông đảo cao thủ tứ cực môn đều là một mặt cay đắng, dưới loại công kích cường lực toàn phương vị này, những tồn tại vũ hoàng bọn họ ứng phó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, nơi nào còn dám xông lên, muốn chết. Tuy rằng Đan Dương Trạch ứng phó thành thạo điêu luyện, nhưng mà không dám tùy tiện xông lên. Dù sao hiện tại cao thủ đối phương từng cái mắt nhìn chằm chằm, không có sợ hãi nhìn phương mình, nếu như xông lên, chẳng phải là trở thành bia ngắm của mọi người. Thương cũng cau mày, vốn cho là ưu thế tuyệt đối mang tính áp đảo, không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền chật vật như vậy, hắn quát lên. Phù. Phù lập tức hiểu ý nói. Rõ ràng. Trong tay ánh sáng lóe lên, tuyên hoa phủ liền xuất hiện ở trong tay, vác lên vai hướng về u minh chiến hạm của thiên nhất các vọt tới. Tuy rằng vóc người khôi ngô, nhưng phi hành vô cùng linh xảo, ở trong các loại công kích qua lại mà đi. U minh chiến hạm cùng hắn khoảng cách hơi xa, không thể bảo đảm một đòn phá hủy. Dù sao thực lực của hắn có hạn, mỗi dùng một lần huyền khí cấp 9, liền tiêu hao rất lớn, phải một đòn tất chúng. Con người Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, quát lên. Ngăn cản hắn, ai đi? Đông đảo cao thủ thiên nhất các đều biến sắc, hơi lùi về sau. Thanh La nói. Mới vừa nói tốt, hai tên đại yêu này quy dòng binh đoàn các người đối phó đi. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc đi lên phía trước, mở miệng nói. Ta đến đi. Sắc mặt bọn người Phùng Chư cực kỳ khó coi, từng cái trầm mặc không hé răng, chỉ là trong mắt tràn đầy phẫn hận. Tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Phàm, không biết hắn có biện pháp gì ứng đối. Lý Vân Tiêu cũng suy đoán, tựa hồ nhận ra được cái gì. Diệp Phàm thở dài một tiếng, từ trên người lấy ra một viên thuốc kim quang lấp lóe, nâng ở trong tay sán lạn chói mắt, như trứng bổ câu, nhưng mà linh khí bức người, tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Viên thuốc này vừa ra, một luồng khí tức tuyệt cường tản ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác mở to hai mắt, cảm nhận được cỗ sức mạnh làm người ta kinh ngạc sợ hãi kia. Con người Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, thất thanh nói. Đế giai vũ ý ngưng đan. Diệp Phàm cười khổ nói. Vũ ý ngưng đan chỉ có thể cô đọng tồn tại thấp hơn nhất cấp, trừ khi thần cảnh cường giả xuất thủ, bằng không cõi đời này sao có thể có đế giai tồn tại. Đây là một viên ngụy đế giai vũ ý ngưng đan. Nhưng xét đến cùng vẫn là tôn cấp, bất quá là mạnh mẽ rót vào lượng lớn cửu thiên đế khí mà thôi. Lý Vân Tiêu lại một lần nữa xác định Diệp Nam Thiên so với tu vi kiếp trước của hắn còn muốn tiến thêm một bước, chỉ ít trình độ vũ ý ngưng đan này hắn là không cách nào luyện chế ra. Ùm ục, Thanh La ở bên người nuốt ngụm nước miếng, không chỉ là nàng, người còn lại đều là một mặt tham lam, hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ mọi người, cười lạnh nói. Các ngươi không phải là muốn dùng chứ, cướp đi, sau đó đi đối phó huyền khí cấp 9 của đại yêu. Lúc này mọi người thiên nhất các mới tỉnh táo lại, cấp 9 huyền khí oai, chỉ có cửu thiên đế khí mới có thể chống lại a. Lý Vân Tiêu quát lên. Hết thảy công kích dừng lại, lập tức nghỉ ngơi làm tốt chuẩn bị vòng công kích thứ hai. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phù không ngừng né tránh, dừng lại công kích chính là cho phù cơ hội xuất thủ, lấy tu vi vũ tông của hắn. Toàn lực triển khai cấp 9 huyền khí, ít nhất phải mấy canh giờ điều tức mới có thể lần thứ hai vận dụng. Cái này cũng là nguyên nhân phù vì gắng đạt tới một đòn tất chúng, mà không ngừng tới gần. Đầy trời công kích lập tức ngừng lại, nhưng người chỉ huy cùng thuật luyện sư trên chiến hạm lại không cách nào ung dung, nhanh chóng thay thế các loại nguyên thạch tiêu hao, cùng với dùng đan dược, tùy thời chờ lệnh. Xa xa người tứ cực môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng vội điều tức, đặc biệt những vũ hoàng kia. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Còn vũ tông cấp, cơ bản ở dưới một vòng tấn công kia, toàn bộ biến thành cho bụi. Ha ha, bọn họ nhất định là hết sạch nguyên thạch. Đường kiếp đại hỉ, trong ánh mắt hàn khí lấp lóe nói. Thương, chúng ta giết tới a. Thương lườm hắn một cái, không lên tiếng, để đường kiếp có chút không hiểu ra sao. Lê thở dài mắng. Đường công tử, người cũng là hạng người thúc trí đa mưu. Ngươi nhìn phòng ngự kết giới trên chiến hạm bọn họ, so với lúc trước còn cường đại hơn, hầu như mở ra cực hạn. Chứng minh nguyên khí của bọn họ cũng không hề tiêu hao hết, mà là thu nạp sức mạnh, toàn bộ dùng để phòng ngự. Thương cũng ngưng trọng nói. Không sai, tuyên hoa phủ của phù bọn họ cũng từng trải qua. Chỉ không biết những người này dự định chặn như thế nào. Trình độ phòng ngự kết giới như thế, là không ngăn được một nửa sức mạnh của huyền khí cấp 9. Trong lòng Vũ cũng đại động, trầm giọng nói. Thương đại nhân,
ta có chút bận tâm, đặc biệt Lý Vân Tiêu kia, luôn cảm thấy người này quá không đơn giản. Lông mày Thương chăm chú nhăn lại, ngưng thanh quát lên. Vũ, ngươi tiến lên tiếp ứng phủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, trước tiên đem hắn mang về. Vâng. Trong mắt Vũ bắn mạnh ra một vệt tinh mang, trong nháy mắt liền hướng phía trước cấp tốc bay đi. Tứ đại hộ vệ của Thương, nguyên bản đều là cường giả hùng bá một phương, chỉ vì mấy chục ngàn năm qua sức mạnh trôi đi, lúc này mới rơi xuống tu vi Vũ Tông, mà Mâu càng là ở dưới tình huống như vậy đạo tiêu ngã xuống. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, mấy người bọn họ có thể khôi phục lại tu vi mấy vạn năm trước. Bất luận một ai vẫn lạc, đều là tổn thất khó có thể đánh giá. Cùng Tiểu Thanh chiến một trận, bóng mờ ở trong lòng Thương khó có thể xóa đi. Phù bay đến cách chiến hạm trong vòng trăm thước ngừng lại, lẳng lặng nhìn mọi người trên chiến hạm, tất cả đều là một mặt cười gằn, tựa hồ đối với hắn đến cũng không ý kỵ, từng cái định liệu trước, thậm chí là biểu hiện châm chọc. Phù nhíu mày, trực giác cảm thấy có chút không đúng. Hắn nắm chặt chiến phủ, chậm rãi đem khí thế kéo lên. Bất luận đối phương có lá bài tẩy gì, hắn đều phải ra sức một đòn, hủy diệt chiến hạm. Bằng không đối phương chiếm cứ ưu thế quá to lớn, kết cục thắng bại khó liệu. Phá hủy chiến hạm, là sứ mạng của hắn. Khí tức trên người Phù không ngừng kéo lên, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, ngoại trừ âm thanh Vũ Tiên Sinh bay lượt, toàn bộ bầu trời trở nên yên tĩnh. Trong tay Diệp Phàm cũng quấn một thoáng, Vũ Ý Ngưng Đan bắt đầu chậm rãi kích thích lên. Chân phẩm này truyền thừa mấy ngàn năm, rốt cục muốn ở trên tay hắn tiêu hao mất, nhưng tất cả những thứ này đều là tìm về Cửu Thiên Đỉnh, đáng giá. Phù há to miệng, phát sinh một tiếng gào kinh thiên động địa, Tuyền Hoa phủ trong tay trở nên một mảnh kim quang lấp lóe, bị hắn giơ lên thật cao, Cửu Thiên Huyền Khí oai, vẻn vẹn tồn tại trong một chiêu, liền để thiên địa vì đó biến sắc. Tuyền Hoa phủ, thiên biến trảm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa hồ thiên địa bị chém chết, chỉ còn dư lại một nguồn sức mạnh tồn tại, xuyên qua không gian. Diệp Phàm bị cả kinh không biết làm sao trong nháy mắt, ở dưới cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, chỉ cảm thấy mình thật giống như run rế, tùy thời sẽ khuynh diệt. Đột nhiên một nguồn sức mạnh từ trong lòng bàn tay truyền lên, chính là Vũ Ý Ngưng Đan tỏa ra hào quang nhỏ yếu, còn có một trận ấm áp, đem tâm ý sợ hãi trong toàn thân hắn từng cái xua tan. Ta là hậu nhân của Vũ Đế Diệp Nam Thiên, bất kỳ khó khăn ở trước mặt, ta đều không thể lùi về sau. Diệp Phàm cắn răng một cái, đem khí thế cả người nhảy lên tới đỉnh điểm, Vũ Ý Ngưng Đan trong tay bùng nổ ra ánh sáng tuyệt cường, hắn hét lớn một tiếng hướng sức mạnh để hắn cảm thấy sợ hãi kia ném ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau đó là nổ vang kinh thiên động địa, hầu như có loại cảm giác trời đất sụp đổ. Toàn bộ U Minh chiến hạm đều bị đánh văng ra một khoảng cách, thật giống như muốn phá nát, phòng ngự kết giới lấp lóe không yên, trở nên vô cùng ảm đạm, trên bầu trời tất cả đều là ánh sáng mãnh liệt, mắt không thể thấy. Sắc mặt Thương trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi nói. Đế giai Vũ Ý Ngưng Đan, tại sao có thể có thứ này tồn tại? Không đúng, không phải đế giai. Thân thể Phù ở sau một đòn, nguyên khí bị lấy ra hết sạch, cả người đều xẹp đi, sắp bị dư âm nổ tung kia cuốn vào. Con người Vũ đột nhiên áp xúc, khẽ quát một tiếng, một đạo tinh thần đem không gian phía trước vặn vẹo, trong nháy mắt đem Phù di động đến bên người mình, dùng thân thể bảo vệ. Dư âm xung kích đem Vũ nuốt vào. Mọi người tứ cực môn cũng há to mồm, từng cái kinh ngạc đến ngây người. Đan Dương trẻ càng là mồ hôi lạnh tràn trề, đây là sức mạnh một tên Vũ Tông nên có sao. Nhìn thấy vai trái trống rỗng của mình, bị chém không có chút nào oan a. Trên chiến hạm Thiên Nhất Các, mỗi một người đều sợ hãi không ngớt, vừa nãy một đòn kia, nếu như không có Diệp Phàm xuất thủ ngăn trở, bọn họ tuyệt đối là đoàn diệt, sẽ không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát lên. Thanh La đại nhân, đến lúc các ngươi xuất thủ rồi, không nên để cho Vũ trốn về. Bên trong năng lượng kinh khủng, Vũ đang gian nan hướng về phía sau bay đi. Trong mắt Thanh La hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói. Chỉ là một tên Vũ Hoàng mà thôi, ai đi giải quyết hắn. Phía sau một bà lão tiến lên phía trước nói. Thanh La đại nhân, giao cho ta đi, cảnh giới của Vũ tựa hồ cùng ta không phân cao thấp. Hắn còn mang theo một người, động thủ khẳng định bó tay bó chân, ta có 90% có thể bắt hắn. Thanh La hết sức cao hứng cười nói. Không sai, Tây Môn bà, phải thủ thắng,
đánh ra uy phong của Thiên Nhất Các chúng ta. Vâng. Tây Môn bà kia một mặt nghiêm nghị, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Thanh La chào một cái, liền hét lớn một tiếng lao ra chiến hạm, hướng Vũ đuổi tới. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, không đành lòng nói. Thanh La đại nhân, vẫn là ngươi cùng mấy vị Vũ Tôn đại nhân xuất thủ một lượt đi, có thể càng ổn thỏa chút. Ba tên Vũ Tôn, hai nữ một nam, đều là tóc trắng xóa, tựa hồ cực kỳ không vui hừ lạnh. Thanh La cũng là ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn bóng lưng của Tây Môn bà, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, đối phó một tên Vũ Hoàng liền để chúng ta xuất thủ, sau đó cao thủ tứ cực môn ai tới ứng phó. Yêu nhân, lưu lại cho ta. Động tác của Tây Môn bà có chút tập tễnh, nhưng mà cực nhanh, chỉ nháy mắt liền đuổi theo Vũ, một chưởng hướng trên lưng Vũ vỗ ra. Đại Ba La Chưởng. Thân thể nàng ở trên không trung lõm khỏm, hai cái chân cũng xúc quyển ở trước người, cả người hóa thành một quả cầu tròn trịa, đem chỗ yếu hại quanh thân phòng ngự, thu nhỏ lại diện tích công kích, tay trái đồng thời nắm tay đặt trước ngực, dự định sau một đòn, có thể công có thể thủ, tiến thối như thường, xem như là thủ pháp công kích vô cùng lão luyện. Vũ hơi nghiêng đầu lại, lạnh lùng phun ra một chữ nói. Chết! Tay phải hắn vung lên, mỗi ra một tấc sẽ nở lớn một phần, hóa thành thùng sắt to nhỏ, mạnh mẽ quay về Tây Môn bà đánh tới một trường. Quyền kình phá, Đại Ba La Chưởng của Tây Môn bà trong nháy mắt bị đánh xuyên qua, ở nàng kinh hãi không phản ứng kịp, phòng ngự của mình cũng thuận theo phá nát, thân thể ở trên không trung nổ bể ra, hài cốt không còn. Chi! Đám người Thanh La đều là con ngươi lồi ra, phảng phất trong mộng, còn liều mạng dụi dụi con mắt, cảm thấy mình nhất định nhìn lầm, hoặc là trúng ảo giác. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng bắn ra vẻ hoảng sợ, vừa nãy dưới một quyền kia, tuyệt đối không có nửa phần nguyên khí, vẻn vẹn là quyền kình thân thể, liền trong nháy mắt bể mất một tên bát tinh Vũ Hoàng, thực lực như vậy, coi như là hồn chiến kỹ pháp phá long quyền của hắn, cũng xa xa không làm được. Chuyện gì xảy ra, mới bao lâu không gặp, dĩ nhiên cường đại như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, thực lực của Vũ so với dự đoán mạnh hơn nhiều. May là không phải mình đi đối phó, hắn quay đầu nói. Thanh La đại nhân, Vũ liền muốn chạy thoát rồi. Thanh La lạnh run một cái, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quát lên. Ba vị Vũ Tôn đại nhân, ai đi? Một quyền đánh nổ bát tinh Vũ Hoàng, bất kỳ một tên Vũ Tôn cũng có thể làm đến, vì lẽ đó tình cảnh tuy rằng chấn động, nhưng nàng ngược lại cũng không cảnh giác. Dù sao tình huống cùng cấp thực lực cách biệt to lớn cũng có tồn tại. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Thanh La đại nhân, nếu như lại tổn thất một vị Vũ Tôn cường giả, chúng ta liền thua. Thanh La chấn động, vẻ hoảng sợ từ trong mắt bắn ra, liếc mắt nhìn Vũ xa xa, kiên quyết quát lên. Ba vị Vũ Tôn đại nhân, đồng loạt xuất thủ. Ba tên Vũ Tôn đồng thời nhíu mày, tuy rằng không vui, nhưng mà không dám kháng mệnh, hóa thành ba đạo ánh sáng liền hướng Vũ bắn thẳng đến, lực lượng lĩnh vực mở ra, tầng tầng chồng chất lên nhau. Ầm ầm đè xuống. Con người của Đan Dương Trạch thu nhỏ lại, chờ lệnh nói. Đại công tử, ba lão thất phu kia thực lực không yếu, sợ là Vũ tiên sinh nguy hiểm. Không bằng để cho ta đi giết bọn họ. Vừa nãy việc giới thần bị Đường Kiếp ghi hận, làm nội tâm Đan Dương Trạch vẫn rất thấp thỏm không ngớt, tổng thể muốn tìm cơ hội biểu hiện một chút giá trị cùng trung tâm của mình, tuy rằng gãy một cánh tay, thực lực tổn thất lớn. Nhưng mình là thất tinh Vũ Tôn. Đối phó ba tam tinh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đường Kiếp đưa ánh mắt nhìn phía Thương, trưng cầu ý kiến của hắn. Trong lòng Đan Dương Trạch hơi động, tuy rằng không hiểu thân phận mấy người Thương này, nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ rất được Đường Kiếp coi trọng, xem ra sau này nhất định phải cùng mấy người này giữ gìn mối quan hệ. Thương khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Không có chuyện gì. Nếu hắn đã nói như vậy, Đường Kiếp tự nhiên cũng không bận tâm. Đối với Đan Dương Trạch ôn hòa nói. Đan tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đợi lát nữa còn có tác dụng lớn. Trong lòng Đan Dương Trạch run lên, càng là nơm nớp lo sợ, liên tục xưng vâng. Vũ che chở phù, lập tức bị ba tầng lực lượng lĩnh vực nhốt lại, đem nguyên khí toàn thân hắn trói buộc lại, không cách nào vận chuyển sức mạnh mảy may. Tên Vũ Tôn kia quát khẽ. Yêu nhân dừng lại, bó tay chịu trói, theo ta trở về thỉnh tội. Giờ khắc này phù đã không có nửa phần khí lực, trắng xám nói.
Vũ, ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Vũ một mặt hờ hững nói. Không có chuyện gì, ba con lâu la mà thôi. Thái, muốn chết. Lão đầu kia nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay như núi, một chưởng liền đè ép lại đây. Dấu tay to lớn ở trên không trung ngưng kết, lực lượng bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà xuống. Hừ. Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong tay hàn quang lấp lóe, vĩ quang kiếm trực tiếp đâm về chưởng ấn này, hàn mang hóa thành một lưỡi dao sắc, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ kia, chém về phía lão đầu. Tuy rằng hắn không có thể như vài tên đại yêu ở trình độ lớn nhất sử dụng huyền khí cấp 9, nhưng mà tu luyện tới tâm thần hợp nhất, có thể điều động non nửa sức mạnh, đủ để chém giết Vũ Tôn. Hơn nữa thực lực của hắn đạt đến bát tinh vũ hoàng đỉnh cao, coi như là triển khai vĩ quang kiếm, cũng có đầy đủ nguyên khí dồi dào lâu dài chống đỡ. Chi, cẩn thận! Hai lão bà khác lớn tiếng quát, sắc mặt kịch biến. Lão đầu cũng sợ hết hồn, cảm nhận được trên kiếm mang kia sắc bén. Tựa hồ không gì không xuyên thủng, sợ đến vội vàng thu hồi trường, ở trên không trung liên tục lui lại. Anh kiếm dán vào thân thể của hắn bắn về phía bầu trời, đem cẩm bào cắt rời, kinh đến hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yêu nhân kia không thể khinh thường, đồng loạt xuất thủ. Một bà lão hét lớn một tiếng, rốt cục thu hồi tâm ý xem thường, lấy ra một thanh bảo kiếm đâm tới. Một bà lão khác cũng liên tục phát huy, trong nháy mắt nổ ra hơn trăm quyền. Đầy trời lít nha lít nhít đều là quyền ảnh, đem Vũ vây quanh nước chảy không lọt, từng quyền oanh tới. Không gian kia tựa hồ bị loạn quyền này phá nát, bóng người Vũ trở nên hơi hoảng hốt. Trong mắt bà lão cầm kiếm lóe lên tinh mang, một đạo kiếm quang quét qua, trực tiếp đem bóng người hoảng hốt chém nứt, bóng người Vũ lập tức biến mất. Hai người đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn bốn phía, nhưng sợ hãi phát hiện, không chỉ có Vũ không gặp, lão đầu kia, còn có Thiên Nhất Các, Tứ Cực Môn. Xa xa ngũ hành phệ linh thử, hết thảy cũng không thấy rồi. Toàn bộ đất trời, chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Ảo thuật. Hai người trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhưng có thể làm cho Vũ Tôn cấp cường giả, trong lúc vô tình trúng ảo thuật, điều này cần lực lượng tinh thần thế nào. Giờ khắc này bầu trời yêu nguyên, lão đầu tránh thoát chiêu kiếm kia kinh hãi nhìn về phía trước, hai tên đồng bạn mới vừa rồi còn phát huy lập tức liền dại ra đứng ở đó. Tựa hồ bị triển khai thuật định thân, trơ mắt nhìn chiêu kiếm của Vũ chém đi qua. Dừng tay. Lão đầu liều mạng gầm lên một tiếng, trên tay phải không ngừng tuôn ra khuyên đồng, ở trên không trung liên tiếp thành một mảnh, rất xa quét ngang qua. Hắn cũng biết xảy ra chuyện, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Trên chiến hạm cũng ngồi không yên, thanh la hóa thành một ánh hào quang vọt ra, lăng la trong tay triển khai, phô thiên cái địa đem ánh mặt trời che chắn. Nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc, ảo thuật của Vũ thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra đầu mối, hiển nhiên là so với lúc trước tiến thêm một bước. Tăng cao không chỉ có lực lượng thân thể, mà là toàn phương vị tăng lên. Kiếm thế của Vũ xoay một cái, chém ra những khuyên đồng kia, lập tức bổ ra ba đạo ánh kiếm, thành chảo hình lăng không đảo qua, đem lão đầu đặt dưới ánh kiếm. Lão đầu kinh hãi đến biến sắc, vội vàng thu hồi khuyên đồng. Liền hướng phía sau bỏ chạy. Đừng chạy. Thanh la lao tới hét lớn một tiếng, tơ lụa trong tay trải ra, dĩ nhiên đỡ kiếm uy của vĩ quang kiếm, lăng không mà đi. Lão đầu đại hỉ, tơ lụa trong tay thanh la ở trong huyền khí cấp 8 cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù vĩ quang kiếm của Vũ là cấp 9, nhưng giới hạn tu vi cũng không cách nào phát huy ra quá nhiều sức mạnh. Thanh la đại nhân, yêu nhân này có gì đó quái lạ, còn giống như biết ảo thuật. Trước cứu người quan trọng hơn. Thanh la xanh mặt, lăng la trong tay dương ra, liền muốn cuốn hai bà lão đi. Vũ biến sắc, một đạo lực lượng tinh thần tản ra, trực tiếp giấu hai bà lão vào hư vô, thời điểm xuất hiện lần nữa liền cách mấy chục mét. Trên mặt hai người vẫn là một mảnh hoang mang, mờ mịt không biết. Yêu nhân, đừng vội tùy tiện. Thanh la giận tím mặt, lăng la trong tay tản ra, đầy trời đều là la ảnh, thật giống như cải thiên hoán địa. Bóng người nàng ở trong đó không ngừng qua lại, có chút cảm giác phiêu giật. Trong hai tay không ngừng hiện ra ấn quyết, quát lên. Tử vân minh diệt. Tơ lụa bay lên đầy trời, hình thành một vùng không gian, đem Vũ khốn nhập trong đó. Lão đầu kia đại hỉ, khuyên đồng trong tay hợp hai làm một, cấp tốc kích thích ra, đem không khí cắt rời. Vũ triển khai tấn công bằng thần thức, sắc mặt tái nhợt có chút khó coi, hơn nữa một tay còn cầm phù. Vĩ quang kiếm trong tay tỏa ra hàn quang,
ánh kiếm bắn ra bốn phía mà xuống, đâm thủng tầng tầng lăng la, hướng về hai người chém tới. Hạo Thiên kiếm quyết, cửu. Lăng la đầy trời theo tiếng mà phá, khuyên đồng của lão đầu kia cũng bị một ánh kiếm chém bay ra, dưới phương không gian kia, lập tức biến thành kiếm khí chi hải, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, tựa hồ muốn kiếm phệ tất cả. Người tứ cực môn đều ngơ ngác mà nhìn, làm sao cũng không hiểu tu vi Vũ Hoàng, tại sao có thể có loại sức mạnh này. Đường Kiếp vui mừng khôn xiết, những yêu tộc này càng mạnh, lực lượng của hắn liền càng cường đại. Lê đột nhiên mở miệng nói. Thương đại nhân, Vũ hắn có thể ngưng luyện tổ mạch, thành tựu tổ thân sao? Thương nhìn Vũ biểu hiện, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, cười nói. Vũ hút đi khí tức cơ thể mẹ trong huyết mạch tên biến thái kia, đúng là có cơ hội tương đối luyện được tổ mạch. Nếu có thể hấp thu nhiều hơn nữa, liền nhất định không thành vấn đề. Lê nhìn Vũ Văn Cao còn hôn mê bất tỉnh, nói. Biến thái này còn giống như có anh chị em, không biết có khí tức cơ thể mẹ hay không? Thương nói. Không hẳn, nhưng cơ hội so với những người khác lớn hơn nhiều là được rồi. Chờ chúng ta khôi phục lại cửu thiên cảnh đỉnh cao, lại đi tử thần cung nhìn. Vũ Thiên Phú rất tốt, nhưng đáng tiếc sinh ở thời đại yêu tộc xuống dốc, bằng không hắn sẽ làm không nổi đại tế tư. Bất quá, có Lê ngươi, hắn hẳn là có thể tiến thêm một bước. Một bên Đan Dương Trạch cùng Đường Kiếp đều nghe mà trái tim mãnh liệt co giật một thoáng. Khôi phục lại cửu thiên cảnh đỉnh cao. Hai người ngơ ngác hơi liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên trán bạo xuất mồ hôi lạnh, lòng bàn tay có điểm ướt. Lẽ nào những yêu tộc này đã từng là tồn tại cửu thiên cảnh đỉnh cao? Đây chính là tương đương với thập đại vũ đế cùng bảy đại trưởng môn trong nhân tộc. Trong mắt Lê lộ ra vẻ hồi tưởng, hơi thở dài một tiếng. Lê vốn là một nhánh tồn tại chí cao vô thượng trong yêu tộc, mấy chục ngàn năm qua, nàng đã quên tên họ của mình, chỉ nhớ rõ mọi người xưng hô nàng là Lê. Phía trên chiến trường, Thanh La thay đổi sắc mặt, kiếm khí chi hải kia không chỉ cắn nuốt huyền khí cấp 8 của nàng, hơn nữa ngay cả lĩnh vực vũ tôn cũng cùng nhau dập tắt trong đó, hơi thở của cái chết lan tràn mà đến. Lý Vân Tiêu, nhanh để hai tên vũ tôn kia xuất thủ, ta sắp không ngăn được rồi. Thanh La sợ hãi kêu to, tên lão đầu vũ tôn kia cũng đang ra sức chống lại kiếm khí chi hải tập kích. Xa xa trên mặt hai bà lão bắt đầu hiện ra vẻ dãy giụa, tựa hồ liền muốn phá huyễn cảnh. Lý Vân Tiêu lười biếng nói. Như vậy không tốt ha. Nhiệm vụ đều phân phối xong, đối thủ cũng là các ngươi tự chọn. Nội tâm Thanh La sốt sắng, nàng nào có biết Phú Tiên Sinh dĩ nhiên kinh khủng như thế, sớm biết thà rằng đi chặn một đòn huyền khí cấp 9 của đại yêu, nhiều lắm hy sinh một hai người, bây giờ lập tức liền muốn đoàn diệt, nàng lo lắng nói. Thay đổi người, vũ này vẫn là giao cho ngươi đi, tên đại yêu khác cho chúng ta. Tất cả mọi người trên chiến hạm đều là một mặt mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ mặt không nói gì. Thẩm Ly cũng vội vàng nói. Vân Thiếu, nếu như bọn người Thanh La đại nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta thế đơn lực bạc cũng không cách nào tồn tại. Lý Vân Tiêu cũng lo lắng, một cước liền đạp đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không chiến trường, đem giới thần bi ném xuống, trấn nhập kiếm khí chi hải kia. Đại địa tức những có thể định tứ hải, trấn sơn hà. Rơi vào trong bão táp phía dưới, nhất thời kiếm khí chi hải kia chịu đến trở ngại lớn lao, dần dần thu hồi vào trong vĩ quang kiếm của Vũ. Hô! Thanh La thở phào nhẹ nhõm, từ trong quỷ môn quan đi một lượt, có chút ngơ ngác liếc mắt nhìn giới thần bi, không biết đây rốt cuộc là vật gì, huyền khí cấp 8 của mình cũng một kiếm phá đi, lại bị vật này đè ép, hơn nữa lúc trước U Minh chiến hạm cũng là dựa vào ngọc bi này nghiền nát. Thanh La ném câu nói này xong. Liền cùng lão đầu cấp tốc chạy về trong chiến hạm. Lại là ngươi. Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, sát cơ bắn ra. Hắn có một loại cảm giác, người này bất tử, tất thành họa lớn. Không gian bốn phía Lý Vân Tiêu bắt đầu phập phù lên, phiêu phiêu hốt hốt, như tùy thời sẽ bị gió thổi tán. Lực lượng tinh thần thật mạnh, có tới cấp 8 đỉnh cao. Hình bóng của Lý Vân Tiêu không ngừng tung bay. Sắc mặt dị thường ngưng trọng, trong tròng mắt bắn mạnh ra một đạo hàn quang, quát lên. Nhưng, đối với ta vô dụng. Bên trong mi tâm hắn bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, chậm rãi mở ra một con mắt, trong con người hóa thành trăng lưỡi liềm quỷ dị như máu, đem lực lượng tinh thần bốn phía ngăn cách ra, bóng người dần dần đọng lại, không hề bị lay động. Con người của Vũ đột nhiên áp xúc,
theo dõi con mắt thứ ba trên mi tâm, cả kinh nói. Đây là, Thái Cổ Thiên Mục, ngươi đoạt Thái Cổ Thiên Mục của Cố Nguyệt Sinh. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, một tay ngắt cái ấn quyết vô cùng quái lạ, một đạo khoa đầu văn màu vàng hiện lên trong Thái Cổ Thiên Mục, bắn ra sức mạnh mạnh mẽ. Đồng thuật, kết giới. Thương đột nhiên mở mắt, nhìn chòng chọc vào khoa đầu văn trong con mắt thứ ba của Lý Vân Tiêu, trên mặt tất cả đều là chấn động. Thái Cổ Thiên Mục kia tỏa ra từng vòng sức mạnh vô hình, đem lực lượng tinh thần của Vũ dần dần đẩy ra, chấn áp trở về. Vũ ở dưới khiếp sợ, chậm rãi ổn định tâm thần, sát khí nổi lên quát. Ngươi quả nhiên không đơn giản, hôm nay không giết ngươi, ngày sau tất thành đại họa. Cho dù có Thái Cổ Thiên Mục, có thể làm khó dễ được ta sao? Bất quá là phù du hám thụ, châu chấu đá xe. Trong tay Vũ bấm quyết, đem hết thảy lực lượng tinh thần hội tụ, bỗng nhiên bắn về phía con mắt thứ ba của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia cười gằn nói. Nguyên bản không có ý định có thể mạnh hơn ngươi. Trong mắt hắn lộ ra ý cười thực hiện được, một tay bấm quyết, quát khẽ. Đồng thuật, di tinh. Toàn bộ bóng người trong nháy mắt vặn vẹo, xoay tròn thành một đoàn, đột nhiên ở trước mặt Vũ biến mất không còn tăm hơi, lực lượng tinh thần của Vũ trực tiếp thất bại. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở bên trái hắn cách mấy chục mét, sắc mặt vô cùng trắng xám, nhưng vẫn như cũ ý cười không giảm, chỉ vào xa xa nói. Ta bất quá là muốn dẫn công kích của ngươi, để hai lão thái thái kia thoát vây đi ra mà thôi. Xa xa hai bà lão thiên nhất các mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn bốn phía, không biết là tình huống thế nào. Vũ đối với hai bà lão kia không quan tâm chút nào, mà là đem ánh mắt nghiêm nghị rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói. Cấp 6 hồn lực, dựa vào Thái Cổ Thiên Mục liền có thể thay hình đổi vị, ngươi thật đúng là thiên tài a. Coi như là Cổ Phi Dương năm đó. Cũng tuyệt không có thiên túng chi tư như ngươi. Lý Vân Tiêu đứng trên không trung, lãnh đạm nói. Làm sao, không phục. Phục, ta xác thực tâm phục khẩu phục. Vũ sát cơ nổi lên bốn phía, lạnh giọng nói. Chính là bởi vì quá phục, vì lẽ đó lần này nhất định phải giết ngươi, người như ngươi tồn tại quá nguy hiểm rồi. Hắn bỗng nhiên quát lên. Sóng gợn đi nhanh, tỏa. Tinh thần lực lượng dường như hải dương lan tràn ra. Khóa lại toàn bộ không gian bốn phía. Vũ một mặt dữ tợn nói. Hồn lực cấp 8 của ta khóa lại không gian, nhìn ngươi làm sao thay hình đổi vị. Thánh khí của ngươi có thể trấn kiếm hải, nhưng đỡ nỗi hạo thiên quyết của ta sao? Vĩ quang kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm đi ra, một đạo ánh vàng giống như liệt nhật lâm không, quát lên. Hạo thiên quyết, thập kiếm. Một mảnh ánh kiếm, bài sơn đảo hải mà xuống. Trong nháy mắt liền muốn đem Lý Vân Tiêu nuốt chửng vào. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, không gian bốn phía bị tinh thần của đối phương phong tỏa đến gắt gao, căn bản không thể trốn đi đâu được. Kiếm mang kia mạnh, coi như là Vũ Tôn cũng tuyệt không dám đón đỡ. Trên U Minh chiến hạm, hai bà lão đã sớm chạy về, trong mắt Thanh La lóe ra một tia xấu hổ, hướng mọi người nói. Kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta trước tiên triệt đi. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Lập tức giận tím mặt, hầu như là quát. Hắn cứu các ngươi trở về, các ngươi lại muốn thí hắn mà đi. Thanh La đỏ mặt, sau đó cả giận nói. Hoàng Mao tiểu tử như ngươi biết cái gì, chúng ta đây là bảo tồn thực lực, chờ tái chiến. Nếu như đều chết rồi, ai báo thù cho hắn? Diệp Phàm tức giận đến cả người phát run, một viên tuyệt cường vũ ý ngưng đan của mình cũng phá hủy, dĩ nhiên là đổi lấy kết quả như thế. Cùng Lý Vân Tiêu tuy rằng không thể nói là giao tình cực sâu, nhưng mà ở chung rất vui vẻ, làm sao có thể thí hắn mà chạy. Hắn cả giận nói. Muốn chạy các ngươi chạy, ta không đi. Thanh La thở dài nói. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ đi. Thế giới này, tính mạng mới là trọng yếu nhất. Khuôn mặt Đào Quán cũng lộ ra vẻ khó khăn nói. Thiếu chủ, vẫn là rời đi thôi. Nếu như tính mạng không còn, tất cả vương bá hùng đồ, tận quy bụi bặm a. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy tức giận, theo dõi hắn lạnh lùng nói. Đào Quán, ta hỏi ngươi, nếu không có một viên vũ giả chi tâm, ở trong tuyệt vọng chạy trối chết, thử hỏi ngày khác làm sao thành tựu võ đạo chí cao, nói gì chuyện vương bá hùng đồ. Nếu như hôm nay ta đào tẩu, tâm ma sản sinh, ta cũng sẽ không bao giờ có cơ hội lên cấp đến vũ tôn, chớ đừng nói vũ đế, thậm chí vũ đế đỉnh cao. Đào Quán sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm.
thật giống như lần thứ nhất biết hắn. Thích Quang thở dài một tiếng, cười nói. Thiếu chủ, lão phu rất vui mừng. Nếu như không còn cường giả chi tâm, mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng chỉ là hạng người run rế, chung quy khó thành đại đạo. Tất cả mọi người Thiên Nhất Các đều là đầy mặt đỏ chót, không ít người trong lòng bay lên một loại tâm ý hổ thẹn, trên mặt ba tên vũ tôn cường giả kia cũng mang theo vẻ xấu hổ. Thanh La nổi giận nói. Tiểu hài tử biết cái gì, các ngươi không đi, vậy thì mau mau xuống. Sống càng lâu, tu vi càng cao, liền càng sợ chết. Diệp Phàm xanh mặt, đang muốn đi xuống chiến hạm, xa xa dưới kiếm khí Bài Sơn đảo hải, hiện ra một chiến giáp màu đen, tựa hồ uy lực cực lớn, đã chặn lại ánh kiếm. Trên chiến giáp màu đen có các loại ma khí lấp lóe, không ngừng có phù hiệu kỳ quái xuất hiện, ở dưới kiếm khí dần dần tiêu vong. Đây là... Con người thường đột nhiên áp xúc, thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói. Ma khí luyện chế chiến giáp, cõi đời này chẳng lẽ còn có, ma, ở thế gian. Hắn khiếp sợ đến sắc mặt cực kỳ khó coi, Lê Cùng Dực cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đồng thời biến sắc. Lý Vân Tiêu tạo ra ma thiên chiến giáp, nhưng vẫn là khó có thể chống đối xung thiên kiếm khí, hắn hướng về mi tâm một điểm, một đạo ánh vàng liền bắn ra, quát lên. Đi ra ngoài, đập chết hắn. Vũ cũng khiếp sợ nhìn áo giáp ma khí ngang dọc, đột nhiên con ngươi thu nhỏ lại, liền nhìn thấy một đồ vật vọt thẳng vào trong kiếm mang của hắn, dĩ nhiên chen tách ra một cái khe, hướng về hắn xuyên đi. Đó là cái gì? Vũ ngưng mục nhìn lại, chỉ nhìn thấy một con vật nhỏ như hồ lô ở bên trong kiếm mang của hắn xuyên hành, mục tiêu chính là mình. Hơi thở này, là yêu thú không thể nghi ngờ, nhưng này là yêu thú nào, tu vi vũ hoàng, thân thể có thể kháng trụ thập hạo thiên kiếm của mình sao? Hắn ngây ngẩn cả người, hình thái manh manh như thế, trong đầu nháy mắt lướt qua vô số dáng vẻ yêu thú, hoàn toàn không biết a. Hơn nữa đã không có thời gian để hắn suy nghĩ, manh thú kia một thoáng liền đến trước mắt, bỗng nhiên thân thể trở nên to lớn, dáng vẻ manh manh lập tức liền có vẻ cực kỳ dữ tợn, hai con ngươi lớn chừng hạt đậu, một tử một thanh, hét lớn một tiếng liền một quyền nện xuống. Trên quyền kình kia có tử thanh hai khí quanh quẩn, dĩ nhiên có thể phá tan kiếm khí của hắn. Nha, dáng vẻ nháy mắt cách biệt một trời, tâm lý chênh lệch thật to lớn, cảm giác thật kỳ lạ. Lê sửng sốt một chút, nguyên bản dáng vẻ rất khả ái liền trở nên hung tợn. Hiện tại yêu thú kia nhìn qua liền hoàn toàn là một đại hán xấu xí thô bỉ. Thương cũng cau mày nói. Này là yêu thú nào? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Lẽ nào là giống tập giao? Lê cũng ngờ vực không ngớt, suy tư nói. Ta ở trên người nó cảm nhận được một loại khí tức bao hàm, chẳng lẽ không phải yêu thú, là huyền khí? Vũ trong giây lát trái tim co giật một thoáng, ngơ ngác thất thanh nói. Ngươi là thạch thú. Ngươi làm sao chỉnh dung? Hắn lập tức liền nhận ra, trấn an nội tâm khiếp sợ, kiếm thế trong tay thu lại, ánh kiếm Bài Sơn đảo hải trong nháy mắt biến mất. Ngưng về trên thân kiếm, hội tụ. Hồ lô tiểu kim cương nơi nào nghe hiểu được hắn nói cái gì, giống to nện xuống một quyền, tầng tầng xanh tím nhị khí ở trên không trung lẫn nhau quanh quẩn, đem bầu trời phá tan. Ma thiên chiến giáp của Lý Vân Tiêu biến mất không gặp, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như chậm một ít, phòng ngự của ma thiên chiến giáp sẽ trực tiếp phá tan, đến thời điểm chí cường bá thể của hắn cũng không nắm chặt đỡ lấy ánh kiếm kinh người kia. Ta mặc kệ ngươi làm sao biến hóa, chỉ là yêu thú cấp 7, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Kiếm thế của Vũ xoay một cái, vĩ quang kiếm ở trên không trung xẹt qua, lưu lại vài đạo kiếm ảnh, mặt trên sức mạnh tụ tập đến một điểm giới hạn, đột nhiên chém ra. Hạo Thiên Quyết, kiếm thập nhất. Hạo Thiên Kiếm Quyết, tổng cộng chia làm 13 thức, chính là thượng cổ đại năng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực hạn, truyền thừa xuống bị Vũ tập. Mỗi nhất chiêu kiếm thức đều có đơn thể công kích cùng quần thể công kích khác nhau, mà kiếm thập nhất là đơn thể công kích uy lực mạnh nhất chỉ đứng sau kiếm thập tam, cũng là một thức mạnh nhất mà Vũ miễn cưỡng có thể sử dụng tới. Kim quang trên vĩ quang kiếm hầu như đem không khí thiêu đốt, mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ ra tử thanh hai khí của hồ lô tiểu kim cương, chém ở trên nắm tay. Ầm, quyền kiếm chạm vào nhau, phát sinh tiếng binh khí va chạm chói tai. Khuôn mặt dữ tợn của hồ lô tiểu kim cương lộ ra vẻ đau đớn, nắm đấm vào đúng lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cái gì? Con người của Vũ liền muốn kinh bạo, đầy mặt đều tuôn ra mồ hôi lạnh,
thân thể đối phương dĩ nhiên đỡ lấy Hạo Thiên kiếm quyết thức thứ 11 của mình, hơn nữa là vĩ quang kiếm cấp 9 trực tiếp chém ở trên nắm tay, chỉ có hắn rõ ràng đây là chuyện khủng bố bao nhiêu. Tuy rằng cánh tay lập lòe tử thanh sắc bắt đầu nứt nẻ, nhưng Vũ không có một chút ý dễ dàng nào, ngược lại nội tâm càng ngày càng khiếp sợ. Cánh tay phải của hồ lô tiểu kim cương rốt cục vỡ ra, từng khối mảnh vụn hiện lên ở không trung, hắn thống khổ liên tục kêu rên. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng nhấc lên cơn sóng thần, chỉ có hắn biết thân thể của hồ lô tiểu kim cương là tử ảnh thanh tác kiếm luyện chế thành, những cái kia đều là vật liệu cấp 9, lại bị Vũ chém nát, dưới chiêu kiếm vừa nãy kia, không chỉ có huyền khí oai cấp 9, còn có loại kiếm ý vô thượng, để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đối với lý giải kiếm đạo, hắn tự nhận là thứ nhất toàn bộ thiên vũ giới, vì vậy cảm ngộ thiên địa, tự nghĩ ra ba thức kiếm quyết, vừa nãy Hạo Thiên kiếm thập nhất của Vũ, để hắn có loại kích động muốn tự thân ra trận. Nhưng lý trí trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, chiến ý trong mắt biến mất, lấy thực lực bây giờ của hắn, đối đầu chiêu kiếm vừa nãy, ma thiên chiến giáp cũng không cứu nổi mình. Sau khi cánh tay của hồ lô tiểu kim cương phá nát, phát điên giống to, những mảnh kim loại phá nát kia ngưng trệ trên không trung, trong giây lát lần thứ hai tụ hợp lại, khôi phục thành một cánh tay, lần thứ hai đập xuống. Chi, cái gì? Lần này Vũ là chân chính khiếp sợ không gì sánh được, thân thể mạnh mẽ như vậy, lại còn có năng lực tự mình chữa trị vô hạn, chuyện này chẳng phải là vô địch rồi sao? Hắn ngơ ngác tột đỉnh, không thể tin được lần thứ hai chém xuống. Kiếm thập nhất, nát tan cho ta. Cánh tay của hồ lô tiểu kim cương cản một thoáng, lần thứ hai đổ nát ra, lần này khí tức trên người yếu đi rất nhiều. Tử thanh hai khí cũng biến thành cực kỳ nhạt, bất quá những mảnh vỡ kia vẫn là bay trở về, lần thứ hai tụ hợp. Phú thở hổn hển, vận dụng vĩ quang kiếm như vậy, cho dù là hắn cũng có chút không chống đỡ được, hơn nữa lần này hắn phát hiện, hồ lô tiểu kim cương không chỉ là khí thế yếu đi rất nhiều, hơn nữa sau khi cánh tay tụ hợp, mặt trên còn tràn đầy vết rạn nứt. Vẻn vẹn là máy móc ghép lại với nhau, chưa hề hoàn toàn dung hợp. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc, cảnh giới cấp độ của thạch thú hẳn là đã sớm đột phá cấp 7, nhưng lại không biết vì sao tu vi chỉ có cấp 7, chẳng lẽ là sau khi luyện thành bán thú bán khí, tu vi liền không cách nào gia tăng. Ngay khi hắn cau mày, hồ lô tiểu kim cương kia tựa hồ sản sinh dị dạng. Hống, hống, hồ lô tiểu kim cương bắt đầu ở trên không trung không ngừng giống to. Tựa hồ cánh tay hai lần phá nát, hứng chịu kích thích rất lớn. Khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo, theo đó phát sinh biến hóa, là trên bầu trời bắt đầu âm trầm xuống. Trên U Minh chiến hạm, đám người Thanh La đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, cũng quên chạy trốn. Diệp Phàm là một mặt hưng phấn nói. Không nghĩ tới Vân Tiêu đại ca lợi hại như vậy, đồ vật kia là gì, yêu thú hay là huyền khí? Không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Đều là một mảnh mờ mịt. Thương giật mình ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, cả kinh nói. Đây là, thiên chi quy tắc. Lê cũng thất sắc, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một con yêu thú cấp 7 mà thôi, làm sao sẽ xúc động thiên chi quy tắc. Bọn họ mới vừa cùng tiểu thanh chiến, lôi đình oai kia lòng vẫn còn sợ hãi, mà giờ khắc này trên bầu trời không ngừng dần hiện ra hồ quang điện, chính là lực lượng sấm sét. Đường kiếp cũng sợ hãi không ngớt, sợ hãi nói. Lẽ nào vạn cổ trường thanh thụ trốn ở trong hư không? Vũ cũng biến sắc, giữa bầu trời bắt đầu nổi lên sấm vang chớp giật, chính là thiên uy cuồn cuộn, ép tới hắn có chút không thở nổi, hơn nữa thiên uy này chính là theo từng tiếng rít gào của hồ lô tiểu kim cương mà đến. Hồ lô tiểu kim cương liên tục giống to, trong đôi mắt hai màu tím đen càng thêm sáng ngời, vết nứt trên cánh tay bắt đầu khâu lại, khí thế cũng mãnh liệt kéo lên. Trực tiếp đột phá cấp 7 đỉnh cao, đạt đến cấp 8 vũ tôn cảnh giới. Hắn giơ bàn tay lên, vung nắm đấm, hướng về Vũ Oanh kích đi. Dưới cú đấm kia, ẩn chứa lực lượng lĩnh vực, hơn nữa là thức mở đầu nhập môn vũ kỹ. Kim cương quyền. Vũ ở dưới quyền kình kia, bị ép tới gắt gao, lấy lực lượng bát tinh vũ hoàng của hắn, căn bản không phá ra được không gian. Sóng gợn đi nhanh, thay hình đổi vị. Hắn ngơ ngác. Vội vàng sử dụng tới lực lượng tinh thần. Ầm ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một tia chớp, đuổi theo lực lượng cú đấm kia mà đi, tựa hồ muốn cùng quyền phong này dung hợp, hóa thành nhất thể. Thiên uy cuồn cuộn, Vũ vừa xoay chuyển không gian, ở dưới thiên uy, trong nháy mắt văng ra, khôi phục lại nguyên trạng, hắn muốn tuấn di mà đi,
trực tiếp thất bại. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, mừng lớn nói. Ta rõ ràng, hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, sau khi thạch thú biến thành hồ lô tiểu kim cương, đã là tồn tại bán thú bán khí, mà huyền khí muốn lên đến cấp 8, nhất định phải trải qua lôi kiếp. Nhưng ở trong giới thần bi là không có lôi đình tồn tại, vì lẽ đó tuy rằng khí thế của hồ lô tiểu kim cương đã sớm đạt đến trình độ cấp 8, nhưng bởi vì không có lôi kiếp rèn luyện, vì lẽ đó không cách nào cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ lĩnh vực. Hiện tại hắn đi ra ngoài giới thần bi, khí tức đột phá đến cấp 8, trực tiếp dẫn động thiên chi quy tắc lôi đình. Dưới một tia chớp, đó là then chốt hồ lô tiểu kim cương có thể lên tới cấp 8 hay không, nếu như không kháng nổi, kết cục cùng huyền khí lên cấp như thế, triệt để báo hỏng. Nguyên lai lôi đình kia truy kích không phải vũ, mà là bản thân hồ lô tiểu kim cương. Bản thân vũ cũng là đại thuật luyện sư cấp 8 đỉnh cao, lập tức cũng hiểu ra, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lôi đình kia vốn là đuổi theo đối phương, bây giờ lại thẳng đến mình, lôi kiếp của huyền khí cấp 8, hắn cũng không xa lạ gì, đối phương có thể vượt qua hay không hắn không rõ ràng, nhưng ít ra hắn một điểm nắm chặt cũng không có, huống hồ còn có một phù không hề còn khí lực ở trong tay. Người ở phía xa tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng dưới cú đấm kia của hồ lô tiểu kim cương, xúc động thiên địa lôi kiếp, là làm tất cả mọi người chấn động, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Lúc này vũ ở dưới thiên uy, trái lại trở nên bình tĩnh, hơi ngẩng đầu, trong tròng mắt lướt qua một tia hồi tưởng. Hắn lấy ra bồn chứa pha lê màu tím lúc trước, bên trong nhộn nhạo máu đỏ tươi, bồn chứa pha lê soi sáng ra khuôn mặt của hắn, dị thường thống khổ. Vũ ngẩng đầu lên, đem bình máu tươi rót vào miệng, hai con mắt một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ thần thái. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ nghiêm nghị, hắn cách vũ gần nhất, đem thần sắc của hắn biến hóa thu hết đáy mắt, huyết dịch trong bình kia dâng trào sức mạnh, ngay cả hắn cũng nhận ra được. Trên thân thể vũ đột nhiên tuôn ra một đạo sức mạnh, đem không khí bốn phía toàn bộ đánh văng ra, trường bào màu đen của hắn vào đúng lúc này nát tan, nổi gân xanh, thân thể nở ra hơn hai lần, trên lưng càng là xuất hiện màu đỏ thắm, một kinh mạch to bằng ngón tay ở sau xương sống lưng nổi lên, chẳng khác nào có sinh mệnh nhúc nhích. Con người của Lê đột nhiên áp xúc, ngơ ngác thất thanh nói. Tổ mạch, ầm ầm, thân thể vũ theo kinh mạch màu đỏ thắm kia nhảy lên, không ngừng bành trướng, vĩ quang kiếm trong tay cũng tỏa ra ánh sáng đỏ đậm quỷ dị, ở dưới thiên uy tạo ra một vùng không gian. Hết thảy quá trình nhìn như chậm, rồi lại cực nhanh, chỉ ở trong chớp mắt lôi đình điện thiểm, vũ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, khí tức trên người để Lý Vân Tiêu cảm thấy hết sức một ngạt. Hạo Thiên Quyết, kiếm thập tam. Cũng không có thấy hắn động tác, chỉ thấy dưới thiên uy, một ánh kiếm vọt ra, thật giống như cả người vũ đã cùng kiếm khí kia hai kết hợp một, tuy hai mà một. Lôi đình bắn phá, đón nhận kim cương quyền của hồ lô tiểu kim cương. Lý Vân Tiêu biến sắc, kinh sợ đến mức lẩm bẩm. Kiếm ý này, hai cỗ sức mạnh đánh vào nhau, một bên là bầu trời đỏ đậm, một bên là lôi đình thiên uy, đem bầu trời chia làm hai loại màu sắc rõ ràng, rằng co gắt gao. Dầm, thân thể hồ lô tiểu kim cương vào đúng lúc này ầm ầm vỡ vụn, vật liệu cấp 9 cô đọng thể phách, ở dưới lôi đình cùng kiếm quyết cũng gánh không được, hắn sợ hãi há to mồm, rất nhanh đầu lâu cũng dần dần tiêu tan, lộ ra thạch chi tâm màu đỏ bại lộ ở trên bầu trời. Mà lôi đình thiên uy đầy trời, cũng ở dưới chiêu kiếm này, phá tan tầng mây, tán đi. Ánh mặt trời chiếu xuống, lực lượng thiên uy đặt ở trong lòng mỗi một vũ giả kia rốt cục tiêu tan. Mỗi người đều tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi đến cực điểm, mấy cái lấp lóe liền xông lên phía trước, mi tâm mở ra thái cổ thiên mục, quát khẽ. Đồng thuật, lệch vị. Vật liệu kim loại phá nát đầy trời cùng thạch chi tâm ở trong chớp nhoáng này bị hắn thu nạp. Vũ sầm mặt lại, một bước bước ra liền hướng Lý Vân Tiêu đi tới, lần thứ hai giơ trường kiếm lên cao, thẳng tắp chém xuống. Hào quang màu đỏ yêu dị hiện lên ở trên bầu trời, hóa thành vạn đạo kiếm khí mà xuống, vũ là hạ quyết tâm nhất định phải giết hắn, bằng không di họa vô cùng. Tuy rằng trong thân thể bắt đầu phát hiện phản phệ kịch liệt, hắn cũng không biết đợi lát nữa sẽ làm sao, nhưng thời khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận ở trong huyết mạch sinh ra, là thời cơ giết Lý Vân Tiêu tốt nhất, bỏ qua, sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Trong lòng Lý Vân Tiêu dùng mình, cảm nhận được ngàn vạn ánh kiếm thẩm thấu đến trong cơ thể, muốn triệt để phá hắn thành mảnh nhỏ.
Ngươi là rất mạnh, nhưng muốn giết ta, còn chưa đủ. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng tuôn ra sắc thái tàn nhẫn, thái cổ thiên mục thu lấy thân thể phá nát của hồ lô tiểu kim cương, không lùi không tránh, trái lại nghênh đón Vũ tiên sinh đi tới, Vũ muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết đối phương. Thanh âm của yêu long đồng thời truyền đến nói. Lấy thực lực của ngươi, ở dưới ánh kiếm này chính là chết một cách triệt để a. Trên mặt Lý Vân Tiêu tất cả đều là kiên quyết, băng hàn nói. Không hẳn, hiện tại ngươi cùng ta linh hồn hợp hai làm một. Yêu long hoảng hốt nói. Cho dù dung hợp, sử dụng tới phá long quyền cũng quyết không ngăn được hạo thiên kiếm thập tam của hắn, trừ khi hiện tại ngươi có bất diệt kim thân. Lý Vân Tiêu phẫn nộ quát. Làm sao phí lời nhiều như vậy, nghe theo ta là được. Linh hồn hắn trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bi, Côn Ngô thần thụ cảm đang chuẩn bị đào tẩu bị nắm ở trong tay, nói. Lần này thật sự xin lỗi, trở lại 2-3 tháng đi thôi, sau đó ta sẽ bồi thường ngươi. Tiểu côn ở trong tay hắn kịch liệt thu nhỏ lại, liều mạng chửi ầm lên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh liền biến thành trẻ nhỏ 2-3 tháng, lộ ra ánh mắt oán độc theo dõi hắn. Lý Vân Tiêu hầu như hấp hết hồn lực của hắn, lãnh đạm nói. Nếu như ta chết rồi, giới thần bi này vô chủ, ngươi liền trôi nổi ở trong hư không vô cùng 5 tháng. Ở trong 5 tháng dài dằng dặc của ngươi, theo ta chịu thiệt mấy năm hà tất tính toán chi ly. Giờ khắc này yêu long ở sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được hồn lực dâng trào bổ dưỡng, nhưng hắn không có nửa phần vui mừng, mà là một mặt nghiêm nghị sầu lo. Hắn sâu sắc hét lớn một tiếng, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp cùng Lý Vân Tiêu dung hợp linh hồn. Trong mi tâm Lý Vân Tiêu, thái cổ thiên mục bùng nổ ra ánh sáng mãnh liệt, thật giống như một vầng mặt trời soi sáng, tựa hồ muốn đem khoảng trời kia kéo vào hư không vô tận. Không chỉ có như vậy, sau khi linh hồn yêu long hòa tan vào, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường, có loại cảm giác bị yêu hóa, trên thân thể diễn sinh ra vảy. Trên trán Vũ chảy ra mồ hôi hột, tựa hồ dị thường thống khổ, hắn cố nén biến hóa trên thân thể, giống to, một chiêu kiếm càng mạnh hơn ép xuống, liều mạng quát. Kiếm thập nhất, dáng dấp của Lý Vân Tiêu cũng vô cùng khủng bố, thái cổ thiên mục vận chuyển tới cực hạn, trong con ngươi tuôn ra từng tia vết máu, thậm chí muốn phá nát, hắn bất chấp hét lớn. Ai chết ai sống, liền xem lần này rồi. Trong con người thái cổ thiên mục ngưng luyện ra từng cái khoa đầu văn màu vàng, đột nhiên tỏa ra tâm ý trầm ổn cổ điển, một tử đỉnh từ trong con người bắn ra, rơi vào trên tay Lý Vân Tiêu. Hắn đánh ra mấy cái khoa đầu văn màu vàng, rơi vào trên đỉnh, trong nháy mắt truyền đến cổ vận hùng vĩ trang nghiêm, phảng phất có chư thần ngâm sướng. Sơn Hà đỉnh bị hồn lực to lớn của hắn khống chế, không ngừng biến hóa. Từng đạo ánh sáng từ trên thân đỉnh bắn ra, thật giống như đèn lồng 5 màu, lại giống như là yên hỏa ở giữa bầu trời không ngừng phóng xạ, càng ngày càng tráng lệ lóa mắt. Xa xa Thương Triệt để há to miệng, nhìn Sơn Hà đỉnh không ngừng lập lòe khoa đầu văn màu vàng, đầu óc hoàn toàn bối rối. Người còn lại cũng từng cái kinh hãi không biết vì lẽ gì, huyền khí màu sắc rực rỡ như vậy, loại cổ vận kia, cho bọn họ một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ bên trong những ánh sáng kia. Đã tự thành không gian, không thuộc về một giới này. Quản ngươi kiếm 10 mấy, ta không tin ngươi có thể phách nát Sơn Hà đỉnh này. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, thái cổ thiên mục bắt đầu từng tấc phá tan, hồn lực từ trong đó tuôn ra, khởi động tử đỉnh, hướng về trên ánh kiếm đánh tới. Kiếm thập nhất của Vũ vừa chém vào bên trong ánh sáng, thật giống như biến mất không thấy hình bóng, phảng phất như lực lượng một giới hướng hắn ép đi. Dực! Thương kinh hãi quát to một tiếng. Dực lập tức từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt liền xông lên trên. Ánh kiếm của Vũ ở dưới ánh sáng Sơn Hà đỉnh không ngừng bị ăn mòn, hắn sợ hãi nhìn đại đỉnh nhanh chóng va chạm mà đến, thân thể của mình cũng bắt đầu chịu đến lực lượng huyết mạch phản phệ, hầu như không thể động đậy. Bản thân hắn cũng là thuật luyện sư, tự nhiên cảm giác được uy lực đỉnh kia vô cùng vô tận, căn bản không phải huyền khí cấp 9 phổ thông. Bằng không tuyệt đối không thể nuốt chửng ánh kiếm vĩ quang kiếm của hắn. Ngay thời điểm Sơn Hà đỉnh ầm ầm mà đến, thái cổ thiên mục trên mi tâm Lý Vân Tiêu không chống đỡ nổi, một thoáng nổ tung, lực lượng linh hồn dâng trào trong nháy mắt bị cắt đứt. Phốc, tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nhìn Sơn Hà đỉnh kịch liệt thu nhỏ lại, ánh sáng dần tán, một loại cảm giác hữu tâm vô lực dâng lên trong lòng. Còn kém mấy chục mét,
còn kém mấy chục mét là có thể triệt để giết chết Vũ rồi. Hắn không cam tâm, Sơn Hà Đỉnh nhanh chóng biến trở về hình thái cũ, lần thứ hai âm u đầy tử khí, không có bất kỳ khí tức gì, trở xuống đến trong tay Lý Vân Tiêu. Phốc! Trong linh hồn, yêu long dung hợp cũng đạt đến cực hạn, hai đạo linh hồn trong nháy mắt bắn ra, trong óc bị tinh thần phong bạo tàn phá bừa bãi, không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu, hầu như muốn từ trên không trung rơi xuống. Vân Tiêu đại ca! Một âm thanh lanh lảnh truyền đến, Diệp Phàm một mình nhảy vào trong chiến trường, đỡ lấy Lý Vân Tiêu, nhanh chóng hướng về trên chiến hạm thối lui. Vũ cùng Phù cũng bị Dực nắm lấy, mang về một phương tứ cực môn. Thương nhanh chóng kiểm tra thương thế của Vũ, đặc biệt kinh mạch màu đỏ thắm sau lưng hắn kia, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Lê cũng kích động không thôi nói. Vũ, ngươi ngưng tụ tổ mạch rồi. Nhưng Vũ là một chút cũng không cao hứng nổi, sắc mặt tái nhợt hết sức khó coi, không ngừng phun huyết, khó nhọc nói. Thương đại nhân, Lý Vân Tiêu chưa trừ diệt, di họa vô cùng. Vẻ mặt Thương cũng trở nên nghiêm túc, lộ ra trầm trọng chưa bao giờ có, ngưng mắt nhìn U Minh chiến hạm xa xa. Nếu như chiếc đỉnh lớn màu tím vừa nãy đúng là thánh khí, như vậy tiểu tử này một người liền mang hai cái thánh khí, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Đường Kiếp cũng cảm thấy cả người rét run, xem ra lúc đó bị Lý Vân Tiêu đả thương, đúng là không một chút nào oan uổng a, lần này trong lòng hắn cũng không đáy, phía bên mình còn có thể đem ra được chỉ có Dực cùng Đan Dương Trạch, nếu như lại tổn hại, đừng nói trên yêu nguyên xưng hùng, tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh, có thể từ trong công kích của đối phương hoàn chỉnh sống sót hay không, cũng là dấu chấm hỏi rất lớn. Thương huynh, là chiến hay lùi? Đường Kiếp bắt đầu sinh ý lui, Trưng Cầu nói. Thương liếc mắt nhìn hắn, cũng có chút do dự, tuy rằng hắn liệu định đối phương sẽ không có lá bài tẩy, nhưng phía trước nhìn thấy Vũ ý ngưng đan, lần này hồ lô tiểu kim cương cùng chiếc đỉnh lớn màu tím của Lý Vân Tiêu, đều vượt quá dự tính của hắn, lập tức khó có thể quyết đoán. Trong lòng Lê đột nhiên hơi động, ánh mắt nhìn phía xa xa, nói. Thương đại nhân, ta cảm thụ được một luồng yêu khí cực cường, tựa hồ vô cùng táo bạo. Trong mắt Thương sáng ngời nói. Có thể sử dụng hay không? Lê ngưng tiếng nói. Ta thử xem. Nàng từ bên hông gỡ xuống tiểu chống trận, cầm trong tay vỗ. Mỗi một tiếng đều dựa theo quy luật nhất định đánh ra, một luồng sóng âm nhàn nhạt hướng về xa xa truyền ra. Vân đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm đỡ Lý Vân Tiêu trở lại trên chiến hạm, nhìn hắn không ngừng thổ huyết, lấy ra mấy viên đan dược muốn cho hắn dùng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, ngăn cản nói. Không có chuyện gì, đan dược của ngươi không có tác dụng. Diệp Phàm cảm nhận được trên tay Lý Vân Tiêu dâng trào lực lượng, xác thực không giống như là bị thương, ngạc nhiên nói. Vậy ngươi, khuôn mặt Lý Vân Tiêu trắng xám, khẽ lắc đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên chiến hạm, một tay ngắt cái quyết ấn, một cái khoa đầu văn màu vàng yếu ớt hiện lên ở lòng bàn tay, bắt đầu triển khai đại diễn thần quyết, điều hòa khí tức. Mạnh mẽ ném ra Sơn Hà Đỉnh. Đã vượt qua phạm vi hồn lực của hắn có thể chịu đựng, hiện tại không chỉ có hồn lực của hắn cấp tốc khô cạn, ngay cả yêu long cũng bởi vì mạnh mẽ dung hợp mà bị trọng thương, lâm vào trong ngủ say. Phùng Trư dùng thần thức ở trên người Lý Vân Tiêu đảo qua, phát hiện khí thế bàng bạc, dáng vẻ không một chút nào như là bị thương, an ủi Diệp Phàm nói. Hắn hẳn là hồn lực bị thương, chỉ cần bản thể không có chuyện gì, tu dưỡng một thoáng sớm muộn có thể khôi phục. Lúc này Diệp Phàm mới an tâm xuống. Mọi người Thiên Nhất Các nhìn bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, từng cái đứng ở bên cạnh, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại loại cục diện này, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, trên chiến hạm lập tức trầm mặc lên. Lúc này nữ tử phụ trách trưởng khống chiến hạm Thiên Nhất Các nói. Thanh La đại nhân, hiện tại còn muốn quay đầu lại rời đi không? Thanh La cảm thấy vào lúc này hẳn là cố vấn Lý Vân Tiêu. Nhưng Lý Vân Tiêu đã vắng lặng điều tức, thực sự bất tiện quấy rầy, nàng nhìn tứ cực môn xa xa, ngoại trừ tiếng trống nhàn nhạt ra, tựa hồ không có bất luận động tác gì, cau mày nói. Nhìn lại một chút đi. Sau đó lại bổ sung. Làm tốt chuẩn bị rút lui, phải làm đến một thoáng liền có thể lập tức đi. Mọi người Thánh Hỏa Điện tất cả đều té xỉu, đây là phong độ mà một siêu cấp đại phái nên có sao, nhưng đám phụ nữ Thiên Nhất Các lại là một mặt lẽ ra nên như vậy. Tên lão đầu Vũ Tôn kia đột nhiên nhìn Diệp Phàm nói. Tiểu huynh đệ, lúc trước ngươi dùng loại vũ ý ngưng đan kia còn có bao nhiêu?
Ta đồng ý dùng số tiền lớn thu mua. Hắn nhìn Diệp Phàm một mặt ngất xỉu, cười hắc hắc nói. Đừng cho là ta không mua nổi, phải biết Thiên Nhất Các ta chính là một trong tứ đại thành viên trọng yếu của Thương Minh, không chỉ có thực lực. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy bọn người Diệp Phàm kinh hãi nhìn bên ngoài chiến hạm, hắn cũng ngạc nhiên nhìn đi qua, chỉ thấy phía chân trời bay tới một cái bóng thật dài, giống như xà giống như dao, còn có cánh chim to lớn, mở ra như phi long, ở trên lưng phi điểu này, lúc ẩn lúc hiện còn đứng một bóng người. Đại xà kia cách xa mấy dặm, nhưng tản mát ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ. Thẩm Ly giật mình nói. Chẳng lẽ là một trong hai đại cấp 8 yêu thú trên yêu nguyên? Linh xà cửu xí điểu. Cấp 8 linh xà cửu xí điểu. Người Thiên Nhất Các đều kinh, Thanh La trầm giọng nói. Trên lưng cấp 8 yêu thú tại sao có thể có người? Lẽ nào là tuần thú sư? Thẩm Ly cả kinh nói. Thuần phục cấp 8 yêu thú. Nàng chỉ cảm thấy bóng người đứng trên lưng linh xà cửu xí điểu có chút quen mắt, nhưng đáng tiếc thực lực thấp kém, tầm nhìn có hạn. Đợi tới gần vừa nhìn, mới giật mình nói. Thẩm Phong, đoàn trưởng Khô Lâu Dòng binh đoàn Thẩm Phong. Cái gì? Thanh La cả kinh, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, những yêu tộc kia là người của Khô Lâu Dòng binh đoàn. Chuyện này, nàng vội vàng hạ lệnh muốn đào tẩu, nhưng ngơ ngác phát hiện không gian đã bị khóa lại. Một đạo lực lượng cầm cố hiện lên ở bốn phía chiến hạm, đem cả chiếc U Minh chiến hạm nhốt lại. Thẩm Phong đứng ở trên linh xà cửu xí điểu. Lạnh lùng nhìn Thiên Nhất Các một chút, lúc này mới xoay người, nhìn Vũ đầy người là thương, cau mày nói. Vũ tiên sinh, người dĩ nhiên bị thương. Ánh mắt hắn rơi vào trống trận trong tay Lê, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nói. Ta nói chim lớn này làm sao cuồng bạo bất an như vậy, hóa ra là ngươi dở trò quỷ, trên trống dĩ nhiên có một tia hoang cổ tâm ý, ngươi là đồng bạn của Vũ tiên sinh sao? Ha ha, dĩ nhiên là Thẩm Phong. Vũ vui mừng khôn xiết, không để ý thương thế dẫy dụa đứng dậy, cười to nói. Trời cũng giúp ta, không nghĩ tới người dĩ nhiên một mình thuần phục linh xà cửu xí điểu, Thẩm Phong, giúp ta. Thẩm Phong gật đầu nói. Tự nhiên, ta còn có chút sự tình cần tiên sinh trợ lực, nơi này liền giao cho ta đi. Hắn một thoáng liền nhìn ra tình hình trước mắt, vì lẽ đó trong nháy mắt liền triển khai lĩnh vực, đem tất cả mọi người trong sân khóa chặt. Một luồng uy thế tuyệt cường lăng không đè xuống, mọi người Thiên Nhất Thương Hội tất cả đều sợ hãi tới mồ hôi lạnh tràn trề, phảng phất như cảm thụ thiên uy lúc trước, khó có thể sinh ra tâm chống lại. Vũ nói, Thẩm Phong, người còn lại không đáng kể, nhưng bên trong có cái gọi Lý Vân Tiêu, nhất định phải giết chết, ngàn vạn lần không thể lưu lại. Trong mắt hắn sát cơ giạt rào, đối với Lý Vân Tiêu kiêng kỵ đã đến tận xương thủy. Hơn nữa sâu sắc hối hận mình thời điểm ở Khinh Ca xâm lâm không động thủ giết hắn. Như ngươi mong muốn. Thẩm Phong một mặt bình thản, không có bất kỳ biểu lộ gì, đứng ở trên lưng linh xà cửu xí điểu, hướng về U Minh chiến hạm bay qua. Đám người Thanh La cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại kia dần dần áp sát, từng cái sắc mặt tái nhợt, hối hận lúc trước không có trực tiếp đào tẩu. Nàng kinh hãi nói. Chúng ta chính là người của Thiên Nhất Các, người dám giết chúng ta. Thiên Vũ Đại Lục sẽ không có đất cho ngươi dung thân. Lão đầu vũ tôn kia cũng sợ hãi nói. Vị đại nhân này, ngươi không phải muốn giết Lý Vân Tiêu sao? Liền giết một mình hắn được rồi, chúng ta trong lúc đó không thù không oán a. Phí lời thật nhiều, thân là một tên vũ giả, dĩ nhiên không hề có một chút giác ngộ tử vong, chẳng trách có thể sống mọn như thế, chết đi. Trong ánh mắt Thẩm Phong lóe lên vẻ khinh bỉ, khẽ quát một tiếng, một quyền liền oanh đi. Hắn là cửu tinh vũ tôn cường giả, đã là tồn tại hàng đầu dưới đế cảnh, coi như là U Minh chiến hạm, ở dưới cú đấm này cũng biến thành bấp bênh, thật giống như bất cứ lúc nào sẽ dập tắt. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng bọn người phùng chư sốt sắng, nhanh chóng suy tư, dù như thế nào cũng nhất định phải bảo đảm Diệp Phàm rời đi. Lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, trong con người bình tĩnh như nước, chỉ là hồn lực còn chưa khôi phục, có vẻ dị thường mệt mỏi. Hắn cũng không phải sợ, đã chuẩn bị kỹ càng, thấy không đúng liền ném ra giới thần bi, lôi kéo mọi người Thánh Hỏa Điện đồng thời trốn vào. Tuy rằng giới thần bi hiện tại linh khí hoàn toàn không có, nhưng trốn ở bên trong vẫn là hết sức an toàn, chỉ ít dưới vũ đế đỉnh cao, là đừng hòng phá tan. Còn những người Thiên Nhất Các này, liền để các nàng tự sinh tự diệt đi. Ầm ầm ầm,
Dưới một quyền của Thẩm Phong, U Minh chiến hạm cũng không hề phá nát, mà là giữa bầu trời hiện ra một ánh hào quang, hướng về quyền kình của hắn oanh đi. Hắn nhíu mày, lâm thời quyền phong xoay một cái, quay về ánh sáng kia ném tới, hai cỗ sức mạnh ở trên không trung phá tan, ánh sáng soi sáng nửa bầu trời. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn, sau khi tia sáng kia tan hết, trên bầu trời hiện ra một viên kim tệ to lớn, lấp lóe ánh sáng, đâm người nhói mắt. Kim tiền thương hội. Sắc mặt Đường Kiếp trong nháy mắt khó coi, trong đôi mắt phun ra lửa giận. Viên kim tệ to lớn kia dĩ nhiên là một huyền khí phi hành, tương tự với chiến hạm, vô cùng to lớn, chiếm cứ nửa bên bầu trời, nhưng tạo hình đẹp mắt, hiện ra phúc hậu. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rất nhanh liền ở trên viên kim tệ kia nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người kia cũng đang gật đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói. Lý Vân Tiêu, nhìn dáng vẻ ngươi ngồi chờ chết, rất làm người vui sướng a. Loại vẻ mặt tuyệt vọng này, ta rất muốn xem thêm vài lần. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, ngoáy ngoáy mũi, bắn ra một khối tị thỉ nói. Có sao? Người kia nhất thời ngoác to miệng, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn định nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiêu sống sót sau tai nạn, nhưng dáng dấp cà lơ phất phơ này, để hắn hận đến ngứa răng, có chút hối hận cứu kẻ này. Đường Kiếp ở phía xa nổi giận quát. Tiền vô địch, người dám theo ta đối nghịch. Nam tử kia chính là bên trong Tu Di Sơn từng xuất hiện Tiền vô địch, giờ khắc này khí tức trên người so với lúc trước muốn mạnh mẽ hơn không ít, đã là hàng thật đúng giá thất túc cảnh vũ hoàng, hơn nữa dưới khí tức, tựa hồ không quá đơn giản. Hắn đối với Đường Kiếp ngoảnh mặt làm ngơ, hướng Lý Vân Tiêu tàn nhẫn nói. Ta thật muốn đập bẹp khuôn mặt làm người buồn nôn của ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Có bản lĩnh tự mình hạ xuống. Còn có, vừa nãy mặc dù ngươi không xuất thủ, hắn cũng thương không được ta, ngươi cũng đừng tự mình đa tình cho rằng ta thiếu ngươi một mạng. Ngươi có thể không cần để ý tới. Tiền vô địch nhíu mày, tuy rằng hắn không nhìn thấy chiến đấu lúc trước, nhưng giờ khắc này Lý Vân Tiêu hết sức yếu ớt, chắc chắn sẽ không giả bộ. Vừa nãy nếu như hắn không xuất thủ, hắn căn bản không nghĩ ra Lý Vân Tiêu làm sao có thể tránh thoát một quyền bá đạo kia của Thẩm Phong. Một lão giả bên cạnh Tiền vô địch, chính là người vừa nãy xuất thủ, sắc mặt lộ ra hết sức không vui, hừ lạnh nói. Công tử, tiểu nhi này quá mức vô lễ, không bằng chúng ta tạm thời quan sát, nhìn bọn họ làm sao thoát chết. Đường Kiếp đã tức giận đến sắc mặt khó coi như gan heo, Tiền vô địch đây là trần trụi sỉ nhục hắn. Thật giống như mình không xứng trò chuyện với hắn, trong mắt tuôn ra sát cơ nồng nặc. Thương nhíu mày, Lý Vân Tiêu hắn tựa hồ có thể rõ ràng, hắn cũng là người mang siêu phẩm huyền khí, bên trong tự thành không gian, nếu như trốn vào, không có sức mạnh cấp 9 đỉnh cao là rất khó phá tan. Người thiên nhất các nghe lão giả kia nói không quản, gấp đến xoay quanh, Thanh La cũng vội vàng hô. Trương Hàm Chiết đại nhân, tuyệt đối đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Vừa nãy ân tình xuất thủ, suốt đời khó quên, thỉnh Trương Hàm Chiết đại nhân đẩy lùi cường địch, chắc chắn báo đáp. Tiền vô địch lâm vào trong trầm tư, hắn vốn là muốn cầu cạnh Lý Vân Tiêu, nhưng tựa hồ đối phương không bán mặt mũi cho hắn, nhân tiện nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại hẳn là hồn lực bị hao tổn, ta giúp ngươi đẩy lùi những cường địch này, lại ban thưởng ngươi một cây thiên hồn thảo, đổi một vật trên người ngươi làm sao? Cấp 9 linh dược thiên hồn thảo. Lý Vân Tiêu sợ hãi thay đổi sắc mặt, loại thiên tài địa bảo này, coi như là vũ đế cũng vô cùng yêu thích. Hơn nữa là thiên hồn thảo chuyên môn bổ dưỡng linh hồn, giá trị cao khó có thể so sánh, trong lòng hắn hơi động, tựa hồ đã rõ ràng Tiền vô địch muốn vật gì. Kha kha, ta hiểu được, vật kia luận giá trị, kỳ thực còn không bằng thiên hồn thảo, nhưng hiện tại thật giống như thương minh đại hội sắp tổ chức, giá trị vật kia liền tăng a. Tiền vô địch hừ lạnh một tiếng. Mặt băng hàn nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, lần này ta đến yêu nguyên một là vì cửu thiên đỉnh không hiểu ra sao kia, chuyện thứ hai chính là tìm ngươi. Ngươi đã đoán được đồ vật ta muốn, liền không cần nói ra, để tránh người khác nhòm ngó. Chỉ cần báo một câu, đổi hay là không đổi. Trương Hàm Chiết cũng thay đổi sắc mặt, hắn không biết Tiền vô địch muốn vật gì, lấy lực lượng mạnh mẽ của kim tiền thương hội, chẳng lẽ còn muốn tới cầu tiểu tử này, hắn lẫm nhiên nói. Công tử, nếu như trên người tiểu tử này có đồ vật ngươi muốn, lão phu xuống lấy là được. Lý Vân Tiêu mắt lạnh nhìn Trương Hàm Chiết nói. Hừ, ngươi coi mình là ai? Có tin hiện tại ta liền ném cho Đường Kiếp hay không?
ta nghĩ nếu như hắn có thể đạt được vật kia, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Không thể. Tiền vô địch biến sắc, kiên quyết quát lên. Mau mau trả lời chắc chắn ta đi. Đường kiếp cũng nhíu mày, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tiền vô địch đến cùng vừa ý vật gì, lẽ nào là vài món huyền khí lợi hại dị thường kia? Chúng nhân đều đồng thời ngẩng đầu lên, Lý Vân Tiêu bày ra những huyền khí kia, giá trị cao tuyệt không phải là một cây thiên hồn thảo có thể đổi lấy. Lý Vân Tiêu rõ ràng tiền vô địch cần gì, chính là hắn ở bên trong Tu Di Sơn đạt được thất túc phụ ý đạo quả. Hiện tại tiền vô địch đã bước vào vũ hoàng cảnh giới, nếu như ăn đạo quả, lĩnh ngộ hết thảy quy tắc phụ ý của thất túc cảnh. Như vậy chỉ cần nguyên khí tích lũy, rất nhanh sẽ có thể vọt tới vũ hoàng đỉnh cao, nhòm ngó bát hoang cảnh giới. Hơn nữa lấy nội tình của Kim Tiền Bang, muốn trong khoảng thời gian ngắn để hắn xung kích tới, độ khả thi là rất lớn. Đặc biệt ở trước Thương Minh Hội, thất túc phụ ý đạo quả này liền có vẻ rất là trọng yếu. Ba cây thiên hồn thảo, cộng thêm 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Nếu Lý Vân Tiêu không thừa cơ hội này gõ một bút, hắn liền không phải Lý Vân Tiêu. Chi? Tất cả mọi người ở đây đều hút vào hơi lạnh, ngơ ngác theo dõi hắn, con mẹ ngươi đến cùng có đồ vật gì, lại dám ra giá như vậy. Đường kiếp càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vạn phần muốn biết là cái gì. Mọi người thiên nhất các càng là từng cái mồ hôi lạnh tràn trề, chỉ lo làm tức giận Kim Tiền Bang, ném bọn họ mặc kệ, vậy thì triệt để chết chắc rồi. Vì lẽ đó tiền vô địch còn chưa mở miệng, Thanh La liền không nhịn được kêu lên. Lý Vân Tiêu, ngươi chớ quá mức, vô địch công tử nhân nghĩa vô song, nghĩa bạc vân thiên, lúc này mới xuất thủ cứu giúp mọi người. Ngươi có đồ vật gì, còn không hai tay hiến cho vô địch công tử, dĩ nhiên có kẻ mặc cả, mở ra loại giá cả không có đạo lý này, làm người sợ run. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày nói. Lại thêm để bà tám này câm miệng. Tiền vô địch phất phất tay, trong mắt Trương Hàm chiết lộ ra một đạo hàn quang, lâm không chỉ điểm một chút, bắn về phía Thanh La. Thanh La hoảng hốt, nhanh chóng lùi về sau, nhưng hàn mang kia thoáng qua liền đến, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn bắn vào trong yết hầu của nàng, cũng không hề đánh xuyên qua, chỉ là ở trên yết hầu nổi lên một ấn ký quái lạ, nàng ho khan, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm. Tiền vô địch thản nhiên nói, đã thanh toán một bộ phận, còn lại quá nhiều, vật kia của ngươi nếu như ở bình thường, một cây thiên hồn thảo cũng không đổi được. Huống hồ thiên hồn thảo ngươi coi là cái gì? Cải trắng sao, còn 3 cây, toàn bộ thiên vũ giới cũng chưa chắc vượt quá 10 cây. Cho tới nguyên thạch, có thể cho ngươi 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Trước khác nay khác, vật kia ở bình thường tự nhiên không sánh được thiên hồn thảo, nhưng hiện tại. Ta tin tưởng lấy tới Dương Thành bán đấu giá, chỉ ít có thể so sánh ta báo giá nhảy ra gấp đôi. Đường kiếp sốt cục không nhịn được. Tuy rằng hắn không biết là vật gì, nhưng nhất định là đồ vật có thể nghịch chuyển kết quả của Thương Minh Đại Hội. Bằng không tiền vô địch sẽ không nuốt giận vào bụng chịu thiệt như vậy, bỗng nhiên liền quát lên. Lý Vân Tiêu, người muốn giá cả ta cho, vật kia cho ta. Tiền vô địch thay đổi sắc mặt, phía sau Trương Hàm Chiết cũng là sát khí tràn ngập, bầu không khí lập tức trở nên ác liệt. Kha kha, lần này rất thú vị. Lý Vân Tiêu không nhịn được nở nụ cười, sau khi điều tức một lúc. Tuy rằng hồn lực vẫn là trạng thái khô kiệt, nhưng ít ra thương thế vững vàng, hắn từ trên chiến hạm đứng lên, cười nói. Rất tốt, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, người trả giá cao được. Tiền vô địch khí kết, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường kiếp nói. Xem ra tứ cực môn thật sự không thành thật a, nếu không trước hết để cho các ngươi thành thật một thoáng. Trương Hàm chiết theo tiền vô địch dứt lời, liền mở ra lĩnh vực đem mọi người tứ cực môn khóa chặt. Tùy thời chuẩn bị một đòn chí mạng. Đường kiếp thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng bên người cầu viện nói. Vũ tiên sinh, hiện tại duy nhất có thể cùng Trương Hàm chiết chống lại, chỉ có Thẩm Phong. Vũ nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo nói. Đường công tử, đồ vật gì kia ta không có hứng thú, ta hiện tại duy nhất có hứng thú chính là mạng của Lý Vân Tiêu. Hắn hướng Thẩm Phong quát lên. Không cần phải để ý đến chúng ta. Nhanh giết Lý Vân Tiêu đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình không đúng, mỗi lần Lý Vân Tiêu rơi vào trong tuyệt cảnh, đều có thể cải tử hồi sinh, hơn nữa tình thế cũng đang không ngừng hướng về cục diện có lợi cho đối phương phát triển. Hắn hiện tại cảm thấy giết Lý Vân Tiêu so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu.
Thẩm Phong hơi nhướng mày, tuy rằng hắn không biết vì sao Vũ Cấp Thiết muốn giết người này như vậy, nhưng hắn cũng không muốn hỏi đến, mà là trực tiếp xuất thủ. Quyền phong ngưng lại, lần này cả người đạp ở trên linh xà cửu xí điểu liền xông lên. Trương Hàm Chiết đại nhân, cứu hắn. Tiền Vô Địch kinh hãi quát lên, hắn ngược lại không sợ Lý Vân Tiêu chết, mà là sợ Thất Túc đạo quả ở dưới cú đấm kia cũng thuận theo biến thành cho bụi. Tuy rằng Trương Hàm Chiết cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể từ trên kim tệ lăng không bay xuống, hướng về Thẩm Phong rơi đi. Hai người đều là cửu tinh vũ tôn cao thủ, thực lực chênh lệch cũng không lớn, dù cho Thẩm Phong có linh xà cửu xí điểu giúp đỡ, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Huống hồ viên kim tệ to lớn trên bầu trời kia, cũng không có thiếu cao thủ mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Phong nghĩ tới những thứ này, hơi nhướng mày liền trực tiếp lui lại, lạnh lùng nhìn coi, dự định tùy thời mà động. Tiền Vô Địch quá to. Lý Vân Tiêu, còn có cái gì có thể cân nhắc? Thiên hồn thảo chỉ có một cây, cho dù ta muốn cho ngươi ba cây cũng cho không được, mặt khác 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch ta có thể cho ngươi. Bất quá cần thời gian nhất định đi tập hợp mới được. Hắn chỉ lo sự tình có biến, bức thiết muốn có được Thất Túc đạo quả. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Không có nhiều thiên hồn thảo như vậy, vậy thì 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Trên mặt Tiền Vô Địch chướng đỏ chót, sau đầu muốn bốc khói, xưa nay chưa từng thấy người không biết tốt xấu như thế, hắn nổi giận quát. Lại thêm 200 triệu, 12 ức trung phẩm nguyên thạch. Nhiều hơn 1 đồng cũng không được, nếu như ngươi không đổi, đừng nói những người tứ cực môn kia, chính là ta cũng lập tức giết ngươi. Sau khi hắn hống xong, chỉ cảm thấy cả người vô lực, dù cho đạt được Thất Túc đạo quả, cũng không hài lòng. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Được rồi, bất quá sau khi trao đổi ngươi phải bảo đảm an toàn của ta. Kỳ thực ngươi ta cùng nhau trải qua sinh tử, đã sớm là chiến hữu thân mật không kẽ hở, vật kia ngươi muốn thì nói cho ta 1 tiếng liền được rồi, còn đem đồ vật tới đổi, thiệt là khách khí a. Phốc, phụt phụt, Tiền Vô Địch không nhịn được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tất cả đều là vẻ oán hận, hắn đặc biệt muốn đem Lý Vân Tiêu bầm thây ngàn đao. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái bồn chứa pha lê màu tím, cười ném đi tới. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên vật kia, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng tất cả đều thất vọng, màu tím chói lòa, hoàn toàn không thấy rõ bên trong. Tiền Vô Địch sợ hết hồn, không nghĩ tới hắn tiện tay vứt như thế, tất cả mọi người đều không chuẩn bị, bằng không cực kỳ nguy hiểm. Tiền Vô Địch nhận vào tay, còn run cầm cập lên một thoáng, chỉ lo rớt. Hắn một mặt căng thẳng, đưa tay sờ bồn chứa màu tím, lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa tâm ý Thất Túc đạo quả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không mở ra bồn chứa, chỉ lo lộ ra 1 tia linh khí, vậy cũng là tổn thất cực lớn. Không sai, chính là vật ta muốn. Tiền Vô Địch ngược lại cũng sảng khoái, lấy ra một cái túi đựng đồ liền ném tới nói. Bên trong là 1 cây thiên hồn thảo, còn có 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch còn lại sau đó sẽ đưa, trên người ta không mang nhiều như vậy. Tuy rằng xuất huyết, nhưng nghĩ tới mình đạt được Thất Túc đạo quả này, rất nhanh có thể đến Vũ Hoàng đỉnh cao, trực tiếp nhòm ngó bát hoang cảnh, tâm tình liền lần thứ 2 tốt đẹp. Lý Vân Tiêu lấy ra 1 cái hộp ngọc trong đó, bên trong quả nhiên nằm 1 cây linh thảo màu đỏ nhạt, tuy rằng phẩm chất có không trọn vẹn, nhưng xác thực là cấp 9 thiên hồn thảo không thể nghi ngờ. Hắn mừng lớn nói. Tiền huynh, đa tạ. Kính xin thay ta hộ pháp. Tiền Vô Địch tầng tầng hừ lạnh 1 tiếng nói. Nếu đáp ứng bảo hộ ngươi chu toàn, tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa khuôn mặt này của ngươi, ta cũng không muốn bỏ vào dưới chân người khác, ta muốn đích thân dùng đế giày rậm mấy phát. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, nghênh ngang an vị, trực tiếp đem cây thiên hồn thảo kia nuốt xuống. Sắc mặt Vũ trở nên dị thường khó coi, lộ ra vẻ hết sức thất vọng, hắn biết lần này là không giết nổi Lý Vân Tiêu. Chờ hồn lực hắn khôi phục, 2 cái siêu phẩm huyền khí ở trên người, đối thủ lại cường đại làm sao, chỉ cần đi vào trong trốn một chút, ai có thể thương hắn. Đường kiếp cũng vô cùng phiền muộn, hắn suy đoán Lý Vân Tiêu đến cùng cho Tiền Vô Địch cái gì, đắn đo khó định, tâm tình hết sức ngột ngạt. Toàn bộ bầu trời theo Lý Vân Tiêu nuốt vào thiên hồn thảo, lập tức liền yên tĩnh lại, hình thành một loại trạng thái cực tĩnh, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Tiền Vô Địch đột nhiên nở nụ cười nói. Đường huynh, thương minh hội cũng sắp bắt đầu rồi, người còn có tâm tình ở trên yêu nguyên tản bộ,
huynh đệ thực sự là bội phục a. Không biết Đường Tâm lão đệ tình huống làm sao, có thể hiển lộ tài năng cho tứ cực môn hay không? Hắn cũng là thực sự nhàn đến phát chán, thuận miệng trêu chọc kích thích Đường Kiếp. Quả nhiên Đường Kiếp vừa nghe đến cái tên đó, nhất thời thay đổi sắc mặt, mặc dù biết đối phương cố ý, nhưng vẫn nén không được lửa giận dâng lên, cắn răng nói. Cái phế vật kia, cũng xứng đại biểu tứ cực môn. Thương hơi nhướng mày, than thở. Lưu lại vô ích, Đường công tử, chúng ta đi thôi. Đường Kiếp mạnh mẽ trừng Tiền Vô Địch một chút, còn có Lý Vân Tiêu ở trong điều tức khôi phục, liền xoay người rời đi. Thẩm Phong đạp ở trên linh xà cửu xí điểu, cũng theo vũ cùng người tứ cực môn xa xa rời đi. Nhìn người tứ cực môn nhanh chóng rời đi, mọi người thiên nhất các mới như chút được gánh nặng, kiếm trở về một cái mạng. Nhưng nhìn ấn ký màu trắng bạc trên yết hầu Thanh La, còn xanh mặt kẹt kẹt không lên tiếng, không người nào dám hé răng. Người Thánh Hỏa Điện cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nội tâm sầu lo càng sâu. Trương Hàm Chiết liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu nhập định, cau mày nói. Công tử, tiểu tử này muốn hấp thu dược lực của thiên hồn thảo, sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Lẽ nào chúng ta ở đây hoài, không bằng lưu lại mấy người bảo vệ hắn liền có thể, chúng ta tiếp tục truy tứ cực môn. Tiền Vô Địch nói, truy tứ cực môn làm cái gì, lẽ nào ngươi vẫn đúng là tin có cửu thiên đỉnh, nếu như tin tức có chính xác nhỏ tí tẹo, sớm đã không phải là chiến trường cho những người chúng ta. Nơi này xem ra vẫn rất an toàn, ta cũng bế quan dùng vật kia, các ngươi toàn bộ giải tán, bảo vệ ở trong phạm vi năm dặm. Có ai dám tới gần giết chết không cần luận tội. Viên kim tệ kia ở kiến trúc bề ngoài như cung điện, hắn đi vào trong mật thất tu luyện. Trương Hàm Chiết sửng sốt một chút, lập tức chỉ huy tản ra, mười mấy tên cao thủ kim tiền bang tán mở, ẩn nấp ở bốn phía. Một chiếc u minh chiến hạm, một viên kim tệ to lớn, liền như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không có một âm thanh. Lý Vân Tiêu nuốt xuống thiên hồn thảo, dược lực dâng trào không chỉ có tản vào toàn thân. Hơn nữa rót vào trong đan điền, thật giống như một bình nước ở trong đan điền sôi vọt lên, nhiệt lượng không ngừng tuôn ra. Dược lực cấp 9, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, căn bản là không cách nào kháng trụ. Dù vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, khi lạnh khi nhiệt, Diệp Phàm ở bên người hắn cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt nghiêm túc. Trong linh hồn truyền đến âm thanh của Yêu Long nói. Quả nhiên là thiên hồn thảo, đồ vật dưỡng hồn tuyệt phẩm. Tiểu tử ngươi thật là người có đại khí vận, thứ này cũng sẽ có người đưa tới. Lý Vân Tiêu không kiêu ngạo cũng không tự ti trả lời. Tuy rằng thất thúc cảnh đạo quả không phải đồ vật ghê gớm gì, nhưng coi như là một báu vật, lúc mấu chốt cũng có thể bán giá cả tốt. Nếu không phải ta quá cần thiên hồn thảo, hao tổn nữa còn có thể tranh thủ đến lợi nhuận càng to lớn hơn. Yêu Long có chút không nói gì, đạt được tiện nghi lớn như vậy, lại vẫn không vừa lòng. Hô hấp của Lý Vân Tiêu dần dần thô lên, thật giống như dược lực quá bá đạo, bắt đầu dọc theo kinh mạch du chuyển tới toàn thân, trong kinh mạch truyền đến cảm giác đâm nhói, hơn nữa theo dược lực khuếch tán, thân thể cũng xuất hiện ăn mòn. Trương Hàm Chiết ngồi ngay ngắn ở trên kim tệ, hơi mở mắt ra, nhìn vẻ thống khổ trên mặt Lý Vân Tiêu, hết sức bất mãn hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc linh dược cấp 9, thân thể như vậy sợ là 10% dược lực cũng hấp thu không tới. Nếu như vũ đế dùng thì được 6070% dược tính, người sợ là một thoáng cũng không ngăn nổi. Hắn nói xong lại nhắm hai mắt tĩnh tọa, không tiếp tục để ý biến hóa trên người Lý Vân Tiêu. Đào Quán nói, thiếu chủ không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu dùng chính là linh thảo cấp 9, bị dược lực phản phệ cực kỳ thống khổ, là hiện tượng bình thường. Nhưng thân thể cùng kinh mạch của hắn có hạn, dược lực cũng không thể hoàn toàn phát huy được, vì lẽ đó vẻn vẹn là thống khổ mà thôi. Không có việc gì. Chịu đựng qua liền được rồi. Diệp Phàm cũng từng nuốt linh thảo cấp cao, biết quan hệ trong đó nói. Mọi người cũng hảo hảo điều tức một chút đi, mặt sau còn không biết có cái gì đang chờ chúng ta. Hắn trực tiếp ngồi xuống, liền nhắm hai mắt điều tức. Đám người Phùng Chư liếc mắt nhìn nhau, không dám chống đối, đều bắt đầu đả tỏa. Trải qua việc vừa nãy, Diệp Phàm thấy chết không trốn, đại nghĩa lẫm nhiên. Hình tượng ở trong lòng mọi người Thánh Hỏa Điện đã dựng đứng lên. Trên người Lý Vân Tiêu không ngừng có nhiệt khí, nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện bên trong mỗi một lỗ máu của hắn đều cơ hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, hơn nữa càng ngày càng mạnh, không ngừng đau run. Lúc này ở trong cơ thể đau đớn to lớn,
có một loại sức mạnh vô cùng rõ ràng, nhỏ giọt chảy xuôi, ở trong ý thức hải của hắn xẹt qua, thẩm thấu hồn phách. Yêu Long cũng được ích lợi không nhỏ, cười to nói. Ha ha, tiểu tử kiên nhẫn một chút, tận lực đem dược lực kích thích ra, người tốt ta cũng tốt. Lý Vân Tiêu đau đến phát run, nổi giận mắng. Chịu khổ chính là ta, được lợi chính là ngươi, trên đời này còn có gì so với chuyện này càng bi thảm sao? Yêu Long tham lam hấp thu hồn lực, chỉ cảm thấy cả người tinh thần chấn hưng, cười to nói. Người ta hiện tại linh hồn liên hệ cùng nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Huống hồ ăn được khổ trong khổ, mới là nhân thượng nhân, dược lực này ngươi chí ít cũng hấp thu đến 2030%, mới đúng tên gọi cổ phi dương của ngươi. Lý Vân Tiêu không lý tới hắn, huống hồ Yêu Long nói cũng là lời nói thật, loại dung hợp cùng chung lực lượng linh hồn này, mang đến chỗ tốt cho song phương đều là to lớn. Hắn bắt đầu một bên vận chuyển đại diễn thần quyết, một bên đem thân thể làm mấy cái động tác xấu xí quái lạ, là tư thế bá thiên luyện thể quyết, lấy giảm thiểu thân thể khổ sở. Hừ, chút dược lực như thế liền đau biến hình, thật vô dụng. Trương Hàm Chiết mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ xem thường. Bá thiên luyện thể quyết vừa triển khai ra, thống khổ lập tức giảm nhiều, hơn nữa thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu dược lực, kinh mạch ở dưới rội rửa cũng bắt đầu bành trướng. Trong đan điền tuôn ra dược lực càng ngày càng khổng lồ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Yêu Long tựa hồ ý thức được cái gì, cả kinh nói. Tiểu tử, người điên rồi sao? Người muốn đem sức mạnh dược liệu này toàn bộ kích thích ra? Chí cường bá thể của ngươi có thể miễn cưỡng kháng trụ, thế nhưng tu vi thì sao? Chỉ có vũ tông cấp độ mà thôi, người đây là đang đùa với lửa a. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, cắn răng, trong đan điền không ngừng tuôn ra dược lực. Hắn đây là triển khai một loại bí pháp, lấy đan điền làm đỉnh lô, rèn luyện dược lực, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra dược tính. Nhưng trình độ nguy hiểm cực cao, không cẩn thận khống chế không được, liền đan điền phá nát, nặng thì tại chỗ đột tử, nhẹ thì trở thành phế nhân. Yêu Long có chút ngơ ngác, hoảng hốt vội nói. Ta mới vừa nói chỉ là vui đùa, tuyệt đối đừng coi là thật. Ngươi hà tất đánh bạc như vậy, thắng nhiều nhất chỉ lên một cấp, nhưng nếu thất bại, liền triệt để đạo tiêu bỏ mình rồi. Chỉ quyết trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, lạnh lùng quát lên. Nhanh tu luyện cho ta, ít nói nhảm, thiên hồn thảo này toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt quá 10 cây, ta là thuật luyện sư cấp 9, vật liệu quý trọng như vậy có thể nào lãng phí. Ngày hôm nay liền muốn lấy thân làm lô, đem bội linh thảo này lợi dụng toàn bộ. Trong tay hắn biến đổi quyết ấn, trong đan điền nung nấu càng tăng nhanh tốc độ, dược lực bỗng nhiên tăng cường tuôn ra gấp mấy lần, toàn thân lần thứ hai đại thống. A, à, hàm răng đều cắn chảy ra máu, run cầm cập dị thường lợi hại. Sâu trong linh hồn càng truyền đến tiếng gầm rú thống khổ, chấn động đến mức Yêu Long cũng cảm thấy sợ run tim mất mật. Bất quá tùy tùng cổ phi dương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết tính nết của hắn, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên quyết, bắt đầu điên cuồng sử dụng tới long tộc bí pháp, hấp thu hồn lực cuồng bạo, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực hấp thụ nhiều, giảm bớt khổ sở trên người Lý Vân Tiêu. Bá thiên luyện thể quyết biến đổi, cả người lọng khọng xuống, kịch liệt run rẩy. Vân Tiêu đại ca, Diệp Phàm bị thống khổ khuếch đại của hắn làm cho chấn kinh rồi, muốn giúp đỡ lại không biết làm sao. Thích Quang nói, thiếu chủ không nên động tới hắn, chịu đựng qua liền được rồi. Thân thể Lý Vân Tiêu xác thực so với vũ tông phổ thông mạnh hơn rất nhiều, phỏng chừng là nguyên nhân này khiến dược lực kích phát lớn, nhìn dáng vẻ hắn thống khổ, dược lực này ít nhất có 89% rồi. 89% dược lực của linh dược cấp 9. Diệp Phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, trình độ dược lực này coi như là vũ hoàng như hắn, muốn chịu đựng xuống cũng cực kỳ cật lực. Trương Hàm Chiết ở trên kim tệ lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn thân thể Lý Vân Tiêu hầu như muốn sát mặt đất, run cầm cập phạm vi rất lớn, hắn không tin bên trong thân thể này có thể chịu đựng 89% dược lực của linh dược cấp 9. Mà giờ khắc này ở trong đan điền Lý Vân Tiêu, dược lực của thiên hồn thảo đã bị luyện ra gần một nửa. Thống khổ đạt đến một điểm giới hạn, hơn nữa theo hồn lực không ngừng khôi phục, rốt cục dần dần đi vào phạm vi có thể chịu đựng, giờ khắc này cả người hắn ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi. Hống! Trong linh hồn truyền đến tiếng giống to của Yêu Long, lớn tiếng rít gào quát. Ha ha, cái cảm giác này quá sảng khoái rồi, ta đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ,
còn có ý kính nể sâu sắc nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự muốn 100% hấp thu dược lực chứ, bằng vào trạng thái của chúng ta hiện tại, căn bản không hấp thu được nhiều như vậy. Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Ngươi cũng quá đánh giá cao ta, coi như là thuật luyện sư cấp 9 cũng không dám nói có thể phát huy ra 100% dược hiệu. Hơn nữa ta là lấy thân thể nung nấu, có thể ra 70% liền tốt. Yêu Long Động Dung nói. 70% cũng đã rất nghịch thiên rồi, hiện tại ta lại triển khai một lần dung hợp bí kỹ, tranh thủ cho hồn lực của ngươi vọt thẳng lên cấp 6 đỉnh cao. Yêu Long lao xuống, bắt đầu đem thân thể dần dần hòa vào trong linh hồn Lý Vân Tiêu. Hồn lực bản thân Lý Vân Tiêu chỉ là ở cấp 5 đỉnh cao mà thôi, một luồng hồn lực hoàn toàn mới càng khổng lồ xuất hiện, trực tiếp vượt qua đến cấp 6 thuật luyện sư cảnh giới, điên cuồng nuốt chửng dược lực. Cấp 6 đỉnh cao sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hét một tiếng, đem tâm hoàn toàn tĩnh, tận lực bài trừ thống khổ trên người, để linh hồn sau khi dung hợp kia đạt được tầm bổ. Không biết qua bao lâu, hắn trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Dược lực trong đan điền cũng từ từ khô héo, cuối cùng biến mất. Yêu Long thở dài một tiếng nói. Khoảng cách cấp 6 đỉnh cao, còn kém một ít a. Hai cỗ lực lượng linh hồn đột nhiên tách ra. Hồn lực kịch liệt giảm xuống, nhưng vẫn như cũ duy trì ở trên cấp 6. Lý Vân Tiêu kiểm tra tình hình trong cơ thể một chút, tựa hồ hết sức hài lòng, khẽ cười nói. Một cây thiên hồn thảo, có thể làm cho ta bước vào cấp 6, cũng đã được rồi. Lúc này, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh thanh minh. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Chư vị, đợi lâu rồi. Hừ, một cây linh thảo cấp 9 cho ngươi nuốt vào, dĩ nhiên nhất tinh cũng không có lên, thật là lãng phí đến cực điểm. Trên kim tệ truyền đến âm thanh của Tiền Vô Địch, tựa hồ vô cùng đau lòng nói. Nhìn dáng dấp, ngươi ngay cả 10% dược lực cũng không dùng đến a. Linh thảo cấp 9 linh khí mạnh. Dù cho nuốt chừng 5%, cũng đầy đủ cho cấp bậc Lý Vân Tiêu lên nhất tinh. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn mỗi lên cấp một tinh, cần linh khí đều là gấp 10 lần vũ giả bình thường, thậm chí gấp mấy chục lần. Lại không nói phần lớn sức mạnh của cây linh thảo kia đều bị thân thể hấp thu, cho dù toàn bộ vắng lặng đến trong đan điền, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không chắc chắn lên cấp. Hắn nhìn dáng vẻ của Tiền Vô Địch, tuy rằng vẫn là nhất tinh vũ hoàng. Nhưng trên khí chất đã xảy ra thay đổi cực lớn, tựa hồ hơi khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Ngươi làm sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Có thể lĩnh ngộ toàn bộ vũ y thất túc cảnh không? Toàn bộ vũ y thất túc cảnh. Lần này tất cả mọi người đều khiếp sợ, lập tức rõ ràng cùng Lý Vân Tiêu trao đổi là vật gì. Trương Hàm Chiết cũng giật mình, chẳng trách sau khi Tiền Vô Địch bế quan ra ngoài, tuy rằng tu vi không có tăng cường. Nhưng khí thế cả người liền hoàn toàn khác nhau, thật giống như ở vào trong sương mù mông lung, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Thanh La cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới trên người Lý Vân Tiêu lại có thứ này. Thất túc đạo quả đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng đối với đại tông phái có tiền có thế, vì bồi dưỡng đệ tử tinh anh trong môn phái, là thu thập không ngừng nghỉ. Hơn nữa thương minh đại hội sắp tới, đều là người trẻ tuổi tham gia. Trong đồng lứa trẻ tuổi, có thể có tu vi vũ hoàng cũng đã là đỉnh cấp. Chẳng trách Lý Vân Tiêu mở ra giá trên trời, Tiền Vô Địch cũng có thể tiếp thu. Ánh mắt nàng nhìn Lý Vân Tiêu lần thứ hai trở nên phức tạp, nội tâm càng tin tưởng hắn là biểu đệ của Lệ Hoa Trì, bằng không một thiếu niên tên cũng chưa biết, trên người nơi nào sẽ có nhiều bảo vật như thế. Tiền Vô Địch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói. Này liền không cần ngươi bận tâm, rất chờ mong ở Dương Thành nhìn thấy ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là dự định đại biểu Thiên Nguyên Thương Hội ra trận. Thấy Lý Vân Tiêu không có phủ nhận, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn nói. Rất tốt, đến thời điểm ta sẽ xác minh lời nói ngày hôm nay, đem đế giày dẫm trên mặt ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc, cũng không chơi nhiều, liền chơi 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, làm sao? Chi? Dù là tài chủ như Tiền Vô Địch. Cũng hít vào ngụm khí lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe nói. Đến thời điểm ngươi chết trong tay ta, nguyên thạch này ta tìm ai lấy? Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 11 ức, nếu như ta thua, ngươi liền không cần trả lại. Trong lòng Tiền Vô Địch hơi động, miệng đã nghĩ đồng ý. Dù sao 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch,
hắn cũng không phải tùy ý có thể lấy ra được. Nhưng nghĩ tới ở trong Tu Di Sơn, lúc đó Lý Vân Tiêu bất quá là Vũ Vương, nhưng thực lực có thể so với Vũ Hoàng, nội tâm hắn lưu lại ấn tượng cực sâu. Hiện tại tu vi của Lý Vân Tiêu đã xung kích đến Tam Tinh Vũ Tông, hơn nữa là trình độ đỉnh cao, tùy thời có thể đột phá đến Tứ Tinh. Vậy hiện tại sức chiến đấu của hắn đến cùng làm sao, căn bản là ẩn số. Nguyên bản Tiền Vô Địch tràn đầy tự tin, lần này trái lại do dự. Một bên Trương Hàm Chiết cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, cau mày nói. Công tử, lấy thực lực của ngươi có gì không thể. Trên mặt Tiền Vô Địch hơi đỏ lên, hướng Lý Vân Tiêu ngạo thị nói. Được, ta liền đáp ứng ngươi, liền đánh cược 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu mặt mày hớn hở, liên tục tán thưởng nói. Vô Địch công tử, rất chờ mong a. Nhất định phải hảo hảo tu luyện, nghe nói hai quyển công pháp mạnh nhất của Kim Tiền Bang, chia làm Diệu Nhật Bảo Quyển cùng Phá Nguyệt Bảo Quyển. Năm đó thúc thúc ngươi Tiền Vô Lai dựa vào hai quyển bảo điển này, ở trên Thiên Địa Phong Vân bảng đại triển thần uy, xếp hạng 22, thiên hạ kính ngưỡng. Tiền Vô Địch hơi thay đổi sắc mặt, hừ nhẹ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Tiền Vô Lai chính là đệ nhất cao thủ của Kim Tiền Bang bọn họ, thiên phú cực cao, hơn nữa tiếng tăm rất lớn. Nguyên bản vị trí Kim Tiền Thương Hội hội trưởng chính là hắn, năm đó hùng tâm bừng bừng đi tham gia bài vị chiến, sau khi trở về liền không nói tiếng nào, trực tiếp ẩn cư, đồng thời thề nếu như không có đại thành, tuyệt không xuất quan. Để Kim Tiền Bang trực tiếp thiếu một cường giả tối đỉnh, người người nói về việc này, đều là buồn bực không thôi. Mà phụ thân của Tiền Vô Địch Tiền Vô Sinh, thì lại lượm cái món hời lớn làm hội trưởng. Trương Hàm Chiết thẳng thắn thở dài nói. Có thể học được Diệu Nhật cùng Phá Nguyệt Bảo Quyển, cũng chỉ có Vô Lai đại nhân mà thôi. Năm đó, hắn dừng lại một chút, sau đó than thở. Năm đó Phá Nguyệt Bảo Quyển được Vô Lai đại nhân mang ở trên người, hơn nữa nghe nói bị người cướp đoạt. A, à, ha, ha ha. Lý Vân Tiêu cười gượng mấy lần, trên trán xuất mồ hôi hột, nói. Ai thất đức như vậy, cướp bảo quyển vũ khí của người ta. Tiền Vô Địch lãnh đạm nói. Này vốn là tân bí của tông môn, nhưng đã nhiều năm như vậy, người biết cũng không ít. Nói ra không sao, còn người cướp đi kia. Hắn ngừng một chút nói. Ta cũng không biết là ai, thúc phụ chưa từng nói. Có thể là hắn muốn tự mình đi đoạt lại. Trương Hàm Chiết than thở. Nào có dễ dàng như vậy, có thể từ trong tay Vô Lai đại nhân cướp đi đồ vật, chí ít cũng là tồn tại xếp hạng thứ 20 trên Thiên Địa Phong Vân Bảng. Thiên Địa Phong Vân Bảng. Trong mắt Tiền Vô Địch lóe ra một tia tinh mang, lộ ra vẻ cực kỳ ngóng trông. Khái khái. Lý Vân Tiêu ho khan hai câu nói. Khụ khụ, hình như hơi xa chủ đề chính a, Vô Địch công tử nhớ nhất định phải tới a. Hắn bây giờ nhìn Tiền Vô Địch, kia là một ngọn núi nguyên thạch a. 21 ức, đầy đủ hắn tu luyện tới Vũ Tông đỉnh cao. Hừ. Tiền Vô Địch tức giận hừ một tiếng, vô cùng phản cảm loại ánh mắt kia của Lý Vân Tiêu xem mình. Đột nhiên tất cả mọi người đều là trong lòng hơi động, hết thảy ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ thấy lượng lớn ngũ hành phệ linh thử bắt đầu cáu kỉnh, tất cả đều hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi, linh thử đầy trời phô thiên cái địa bay đi. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ quái lạ cùng lo lắng, không ngừng ra hiệu. Lý Vân Tiêu tâm thần tập trung cao độ, lập tức hiểu ý. Diệp Phàm lộ ra bộ dáng lo lắng. Cũng chỉ có cảm ứng được cửu thiên đỉnh mới có thể như vậy, chỉ là người ở đây quá nhiều không cách nào nói, ngay cả truyền âm cũng không dám, sợ bị bắt được, vậy thì chết chắc rồi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn những linh thử cấp tốc bay đi kia nói. Những linh thử này đến quái lạ, đi cũng quái lạ, tất nhiên có nguyên nhân. Vô Địch huynh, có hứng thú đi nhìn không? Tiền Vô Địch lộ ra vẻ do dự, hắn vừa nuốt vào thất thúc đạo quả, một lòng muốn bế quan tu luyện. Thanh La chẳng biết lúc nào rốt cục phá tàn ấn ký màu bạc trên yết hầu, nói ra lời, tựa hồ ức chế quá lâu, một hơi liên thanh nói. Không đi, ta đột nhiên nhớ tới trong tông môn còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, liền như vậy cáo từ. Núi không chuyển nước chuyển, chư vị sau này còn gặp lại. Lần này hành trình yêu nguyên, chỉ là nhận được mặt trên thông báo, lại đây tùy ý nhìn một chút mà thôi, không nghĩ tới suýt chút nữa đem mệnh mất rồi. Nơi này nàng một khắc cũng không muốn ở lại. Người Thiên Nhất các còn lại cũng đồng thời hưởng ứng, hy vọng dẹp đường hồi phủ.
Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm buồn cười nói. Đã như vậy, Thanh La đại nhân có thể đem chiếc U Minh chiến hạm này cho ta mượn dùng một chút hay không? Mượn chiến hạm? Thanh La âm lãnh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi khi chiến hạm này là cải trắng sao? Nói mượn liền mượn, vạn nhất tổn hại, người bồi thường nổi sao? Lý Vân Tiêu xoay người hướng về Tiền Vô Địch nói. Vô Địch huynh, ta muốn mượn chiến hạm của các nàng dùng, có thể giúp không? Thanh La thay đổi sắc mặt, âm trầm nhìn lên. Tiền Vô Địch cũng biết Lý Vân Tiêu muốn mượn sức mạnh của hắn thu chiến hạm của đối phương, nhất thời cười nói. Chiến hạm là của người ta có biện pháp gì? Ai nha, ta cũng đột nhiên nhớ tới trong tông môn còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, liền như vậy cáo từ. Núi không chuyển nước chuyển, chư vị sau này còn gặp lại. Kim tệ bắt đầu chậm rãi di chuyển, liền muốn rời đi. Thanh La thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, cười lạnh nói. Bất quá nể tình mọi người đồng cam cộng khổ lâu như vậy, liền cho các ngươi mượn một chiếc nhỏ đi. Nàng tiện tay ném ra một ánh hào quang, ở ngoài chiến hạm hiện ra một chiếc hổ vương chiến xa. Chiến xa tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để chứa đựng mấy người bọn họ. Lý Vân Tiêu thấy Tiền Vô Địch thật muốn đi, biết mình cướp đoạt chiến hạm sợ là không có hy vọng gì, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Vậy sau này còn gặp lại, đại gia bảo trọng a, hy vọng thời điểm tới Dương Thành còn có thể gặp lại. Hắn cùng người Thánh Hỏa Điện trực tiếp nhảy lên hổ vương chiến xa. Nhưng nội tâm Diệp Phàm lại mừng thầm, nhiều người như vậy đi qua, hắn trái lại không biết như thế nào cho phải. Thanh La cười to nói. Ha ha, Dương Thành chúng ta là nhất định sẽ đi. Ngươi vẫn là xem trọng mình đi. Nàng cười lớn liền quay đầu chiến hạm, hóa thành một ánh hào quang mà đi. Tiền Vô Địch cũng nói bảo trọng, lập tức biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn U Minh chiến hạm biến mất ở không trung, đột nhiên nhíu mày, thở dài một tiếng. Diệp Phàm không hiểu nói. Vân Tiêu đại ca, bọn họ rời đi không phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể đơn độc làm việc. Lý Vân Tiêu than thở. Bọn người Thanh La có khả năng nguy hiểm. Trên chiến hạm trừ bọn họ ra, còn có những người khác. Những người khác? Mấy người Thánh Hỏa Điện đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ. Hơn nữa trên chiến hạm nhiều người như vậy đều không ai phát hiện, hắn là làm sao biết được. Lúc trước Lý Vân Tiêu nuốt thiên hồn thảo tu luyện, liền cảm nhận được người ẩn giấu ở trong chiến hạm, chỉ là không cách nào xác định. Thời điểm cùng yêu long linh hồn kết hợp lại, hồn lực lập tức đạt đến đỉnh cao, lúc này mới dám xác định, tổng cộng có 5 người ẩn nấp ở trong chiến hạm, hơn nữa thực lực đều cực cường. Hắn dứt bỏ tạp niệm nói. Mặc kệ bọn họ, Diệp Phàm, người nhận biết được cái gì? Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Khí tức của Cửu Thiên Đỉnh. Ta cảm thấy một loại triệu hoán, Cửu Thiên Đỉnh triệu hoán ta, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, nhìn phương hướng linh thử biến mất, nhíu mày nói. Nếu như Cửu Thiên Đỉnh thật ở trên yêu nguyên, như vậy chỉ có một người rõ ràng nhất, chính là Thử Hoàng, linh thử đầy trời bay tới bay lui, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Phàm nhắm hai mắt, đón gió trên yêu nguyên, tựa hồ đánh hơi được khí tức rất không tầm thường nói. Vân Tiêu đại ca, Cửu Thiên Đỉnh nhất định ở mặt trước. Chìa khóa cảm giác càng ngày càng mạnh, hơn nữa đường kiếp nắm giữ Dương Đỉnh, sợ cũng đã cảm nhận được. Vậy còn chờ gì, đường kiếp nhất định sẽ xuất hiện ở địa phương có Cửu Thiên Đỉnh, chờ người mang âm đỉnh xuất hiện, có bọn họ ở phía trước mở đường, chúng ta cũng bớt không ít việc. Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ trên hổ vương chiến xa hóa thành một ánh hào quang liền chạy như bay. Giờ khắc này, U Minh chiến hạm mới vừa cùng mọi người chia lìa, sau khi phi hành trên không trung thời gian uống cạn chén trà, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dĩ nhiên ngừng lại, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trên chiến hạm tĩnh thăm thẳm, có loại khí tức khủng bố âm lãnh tản ra, không cảm giác được sinh khí của người sống. Ở trong chiến hạm, lại truyền tới một luồng hào quang màu xanh. Bên trong phòng điều khiển to lớn, đầy đất đều là lít nha lít nhít thi thể. Vẻ mặt những thi thể này đều sợ hãi, nhưng tất cả đều rất sạch sẽ, trên người không có vết thương. Chỉ có Thanh La đầy người là huyết, tuyệt vọng nhìn năm tên nam tử đạp ở trung ương thi thể, tất cả đều là giáp áo màu lam nhạt, hóa trang có chút quái dị. Một khuôn mặt khủng bố màu xanh đang không ngừng cắn nuốt các loại linh hồn dẫy dụa, những linh hồn kia khuôn mặt vặn vẹo cùng sợ sệt, nhưng toàn bộ bị khuôn mặt màu xanh từng cái hút vào.
có mấy linh hồn thoáng mạnh hơn một chút, nhìn kỹ lại, còn có thể nhận ra chính là ba tên vũ tôn cường giả của Thiên Nhất Các, nhưng mà bất quá là mấy hơi thở, cũng đều bị nuốt vào. Khuôn mặt màu xanh còn đang không ngừng nhai, trong ánh mắt dần dần hiện ra một ít sắc thái, nhìn mấy người phía dưới, không ngừng phát ra ánh sáng xanh lục. Nam tử cầm đầu chính là Trương Thiệu Thiên, hừ lạnh một tiếng, cười nói. Thật tham lam, hấp thu nhiều như vậy, khoảng cách cấp 9 có còn xa lắm không? Hắn đi thẳng tới trước mặt Thanh La, một chưởng liền hướng cái trán của Thanh La vỗ tới, đầu lập tức như dưa hấu nứt toác ra, óc tiên một tường. Hai mắt của khuôn mặt màu xanh bốc lên ánh sáng xanh lục, mãnh liệt ra sức hút một cái, một đạo hào quang màu vàng trực tiếp bị dẫn nhập trong miệng. Lúc này khuôn mặt cũng bắt đầu phát sinh một ít biến hóa, bên trong hào quang màu xanh hiện ra màu vàng điểm điểm, phẩm chất không ngừng tăng lên. Đại sư huynh, thật giống muốn thăng lên cấp 9 rồi. Một tên sư đệ kinh hãi liên tục nhìn kim quang trong khuôn mặt, đúng là hiện tượng hồn nô của bọn họ lên cấp 9. Trương Thiệu Thiên cũng rất là bất ngờ, vạn phần kinh hỉ, hơn nữa có chút sốt sắng. Bốn tên sư đệ tất cả đều là một mặt hâm mộ. Phải biết trong Phệ Hồn Tông đối với hấp thu hồn phách quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa cạnh tranh dị thường tàn khốc. Đệ tử dưới Vũ Đế, cực nhỏ có người hồn nô có thể lên đến cấp 9, nguyên nhân là bởi vì đối với hấp thu hồn phách hạn chế rất lớn. Cũng là tránh khỏi tông môn trở thành bia ngắm cho đại lục. Trương Thiệu Thiên cũng không nghĩ đi ra một chuyến, dĩ nhiên đạt được lợi ích lớn như vậy. Bốn tên sư đệ còn lại cũng bắt đầu ấp ủ tâm tư của mình, bọn họ là một điểm chỗ tốt còn không đạt được a. Hả, tiến hóa ngưng hẳn, thật giống như còn thiếu một chút, không đủ a. Trương Thiệu Thiên há miệng rộng, trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng, trơ mắt nhìn biến hóa sắp kết thúc. Trên gương mặt màu xanh hiện ra ánh vàng cũng bắt đầu lui trở lại. Một tên sư đệ trong mắt lóe ra vẻ đố kỵ nói. Đại sư huynh không cần lo lắng, trên yêu nguyên này còn có nhiều cường giả như vậy, lại chảo hai vũ tôn ném vào, nhất định có thể thăng cấp. Trương Thiệu Thiên nhìn trên trần nhà, trên mặt khôi phục yên tĩnh nói. Xác thực, lại có thêm hai vũ tôn, khẳng định là không thành vấn đề. Đúng không, sư đệ? Người sư đệ kia sững sờ, cảm thấy Trương Thiệu Thiên có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt tầng tầng sát cơ. Đại sư huynh, ngươi! Hắn sợ hãi quát to một tiếng, liền cảm thấy trên cổ mình đau xót, ngón tay của Trương Thiệu Thiên đã cắm vào. Đồng thời lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai điểm về phía yết hầu một gã sư đệ khác, người sư đệ kia cũng sửng sốt, trực tiếp chịu khổ độc thủ. Chi! Còn dư lại hai người, trong nháy mắt cả người rét run, vội vàng liền lùi mấy bước, toàn thân cảnh giác, một người cả giận nói. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì? Trương Thiệu Thiên thở dài nói. Hai vị sư đệ đừng sợ, đã đủ rồi. Hắn đánh một cái quyết ấn vào khuôn mặt màu xanh trên trần nhà, ánh sáng xanh lục lần thứ hai xông ra, đem hồn phách hai tên sư đệ hút vào. Trương Thiệu Thiên nói. Hồn nô lập tức liền muốn tiến hóa thành công, ta thực sự là chờ không được. Hai vị sư đệ, đồ vật cùng với hồn nô trên người hai người này, liền quy các ngươi. Việc vừa nãy, ta tin tưởng trí nhớ của hai vị sẽ không quá tốt. Hai tên sư đệ sắc mặt trắng bệch, nhìn đồng bạn mới vừa rồi còn cùng nhau chiến đấu, chỉ cảm thấy cả người rét run. Bất quá bọn hắn đều là người tài ba trong hình thức huấn luyện tàn khốc tiếp tục sinh sống của Phệ Hồn tộc, sau khi ngắn ngủi bi thống, liền lập tức khôi phục một mặt lạnh lẽo. Người kia ai thán nói. Hai vị sư đệ thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng, không nghĩ tới lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ, sẽ chết ở trong tay kẻ địch. Người bên phải kia cũng tiếc hận nói. Người ai không chết, hai vị sư đệ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chúng ta không nên khổ sở, hẳn là hóa đau thương thành lực lượng, ở dưới đại sư huynh dẫn dắt hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Sau khi hai người nói xong, liền hai bên trái phải xông lên, đem đồ vật trên hai cỗ thi thể cướp đoạt sạch. Đặc biệt hồn nô của hai người kia, nếu để cho hồn nô mình nuốt chửng, hiệu quả so với nuốt chửng vũ giả còn mạnh hơn rất nhiều. Trương Thiệu Thiên lạnh lạnh nhìn bọn họ một chút, phát sinh một tiếng hừ lạnh, liền chú ý hồn nô trên trần nhà tiến hóa. Ở sau khi nuốt chửng hai tên vũ tôn, khuôn mặt màu xanh lần thứ hai phát sinh biến hóa, nguyên bản điểm sáng màu vàng sắp tán đi lần thứ hai nổi lên, như ánh sao đầy trời. Khuôn mặt đang không ngừng gào lên, có vẻ hơi thống khổ, cũng từ từ chuyển hóa thành màu vàng,
ánh mắt xanh thăm thẳm cũng có vẻ bắt đầu ác liệt, hóa thành ánh vàng. Ha ha, quả nhiên lên cấp. Ha ha, ha ha ha. Trương Thiệu Thiên áp chế không nổi mừng như điên, có chút thất thố cười to. Sau khi khuôn mặt biến ảo thành màu vàng, trong mắt hàn quang điểm điểm, nhìn chằm chằm Trương Thiệu Thiên một chút, liền há miệng vọt xuống tới, tựa hồ muốn nuốt chửng chủ nhân. Trương Thiệu Thiên không để ý lắm, vẫn như cũ cười thập phần vui vẻ, liên tục tán thưởng nói. Không tệ, quả nhiên là cấp 9. Một khi hồn nô thăng cấp 9, sẽ sản sinh linh trí của mình, linh trí càng cao chứng minh càng cường đại, dáng vẻ ngươi hung mãnh ta rất yêu thích. Âm thanh hắn đột nhiên lạnh lẽo, hừ nói. Bất quá hồn nô trước sau là hồn nô, nếu là nô, liền hảo hảo thủ bản phận của mình. Trương Thiệu Thiên không có một chút động tác nào, chỉ bất quá hơi suy nghĩ, hồn nô màu vàng nhất thời con ngươi vặn vẹo, ở trước mặt hắn kêu rên liên hồi, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Hừ, hiện tại đã biết rõ chứ. Trương Thiệu Thiên lấy ra phệ hồn phiên, hướng về trên người hồn nô quét tới. Hồn nô kêu thảm một tiếng, liền bị hút vào trong phiên. Chúc mừng đại sư huynh luyện thành hồn nô cấp 9, trở lại tông môn liền có thể lên cấp trưởng lão. Hai tên sư đệ đồng thời tiến lên nịnh hót. Trương Thiệu Thiên tâm tình thật tốt nói. Các ngươi sau đó liền chuyên tâm theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hồn nô này vừa thăng lên cấp 9, còn yếu vô cùng, cũng cần đại lượng đồ bổ đến tẩm bổ một thoáng. Yêu nguyên quả thực chính là thiên đường A. Ha ha. Hai sư đệ khác đồng thời xin thể cống hiến cho, nhưng nội tâm là từng cái buồn khổ không ngớt. Vốn cho là hồn nô của hắn lên cấp 9, sẽ đến phiên mình sảng khoái, kết quả còn nói rất yếu, muốn bổ dưỡng. Xem ra đi theo bên người người này, là đừng nghĩ ăn được thịt cá, chỉ có thể kiếm chút tàn canh đồ thừa ăn. Bất quá hai người đạt được hồn nô của hai gã sư đệ khác, cũng là được lợi không ít, không có gì oán giận. Một tên sư đệ trong đó nói. Đại sư huynh, hiện tại chúng ta đuổi theo kim tiền băng hay là truy mấy cá lọt lưới từ trên U Minh chiến hạm xuống? Trương Thiệu Thiên vừa nghe, trong ánh mắt lập tức lướt qua hàn quang, quả quyết nói. Truy cá lọt lưới, trên người tiểu tử kia bảo bối quá nhiều, đặc biệt là tử đỉnh kia, đã vượt qua lý giải của ta đối với huyền khí cấp 9, chí ít cũng là huyền khí cấp 9 đỉnh cao. Chi, cấp 9 đỉnh cao. Hai người khác đều giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn nhau. Toàn bộ đại lục, ngoại trừ cửu thiên đỉnh, huyền khí cường đại nhất là cấp 9 đỉnh cao, cũng cực kỳ ít ỏi. Phệ hồn tộc bọn họ chỉ có một kiện ở trong tay tông chủ, nhân vật cấp bậc bọn họ chỉ vẻn vẹn là nghe nói qua mà thôi. Sắc mặt Trương Thiệu Thiên hàn quang càng ngày càng mạnh mẽ, kích động nói. Ngoại trừ tử đỉnh kia ra, các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không có thiếu bảo bối cấp 9. Những cái kia tất cả đều quy các ngươi, chỉ cần trung tâm theo ta. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đại sư huynh. Hai người vội vàng đại hỉ bái tạ. Trương Thiệu Thiên lấy ra một cái vòng tròn hình tiểu cầu, vung lên không trung, vỗ vào mấy cái quyết ấn. Trên tiểu cầu bắn ra từng đạo ánh sáng, ở bốn phía hiện ra các loại cảnh tượng, không ngừng tản ra mở rộng, dĩ nhiên là một loại hình chiếu toàn cảnh. Tuy rằng yêu nguyên rộng lớn vô biên, nhưng ở trong Tây vực vẫn không có đồ vật phệ hồn tộc ta nắm giữ không được. Trương Thiệu Thiên không ngừng xoay tròn tiểu cầu, tràng cảnh toàn bộ yêu nguyên ở trước mặt bọn họ từng cái thoáng hiện đi qua, ở trong ánh sáng hình chiếu, hiện ra một mảnh sương mù hơi nước, linh khí bức người, cùng những nơi khác sai biệt rất lớn. Hắn chỉ vào nơi hơi nước mê man kia nói. Nơi này hẳn là vạn cổ trường thanh thụ biến ảo ra thủy nguyệt kính hoa, thiếu niên kia khẳng định là theo người tứ cực môn đi tới chỗ này. Trong mắt hắn lập lòe tinh mang nói. Chờ cướp đoạt bảo vật xong. Sẽ đem những người tứ cực môn kia toàn bộ hấp thu, trở lại tông môn, ở trong các trưởng lão ta cũng có thể có một vị trí, mà hồn nô của các ngươi cũng có thể luyện đến cấp 8 đỉnh cao, càng tốt hơn cống hiến cho ta. Hắn vung tay lên, tiểu cầu kia liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Ba người hóa thành ánh sáng, hướng về thủy nguyệt kính hoa bay đi. U Minh chiến hạm giá trị liên thành trực tiếp vứt bỏ, đợi nguyên thạch tiêu hao hết tự mình rơi xuống. Hổ vương chiến xa của Lý Vân Tiêu ở trên không trung cấp tốc tiến lên, dọc theo đường đi nhìn thấy đủ loại thi thể cùng hài cốt chiến hạm, xem ra tiến vào yêu nguyên ngoại trừ Thương Minh, Tây Vực cũng không có ít thế lực nghe tin lập tức hành động, nhưng đa số là kết cục vẫn lạc. Hơn nữa trên cũng có rất nhiều thi thể ngũ hành phệ linh thử, những tử vong kia tất cả đều là do nhân loại gây nên.
Rất nhanh, theo con đường đi tới, linh khí càng ngày càng đậm, thật giống như phía trước chính là linh sơn đại xuyên hoặc là linh mạch bại lộ ở trên mặt đất, không ngừng tràn ra linh khí. Phía trước đến cùng là nơi nào, loại trình độ linh khí này, đủ khiến một thế lực không nhỏ nhòm ngó, đồng thời thành lập môn phái. Đào Quán giật mình, nhìn linh khí xông tới trước mặt, so với chỗ Thánh Hỏa Điện bọn họ lánh đời còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nơi này giống như huyễn không phải huyễn, linh khí như có như không, thật giống là một chỗ hư thực kết hợp, nơi như thế này thường thường đều sẽ có trận pháp cùng cấm chế cực cường, mọi người cẩn thận. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, bắt đầu vạn phần cẩn thận. Nhưng nội tâm Lý Vân Tiêu là một phen ý nghĩ khác, huyễn ảnh của hắn xuất hiện ở trong giới thần bi, lâm không một chảo, liền đem tiểu côn dự định đào tẩu chộp vào trong tay, một trẻ con khoảng 3, 4 tháng ở trong tay hắn dẫy giụa, trong mắt đều là oán hận. Ha ha, đừng nghịch. Lý Vân Tiêu không chút lưu tình vỗ cái đầu non nớt của hắn, cười to nói. Ngươi đã là lão quái vật sống bao nhiêu năm, còn dáng vẻ như thế. Theo ta lăn lộn sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, lấy ra chút hồn lực mà thôi, sớm muộn sẽ bồi thường cho ngươi. Tiểu côn một mặt không tin, vẫn như cũ giận hờn. Lý Vân Tiêu động viên hắn nói. Ngươi từ trong giới thần bi chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nếu không có Phượng Hoàng chân hỏa cùng đại địa tức nhưỡng của ta, ngươi là mấy ngàn năm cũng đừng nghĩ hóa hình. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Mau mau nói cho ta, mảnh hư thực kết hợp này, có phải là vạn cổ trường thanh thụ làm ra không? Lúc này tiểu côn mới mở miệng nói chuyện, bất quá âm thanh vẫn là cực kỳ non nớt, dường như trẻ mới sinh nói. Hẳn là vậy, nơi này đâu đâu cũng có khí thế của hắn, lẽ nào bản thể hắn muốn tiêu vong sao? Trong thanh âm không nói ra có khiếp sợ. Lý Vân Tiêu nói, tồn tại khổng lồ như vậy, mặc dù muốn tiêu vong, cũng phải mấy ngàn năm trôi qua, mới có thể chết được. Sau khi hắn xác nhận, liền biến mất ở trong giới thần bi, thần thức trở lại trên hổ vương chiến xa, cảm thụ linh khí đầy trời, tinh tế hấp thu. Mọi người Thánh Hỏa Điện thấy dáng dấp của hắn, tất cả đều không nói gì. Bảo người khác cẩn thận, nhưng mình không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện, tiểu tử này thật biết lợi dụng thời gian a. Nhưng mà nội tâm Lý Vân Tiêu cực kỳ phức tạp, mặc dù là thần thụ như tiểu côn cùng tiểu thanh, từ khai thiên tích địa liền sừng sững trên đại địa, nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát số mệnh phải chết. Vạn cổ tới nay, ai có thể vĩnh hằng bất diệt? Bao nhiêu hạng người thiên tài tuyệt diễm, che già măng mọc hướng về điểm cuối võ đạo, con đường thần đạo mà đi, lại có mấy người thành thần. Thời khắc này, hắn có chút chán trường. Khí tức trên người theo tâm tình cũng uể oải xuống, tựa hồ có loại tâm thần bất định. Chấn định. Đột nhiên yêu long ở sâu trong linh hồn hét lớn một tiếng, chỉ thấy trên linh hồn nguyên bản tinh khiết nhiễm phải hắc khí nhàn nhạt, long khí trên người yêu long ở trong linh thức bạo phát, đem những hắc khí kia đuổi ra ngoài. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trong tròng mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn chấn động mạnh, vừa nãy một khắc đó mình dĩ nhiên xuất hiện tâm ý hoảng hốt, đây đối với một vũ giả, đặc biệt loại người tâm tính kiên định như hắn, càng là tuyệt đối không thể. Sắc mặt yêu long cũng nặng trịch, ngưng tiếng nói. Thật giống như là sinh ra tâm ma. Tâm ma. Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiêu đứng vững, lộ ra vẻ khó tin nói. Vật kia không phải tâm ma chi chướng sao? Tại sao có thể có ma khí thực thể xuất hiện? Trong mắt yêu long cũng tràn đầy nghi hoặc nói. Sẽ không cùng ma thiên chiến giáp kia của ngươi có quan hệ chứ? Dù sao huyền khí do ma khí luyện chế, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến giáp này là một trong năm huyền khí trấn áp đế giả lại như có nghe đồn là ma. Lý Vân Tiêu mở ra bàn tay, ma thiên chiến giáp ở trên lòng bàn tay hiện ra, tỏa ra từng vòng ma khí nhỏ bé. Loại ma khí này cũng không mạnh, so với trên người đế giả xuất hiện, cùng với kiếp trước ở trong thiên đãng sơn mạch nhìn thấy có khác nhau rất lớn. Người trước thật giống như đẳng cấp thấp hơn, vẻn vẹn là một loại sức mạnh mà thôi, cái sau tựa hồ có thể ăn mòn tất cả, khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Yêu Long nói, ngươi tuyệt đối không nên khinh thường tâm ma này, hơn nữa vừa nãy xuất hiện manh mối để ta cảm thấy cực kỳ không ổn, mà thiên chiến giáp này có thể dùng một phần nhỏ liền tận lực dùng một phần nhỏ đi. Lý Vân Tiêu thu hồi ma thiên chiến giáp, nội tâm trầm tư bất định. Trên người hắn có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nguyên bản hẳn là tâm ma bất xâm mới đúng.
Huống hồ mình vẫn là minh nguyệt thần thể, có thể tịnh hóa tất cả năng lượng mặt trái, lại vẫn sẽ có ma khí sản sinh, có thể thấy được ma này mạnh mẽ. Linh khí bốn phía càng ngày càng đậm, người bình thường tất nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón, mặc dù là vũ giả, tầm mắt cũng co lại rất nhiều. Đột nhiên Diệp Phàm nói, mọi người có phát hiện hay không, chúng ta thật giống như ở tại chỗ xoay chuyển. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động nói, làm sao sẽ, người tại sao lại có loại ý nghĩ này? Lấy thần thức nhạy cảm của hắn cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ không hiểu. Diệp Phàm nhìn xuống bốn phía, nhíu mày nói. Một đường lại đây, ta cùng cửu thiên đỉnh cảm ứng đều là càng ngày càng mạnh, thế nhưng nơi này. Loại cảm ứng kia vẫn duy trì khoảng cách nhất định, theo chúng ta không ngừng đi tới, liền chưa từng thay đổi. Hắn lời này lập tức gây nên mọi người coi trọng, đồng thời quan sát bốn phía.